Câu hỏi thứ nhất, theo đạo Phật thờ cúng ông bà, khi có người mất thì cúng thất cúng giỗ đầy đủ, vậy bên các đạo khác không có cúng thì người mất đó có bị đói không? Thì cái câu hỏi này rất là hay, và muốn biết chính xác thì phải hỏi cái người đó. Có nhiều khi họ không cúng mà self service làm sao? Nhất là những người ở sống ở nước Mỹ theo cái sống theo thói quen là self serve, phải không? Không có cần ai serve mình hết. Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin xác định thờ cúng ông bà không phải của đạo Phật. Đó là một truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Như vậy không phải thờ cúng dành riêng cho đạo Phật, mà phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam, không, bây giờ cất tôn giáo qua bên nha, nếu mình là người Việt Nam mình vẫn nhớ cái câu rằng nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền ví không cha mẹ sao nên thân này, cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông, làm người phải có tổ tông không có như sông không nguồn. Như vậy cái truyền thống thờ cúng ông bà là của dân tộc Việt Nam, ai là người Việt Nam thì không thể không thờ cúng ông bà. Nhưng tại sao bây giờ nó chỉ ứng dụng trong đạo Phật, hay là đạo Phật chấp nhận nó một cách dễ dàng? Bởi vì đạo Phật có một quan niệm, mình đi đến đâu thì mình phải hội nhập với cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó như nước với sữa, và thậm chí còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị nhìn ra phía sân chùa chân không trưa chiều hôm nay, bên cái mé nhà bên kia quý vị có thấy một tượng Phật màu vàng to đang ngồi đó không? Nhìn có nét, cái nét đó có giống Phật Việt Nam không? Không. Cái nét đó là Phật Tích Lan. Nhìn cái tượng đó là biết Phật này Phật Tích Lan. Còn Đức Quan Âm mà để phía sau thờ đó, nhìn biết của ai không? Việt Nam. Tại vì cái tướng của Đức Quan Âm đó thon thon, đẹp đẹp, không? Thì quý vị thấy không, đạo Phật đến đất nước nào thì hội nhập vào cái nét đẹp, cái văn hóa của đất nước đó. Đức Phật Thái Lan nhìn giống người Thái Lan, đội cái mão cao vậy nè, ngồi ốm nhom, tại người Thái Lan tay chân họ hay. Mà Phật Miên nhìn giống Phật Miên, Phật mỗi đất nước. Vậy thì đạo Phật cũng đề cao chữ hiếu, mà đi đến đất nước Việt Nam thì thấy cái ý nghĩa thờ cúng ông bà nó quá phù hợp, cho nên đạo Phật hội nhập vào cái văn hóa đó, và chẳng những vậy mà làm cho văn hóa thờ cúng đó hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, giàu có hơn nữa. Bây giờ nói về cái vấn đề cúng. Cúng là gì? Đừng có nghĩ rằng á, tới cái ngày giỗ mình cúng ông bà mình về ăn no, mô Phật ăn một bữa nhịn nguyên năm. Thôi thà là ăn mỗi ngày, ăn ít còn hơn. Như vậy thì cúng như vậy cũng không có nghĩa là no nữa. Cái đó là cúng cái truyền thống, cúng cái văn hóa, cúng cái cội nguồn, cúng cái ý nghĩa, chứ không phải cúng no đói ở cái hình thức này. Nhưng mà nói thì phải có hình tướng, nói cúng thì phải có hình tướng. Thí dụ như mình nói lễ của mẹ, con thương mẹ là đủ, nhưng tại sao biểu lộ qua một đóa hoa, một bữa ăn? Cái đó là cái hình tướng để nói lên cái lòng. Vì vậy cho nên chúng ta bày thức ăn lên bàn thờ là cái hình thức bày tỏ tấm lòng của mình, nó cũng đầy đủ hương vị như thức ăn này vậy. Còn có về hay không thì hoàn toàn mình không có biết, mà có ăn hay không mình cũng không biết. Mà thí dụ thật sự ông bà đưa tay ra gấp, mình dám ngồi đó ông bà linh không, hay là mình chạy mất? Nhờ mình còn ngồi mình khóc lóc mình than van là gì, mình nói gì ổng cũng ngồi yên đó, thế thôi.
Nếu mình không cúng thì con cái mình không có một cái hình ảnh gì cội nguồn truyền thừa để nó học. Cho nên nếu nói cho cùng là mình cúng, không phải cúng ông bà mà cúng cho mình. Nó nhìn vô đó mai mốt tới phiên mình nó cúng tiếp. Nếu nói cho nói là ông bà là mình mượn đó. Chứ còn nếu nói cho đúng là mình đang dạy cho con mình một cái nét đẹp, cái truyền thống. Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện này cách đây một tuần à. Có một cái em đó, năm nay nó 15 tuổi rồi, mà nó ở cách xa chùa Pháp Hòa là 5 tiếng lái xe. Ít khi nào ba má nó lên chùa lắm, ít lắm. Thì cái bữa đó đó, coi như là dẫn nó lên. Hồi nhỏ có thể nó có đi mà nó hoàn toàn không có ý thức. Giờ nó lớn rồi, nó có ý thức, cái phân nó tới nó nhìn cái bàn thờ linh á. Kheo hỏi: con biết ông ngoại con để đâu không? Nó nói: dạ con biết. Nó chỉ ngay cái hình ông ngoại nó liền. Pháp Hòa mới kêu nó lại qua ngồi nói chuyện. Đó, đó là lý do tại sao người Việt Nam thờ ông bà để cái hình. Con sanh ra lúc ông ngoại con mất, con không biết ông ngoại là ai. Nhưng nếu cất cái hình này đi, mãi mãi con không biết ông ngoại con. Và khi con có con cũng cháu của con của con vẫn không biết ông này là ông cố. Như vậy mình để cái hình lên, nó là cúng là thờ, nhưng mà thật sự để cho con cháu mình đưa cái hình ảnh ông ngoại vô tâm thức, để nó biết đây là ông ngoại. Hết đời nó, cháu nó, con nó, đây là ông nào, nó vẫn biết đây là ông ngoại của ba mình, là ông cố của mình. Như vậy mình thờ cái hình là một hình thức giữ gìn truyền thống dân tộc, cội nguồn ông bà để không bao giờ mất. Mà cái đó là một cái đẹp mà chúng ta không bao giờ muốn mất. Quý vị thấy không? Trồng cây mà không rễ sao nó sống? Cho nên phải cắm vô nước cho nó có rễ mới cắm nó xuống đất được. Thế thì cây không rễ làm sao sống? Người không cội nguồn sống với ai? Bây giờ mình biết mình chỉ thờ ông Phật, không thờ ông bà, thì Phật cũng chẳng là sẽ buồn đó. Trời ơi, không có ông bà sao có mình, mà bây giờ để mình thờ ông đó. Thế thì trên có ông Phật, dưới có ông bà, nhà sau có ông Táo, ở trước có ông Thiên. Quý vị thấy không? Nhiều ông lắm. Thậm chí là ông thần tài. Thì bây giờ Pháp Hòa nói nè, đạo Phật không có truyền thống cúng. Ấn Độ đâu có cúng cơm. Người Ấn Độ không có cúng cơm à. Mà tại sao giờ qua tới Việt Nam, rồi Trung Hoa lại có cúng cơm? Như vậy rõ ràng cái chuyện cúng cơm thờ phượng là của dân tộc Việt Nam. Anh là đạo gì không cần biết. Thế mà anh thiếu cái bàn thờ ông bà thì đạo đó chưa đủ. Đạo đó chưa đủ. Bởi vì đạo nhân đạo chưa có thì thiên đạo với ai? Phật đạo với ai? Cho nên nhân đạo phải có. Mà nhân đạo căn bản là gì? Ông bà truyền thừa. Xin lỗi, mình ở đây nè, còn có một ngày lễ Thanksgiving, nghĩa là mình nhớ ơn. Rồi người ta tạc những cái tượng của người này người kia có công với đất nước để nhớ ơn. Người ta viết những tiểu sử của người này người nọ để nhớ ơn. Thì tại sao ơn bà mình không nhớ? Mà mình thờ cúng ông bà mà cho là mê tín dị đoan là sao? Là vì anh không hiểu cho nên anh có tà kiến. Chứ còn tôi làm mà tôi vẫn biết tôi đang làm gì thì không hề tà kiến. Mình làm mà mình không hiểu mới bị người ta nói mình mê tín tà kiến. Còn mình làm mà mình hiểu thì không hề có mê tín có tà kiến. Ví dụ mình cắm một cây hương lên cúng, người ta không hiểu, ta nói mê tín cúng hoài. Nó không, anh không hiểu đó. Cây hương này là tượng trưng cho thơm, mà thơm là người có đức hạnh mới thơm. Thế thì cây hương này nhắc nhở chúng tôi phải sống có đức hạnh để lan tỏa cái hương đức hạnh như cây hương mà chúng tôi cúng. Ai ăn uống gì mà để trên bàn thờ? Cúng trái cây? Dạ thưa không. Dĩa trái cây này nhắc nhở chúng tôi hễ có nhân thì phải có quả. Nhân là trái táo mới quả mới trái táo. Vậy thì để dĩa trái cây trên bàn thờ là nhắc nhở chúng tôi đạo lý nhân quả. Và đồng thời á, bình hoa là nhân, dĩa trái cây là quả. Vậy thì dĩa trái cây nhắc nhở chúng ta đạo lý nhân quả.
Đi chợ lựa trái tốt thì người sống ở đời làm việc gì cũng phải lựa lành thiện tốt, nhưng mình lựa trái cây mình mua mình ăn mình cúng vậy thì ai dám nói mình mê tín? Nếu mình làm mình không hiểu mới bị người ta mê tín, nói là mình mê tín. Vậy thì mình thờ cúng ông bà mà hiểu được cái nghĩa, vì hiểu được nghĩa cho nên vượt mọi hình tướng. Ngày giỗ không có một mâm cơm đầy đủ cũng không sao, một chung trà, một cái bánh cũng nói lên được tấm lòng. Cái quan trọng là con cháu biết đây là ngày gì để duy trì cái ngày đó. Tại sao bồ nó sinh nhật nó vẫn ghi trong điện thoại để ngày đó hiện lên réo lên để nó đi mua bông, không mua là giận. Dỗ ông bà mình không nhớ. Quý vị thấy không? Mình có ngày vía của Phật, mình có ngày giỗ ông bà, mình có ngày sinh nhật, mình có ngày lễ tình yêu, mình có ngày lễ tạ ơn, mình có ngày lễ chiến sĩ trận vong, thì tất cả ngày lễ trong cái xã hội này không ngoài mục đích nhắc nhở mọi người đừng quên cái đó. Lễ Vu Lan cũng không ngoài cái đó. Nếu không tổ chức chúng ta quên, còn hễ tổ chức thì nhắc ồ đây là mùa Vu Lan, thấy ai đó cài hoa hồng lễ Vu Lan, thấy ai đó thấy sen trong hồ nở lễ Phật Đản. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên thờ cúng ông bà không phải vấn đề ăn uống đói khát gì nữa trong chỗ này, mà ở cái chỗ này cái ý nghĩa. Rồi câu thứ hai là nhân quả, phải không? Pháp Hòa nhớ đại khái vậy. Nói bây giờ người ta đánh mình thì mình cho đó là cái quả, cái nhân đời trước giờ mình trả. Vậy lỡ người đó tiếp tục gây nhân với mình sao? Cái câu hỏi ý, thí dụ người ta đánh mình đời này, biết đâu chừng họ mới bắt đầu gieo với mình, phải không? Phải cái ý vậy không? Tất nhiên là thí dụ như mình gieo nhân gì thì mình gặt quả đó, nhưng mà thí dụ như đời trước mình đánh người ta, đời này á thì mình bị một cái gì mà cây đè cây ngã gì á thì là không ai có tội, mà mình bị một người khác đánh lại mình thì cái người đánh kiếp này là họ có bị tội hay là họ thay thay luật nhân quả họ hành sự như vậy? Nó có liên đới hết, không phải tự nhiên ta thế thiên hành đạo kiểu đó đâu. Ví dụ bây giờ cô đò cô nợ người ta, con gái cô không tới đòi được thì cũng bà con cô bác gì của cô mới đủ thẩm quyền đòi, chứ người dưng nước lã ta đòi cô sức mấy cô trả, mà cô còn chửi nữa. Cô nói ăn cơm hớt. Thì cô đừng có nghĩ rằng á, khi mình làm cái nhân này, cái quả, cái ý của cô là thí dụ bây giờ mình làm cái nhân xấu, mình đánh người ta thì đời này người ta đánh lại. Nhưng mà lỡ như cái người nào đó mình không phải trả thẳng cho người đó, mà ai kia ta làm với mình đó, thì có phải là người ta tạo tội không? Không có liên hệ. Cái nào nó có cái duyên trùng trùng của nó, cũng phải có liên đới gì đó nó mới dính vô đó. Còn nếu không á là mình tự đời này mình với người kia đang tạo một cái nhân mới, chứ không phải là cái dính liên hệ gì hết. Cũng giống như là cô nợ nhà băng này thì cô trả nhà băng nọ, trừ khi nào cô mở thêm cái account, mở thêm cái visa thì cô có hai cái loan vậy thôi. Cho nên là cái nào nó cũng có cái liên hệ với nhau. Ví dụ ngày hôm nay mình ngồi đây đó, nói theo Phật pháp là mình đã từng có duyên rồi đó, chứ nếu không dễ gì gặp, phải không? Mà nếu không thì có gặp nó cũng không có hợp rơ, không hợp rơ sao nghe được. Cho nên ta nói là sao, nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vậy đó, thấy không? Nghĩa là cái người mà tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Nếu mà rượu, mình gặp được một người tri kỷ uống 1.000 ly rượu vẫn thấy ít, gọi là tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, 1.000 ly vẫn thấy ít. Còn ngược lại nếu nói chuyện với nhau, nói chuyện mà không hợp với nhau rồi nửa câu thôi cũng đã quá nhiều rồi. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nửa câu thôi đã quá nhiều rồi. Thôi thì nãy giờ hình như hơi nhiều rồi. Thôi mình dừng đây nha. Ở mình không sướng sao? Bắt chước người ta đám cưới làm chi vậy? Đám cưới rồi không lo cho người ta, biết lo cho mình không à? Vậy thì chúng ta có một cái một mình đặt một cái vấn đề là tại sao chúng ta phải lập gia đình?
Người Việt mình dùng cái từ là lập gia đình. Nó chưa có, mình đem hết tất cả năng lực của mình thành lập nó, nhưng mà mục đích thành lập cái gia đình mình không có, cho nên dễ đổ vỡ. Cho nên mình sống á, mình có một cái tiêu hướng. Cho nên tại sao chúng ta đặt một cái bàn Phật để mỗi ngày chúng ta đứng trước bàn Phật chúng ta lễ? Vì bức ảnh Phật đó là cái tiêu hướng của mình. Tại vì nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta không có phương hướng. Cho nên người xưa có câu tâm bất tại an. Tâm bất tại an nghĩa là tâm không bình an. Thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Kiến như thấy như là không thấy, nghe như là không nghe. Ví dụ bây giờ ngồi đây mà có một người đang buồn khổ gì đó, nhưng mà tại nghe người ta nói bữa nay đi nghe giảng đi, không chừng vui gì đó. Nhưng mà ngồi đang khổ quá cho nên ngồi thờ người đó đó. Ổng cũng ngồi hết buổi vậy, hỏi nãy giờ có nghe gì không? Dạ nghe. Hỏi nghe gì? Nghe lại nhảy. Tại vì tâm bình an. Thì có những người ngồi nghe cái tiếng mà không nghe được cái ý. Có đôi lúc mình ngồi đó, mình thờ người ra, người khác nói gì mình vẫn nghe, mình không hiểu người đó nói gì. Tại vì sao? Bây giờ bên trong của mình nó có nhiều vấn đề lo lắng. Cho nên á, lỡ mà mình có bệnh á, thì mình phải biết rằng tôi đang có thân bệnh. Và tôi may mắn là bác sĩ đã tìm ra bệnh của tôi. Vì tìm được bệnh của tôi, cho nên bác sĩ sẽ cố gắng tìm cho tôi phương thuốc chữa bệnh. Mình quân bình cái tâm lý mình liền. Tại vì phần lớn người Việt Nam rất sợ hai chữ ung thư. Chúng ta bây giờ rất sợ hai chữ đó. Mặc dù người ta có thể nói với mình không, cái này có thể chữa, nhưng mà mình không biết chữa được không, mà mình không biết có thuốc không. Nhưng mà nghe hai chữ đó là bắt đầu hồn siêu phách tán, sợ lắm, tâm lý bàng hoàng. Vì vậy cho nên mỗi ngày sáng ngủ dậy mình đi đâu, làm gì, mình sẽ có được một cái mục tiêu của mình. Vì vậy cho nên á, mỗi khi mình đến bàn Phật, mình nhìn lên bàn Phật, ở trong cái chùa đó nhất định phải có một chỗ đặt bàn thờ. Hồi xưa người ta nói đặt bàn thờ phải coi hướng. Có nhiều vị quan niệm là phải đặt ra cái hướng cửa nhà chính, hay là hướng chỗ nào mà sáng sủa vậy đó. Thật ra thờ Phật chỗ nào cũng được, quan trọng là cái chỗ đó trang nghiêm hay nhất trong nhà của mình. Bây giờ ví dụ cái nhà của mình nó chu vi nó như thế, hoàn cảnh nó như thế, mà nếu mà để nó ngay cửa mà ngó ra, thì ở ngay cái đường ra vô hay là chỗ để giày dép gì đó, nó không hợp. Phải kiếm một cái chỗ nào đó, đặt cái phương hướng nào mà coi cho nó được. Vậy thì cái chữ hướng mà người xưa muốn nói không phải là hướng tốt, hướng xấu, mà ý muốn nói chúng ta làm, chúng ta có định hướng. Ngủ phải đặt cái giường cho đúng hướng theo tuổi nha. Nhưng mà thật sự ra mình đặt giường đúng hướng, mình để cửa đúng hướng, mà đời sống của mình không có hướng. Mà đời sống không có hướng thì tâm lý nó không bình an. Mà thậm chí người ta bước vô nhà mình, ta nói một câu: chà, sao chị để cái chậu này ở đây? Rồi sao chị? Ta tâm lý mà. Thành thử ra bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái đường đi vậy đó, đặt cái chậu cái gì đó án đường đi, cho ta nói ai mà để cái chậu không có đúng hướng, để vậy sao ta đi, đặt vậy sao ta đi, ví dụ vậy đó. Cho nên nãy Pháp Hòa ví dụ như mình để cái bình hoa đây cho nó đẹp, nhưng mà nó cái hướng này nó block người này, thôi giờ mình cất nó đi để mình có hướng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi chúng ta bệnh, chúng ta muốn tìm cho mình một phương thuốc, thế thì chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái tâm bệnh, hôm trước Pháp Hòa có nói bệnh có 3 loại: thân bệnh, tâm lý bệnh, nghiệp bệnh. Mà thân bệnh thì có thuốc, mà tâm lý bệnh nghĩa là cái sự suy tư của mình nó không chín chắn, đời sống mình nó không có phương hướng, thì hình như tâm lý mình nó không bình thường. Bữa nào mình ăn cái bao tử mình mà mình ăn thức ăn gì không quen, nó lình bình, khó chịu không?
Cái trạng thái khó chịu của cái bao tử nó kỳ cục lắm. Thì cái trạng thái tâm lý mình nó cũng như vậy. Cho nên từ đó mình mới thấy thân tâm nó nhất như. Cái thân mà nó khỏe đó, thì cái tâm nó cũng yên. Mà cái tâm mà bất an rồi thì cả thế, cả mà không phải mình không, mà xung quanh mình ảnh hưởng lớn. Cái thân mà, cái tâm bữa nào mà không vui coi, mấy đứa nhỏ nó cũng ngán mình. Bạn bè mình cũng sợ mình. Bữa nào mà mình khỏe, vui, bình thường, trả lời khác. Bữa nào mà trong lòng không vui, câu trả lời mình nó khác, ta nghe ta biết rồi đó. Bữa nay mình không bình thường rồi đó. Và thậm chí mình cứ on off vậy hoài, ta nói bà đó, ông đó chắc tâm lý không bình thường. Vậy thì muốn cho tâm lý bình thường thì trước hết đời sống chúng ta phải có một cái tiêu hướng. Phong Hòa ví dụ như mình lái xe đi đến một cái thành phố nào đó, thì mình trước hết là phải có cái khái niệm về cái phương hướng đó. Đi đâu cũng phải có khái niệm phương hướng trong thao sao đi. Thì mình khái niệm phương hướng đó rồi, mình bước xe ra mình đi rồi, càng đi tới thấy cái bảng, đi tới gần hơn, bảng nó nói ít cây số hơn, càng ngày mình thấy cây số dần giảm dần giảm dần, và cái bảng chỉ dẫn có cái tên chỗ mình muốn đi, thì mình yên tâm. Sao mình đã đúng hướng, mình định hướng rồi, bây giờ đúng hướng rồi mà tới đích chưa? Chưa. Rồi ví dụ bây giờ quý vị muốn đi lên một cái núi nào đó chơi, lái gần tới đó, thấy cái dáng núi, tới núi chưa? Nhưng mà thấy dáng núi chưa? Mà khi thấy dáng núi rồi, tâm bắt đầu yên chưa? Yên. Mình biết là sắp tới rồi. Nhà Phật gọi là gì đó? Sắp sửa kiến tấm, kiến tánh rồi đó. Bây giờ mình đang minh tâm. Minh tâm kiến tánh. Nhưng mà khi mình, và cho dù mình đến được cái chân núi đó rồi, mà lên núi chưa? Chưa. Thì cũng, nhưng mà ít nhất mình vui là mình đã đi đúng hướng và tới đúng nơi. Thì cái tâm lý mình nó sao? Nó bình an. Tu cũng vậy. Mỗi ngày mình tu mà mình cảm thấy không có hạnh phúc, tu không có bình an là mình biết rồi đó, mình tu có vấn đề rồi đó. Không phải là giáo pháp này có vấn đề, mà chúng ta tâm lý mình chưa có tiếp nhận. Pháp Hòa đã từng gặp những vị muốn đi xuất gia, thấy đời ngoài khổ quá, có bộ đời sống ở trong chùa khổ bộ yên à. Sáng ngủ dậy cái lên chuông mỏ vậy đó, lại Phật tụng kinh rồi bình an trong cuộc sống. Nhưng mà khi đi vô trong này rồi thì có người này người kia, cái tự nhiên mình bị sốc. Mình nói trời, tôi tưởng đâu ở ngoài thế gian mới có chiến tranh thôi chứ. Nhưng mà không ngờ ở trong này nó cũng chiến tranh. Đó là bình thường. Tại vì nơi nào có chúng sanh là nơi đó có tham sân si. Mà nơi nào còn tham sân si thì nơi đó còn địa ngục. Mà vì địa ngục còn, cho nên mới có các Bồ Tát nguyện lăn xả vào địa ngục. Nếu mà chỗ đó những chúng sanh được chuyển hóa thì chỗ đó là chúng sanh đã vãng sanh, đã tới cực lạc. Mười mấy trước khi cái này lập làm cái chùa, nó chỉ là một cái nhà phải không? Bây giờ mình mua cái chỗ này hay mình mướn cái chỗ này, mình trang trí, mình tu sửa, thì bây giờ nó thành cái chùa. Vậy nó chuyển chưa? Chuyển từ cái nhà thành cái chùa. Rồi như vậy thì mình tu là tùy theo cái cách chuyển của mình, cái tên gọi của mình mà nó khác. Có nhiều nhà để bằng Phật, rồi bắt đầu có kinh sách, bắt đầu ở nhà tụng kinh kim, gọi là gì? Đạo tràng. Đạo tràng là gì? Chỗ nào có tu tập thì kêu đạo tràng. Chỗ nào không có tu tập, dù gọi là đạo tràng nhưng nó cũng không có cái chất liệu của đạo tràng, nó chỉ có cái tên của đạo tràng thôi. Phật tử mình cũng vậy, có thể mình đi chùa mặc cái áo vậy, pháp danh đồ gắn lên cho người ta biết, thậm chí thiêu cái tên chùa lên nữa, dễ mắng vốn. Coi cái bà đó chùa nào. Anh đừng có ham nha. Mặc áo tràng no name mà tao biết mình ở đâu. Gắn cái tên chùa vô tao biết, mình bữa nào dở là tao biết mình thuộc chùa nào, tao tao ăn vốn.
Tới hồi sách mình, ôi bà này đâu phải đệ tử tôi, bà mượn áo người khác bà mặc. Thưa đại chúng là trước hết là chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, và khi chúng ta tu tập chúng ta thấy đạt được kết quả. Đi chợ, trước khi đi chợ cũng phải đặt mục tiêu đi chợ mua gì. Còn mình có hốt thêm là thêm, nhưng mà chính là muốn món gì đi mua, có phải không? Chứ nói thôi để đi vô chợ không biết mua gì thì đi vòng vòng hết thời gian mà không có gì để mua, và thậm chí mua bầm bay bầm bạ, những cái thứ cần không có không rõ, mà ăn lát về mở ra toàn là những thứ chưa cần. Thành thử ra tập mới đầu không sao, nhưng mà lâu ngày thành một cái nghiệp. Đi chợ cũng có mục đích, làm gì cũng có mục đích. Xin thưa đại chúng, nói chuyện thí dụ bây giờ mình chuẩn bị đi đám cưới, mà đã biết mục đích đi đám cưới thì vô tủ áo lựa quần áo gì nó hợp với cái đám cưới. Thấy không? Nhỏ thôi, trong cuộc sống mục tiêu, mục đích chúng ta rõ ràng, biết mình làm gì, tự nhiên chọn cái gì nó tương ưng. Mùa mà đi đám tang phải lựa quần áo gì nó hợp với cái đám tang. Đi chơi ngoài sân, đi ra ngoài park vào một buổi trưa hè, mặc nó phù hợp. Không ai mà đi ra ngoài park giữa mùa hè mà đổi nón len, quấn khăn, đeo găng tay hết. Thí dụ vậy. Cho nên nếu mình biết mình đi đâu, làm gì, mình ăn mặc đúng thì người ta không có thấy rằng mình không bình thường. Tự nhiên mình không nói gì hết á, mà cái cách ăn mặc mình cho ta thấy chắc chắc á. Là đứng ra vì chúng ta tập mình thành có thói quen như vậy, cho nên rồi cái tâm lý mình không bình thường, và nó thành một cái nghiệp sống không bình thường. Điều thứ hai, một trong những cái mà làm cho tâm lý mình bình thường là gì? Mình giúp đỡ người khác làm niềm vui và có tác dụng trị liệu tốt. Giúp người là một niềm vui. Ví dụ như mình bước lên chiếc xe bus, thì một bác đó, bác lớn tuổi, bác bước lên mà nhìn tới nhìn lui là hết chỗ. Mình đứng dậy mình nhường cho bác cái chỗ đó ngồi. Mặc dù một việc rất là nhỏ nhưng tự nhiên mình cảm thấy mình vui. Là tại vì mình sống mà mình có biết người biết ta. Phải không? Mình nếu mà người mà cứ ngồi thừ ra đó, mặc dù cái người lớn tuổi kia cầm gậy đứng trên chiếc xe bus, có nhiều người ta đứng ta nhìn mình, ta nói ủa sao cái người đó họ không có hiểu cái căn bản của người đi xe bus. Ở bên Nhật á, trên một cái chiếc xe bus, trên cái ghế người ta vẽ 5 cái hình để nhắc nhở những ai quên cái chuyện đó đi. Thứ nhất, họ vẽ một người chống gậy, tượng trưng cho người già phải nhường ghế. Thứ hai, họ vẽ một cái cô mang bầu, thí dụ vậy. Rồi họ vẽ một người có đứa con nít. Còn nếu bên Thái Lan vẽ thêm ông thầy, tại vì Phật giáo ở bên Thái Lan là quốc giáo, cho nên chỗ nào có chư tăng xuất hiện mình nhường. Thậm chí đi đâu, đi lên máy bay á, mà tới cái giờ mà mọi người lên máy bay á, mà họ thấy bóng dáng chư tăng xuất hiện là nhường cho chư tăng đi trước. Vì Phật giáo là quốc giáo và họ tôn trọng tăng. Và vì sao người Thái Lan họ quý trọng tăng? Bởi vì theo quan niệm của họ, Phật thì quá xa không gần mình, pháp thì quá thâm sâu không hiểu tới, tăng là người sống trong gần gũi đời này với mình, những vị đó có ơn đã chỉ Phật cho mình, đã giảng pháp cho mình, cho nên đối với người Thái, chư tăng họ quý. Còn Phật pháp họ quý, nhưng mà họ nghĩ rằng chư tăng mới là người gần gũi mình nhất, là người giúp đỡ cho mình hiểu được Phật pháp là gì, để mình sống, mình tu, mình chuyển hóa. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta luôn muốn mình mang niềm vui cho người khác để chúng để ý thử. Thí dụ hôm nay mình nấu nồi chè đem lên mong mọi người ăn, đó là rõ ràng mình sống mà với cái hình thức là mình lân mẫn. Mình đi chùa, mình đi ngang nhà bác đó, mình biết bác đó không có xe, mình tấp vô mình rước bác đi. Và hình như ngày nào nếu chúng ta để ý thì hình như chúng ta có ít nhiều gì đó, chúng ta cũng làm một điều gì cho người xung quanh mình có được sự bình an do sự giúp đỡ của mình. Thậm chí người đó không biết tiếng Anh,
mình gọi, mình hẹn bác sĩ giùm, mình đi thông dịch giùm. Nhất nhất trong cuộc sống của mình, đó đều là những tinh thần phụng sự. Mà cái tinh thần phụng sự đó, mình thấy người ta hoàn hảo tốt, người ta, mình thấy người ta trọn vẹn được cái mà họ muốn, vui. Ví dụ bác đó đi Việt Nam quá 30 ngày về bị cắt tiền già, mình thông dịch trở lại cho bác đó được có tiền già, bác vui lắm. Bác phone lên bác cảm ơn mình. Mình thấy mình đâu có nói, mình đâu có làm gì nhiều, mình chỉ gọi dùng cho bác cái phone giải thích chút xíu vậy, mà giờ bác có lại tiền già, mình vui. Cho nên một trong những cái niềm vui mà nó làm cho mình phấn khởi, hạnh phúc trong cuộc sống, đó là mình có nâng đỡ, giúp đỡ cho người khác bằng bất cứ hình thức nào. Thí dụ Pháp Hòa đi ngang, thường Pháp Hòa hay để ý thấy vị Phật tử đó mặc áo tràng xong ra cái áo tràng không biết xếp, không biết xếp cái áo tràng thì cứ nùi nùi quẩn quẩn để nhét vỏ vậy. Rồi cái bữa khác tới giờ tụng kinh vũ cái áo ra, cái trời ơi, áo vũ cơ hàng. Nhưng mà nếu Pháp Hòa đi ngang mà thấy cái vị đó nùi cái áo tràng như vậy đó, Pháp Hòa ngoắc lại, đích thân Pháp Hòa xếp cái áo cho vị đó xem. Mình xếp xong cái áo tràng rồi, mình thấy cái nhìn của người ta nó vui. Không phải là lúc đó mình tự hào mình giỏi, nhưng mà mình vui là đó, mình đã chịu giúp cho một Phật tử biết xếp áo tràng. Mình mặc cái áo gì mình phải biết xếp cái áo đó. Cho nên á, mỗi khi mình làm việc gì trong cuộc sống của mình, quý vị có thể tưới tẩm cái tâm thức đó bằng một câu buổi sáng. Cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Thay vì mình sống mà cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, và thậm chí mình không cảm ơn nữa, mình muốn chết quách cho rồi, vì mình không thấy cái mục tiêu của cuộc sống. Ngày hôm qua có một vị Phật tử rất là ân hận với cái chết của con mình. Vì em nhỏ này có nhiều cái điều khổ đau trong lòng mà không nói với ai được. Mà em rất là giấu kín, bên ngoài thì tỏ vẻ như mình là một người rất là cứng rắn, nhưng thật sự bên trong em rất yếu mềm. Và cuối cùng em đã chọn trên mình một cái chết. Và khi trước khi chết em đã viết lại rằng em có cảm giác rằng cuộc đời này không có ai hiểu em và không có ai thương em. Vì vậy cho nên mình sống làm sao mình bày tỏ cái tình thương. Có thể mình nói tôi là người kín đáo, tôi thương tôi không bày tỏ. Nhưng mà xin thưa, cuộc sống bây giờ cái hình ăn tô bún cũng chụp hình bỏ Facebook, cuốn cái cuốn bì cũng chụp hình bỏ lên Facebook, làm cái gì cũng chụp hình lên cho cả thế giới người ta biết hết. Vậy mà trong tâm can mình chưa có bày tỏ được với người. Có nhiều khi mình đi chơi, mình chụp hình mình bỏ lên trên Facebook, mình nói cả nhà tôi đi chơi hết rồi, ăn trộm có rảnh vô thăm. Nhiều khi mình trong một câu nói mình vô tình cả nhà đi chơi hết rồi, thì những người nào người ta rình rập nhà mình là người ta để ý ngay. Phải không? Tại sao khi chúng ta chắp tay trước Phật, 10 ngón tay mình chắp cho ngay. Cái này gọi là hợp thập, hiệp thập. Thập là 10 ngón tay, chắp lại gọi là hiệp thập. Đứng trước bàn Phật, mình hiệp cái tâm đó. Hiệp thập tượng trưng cho hiệp tâm. Tất cả 10 phương này đưa về cùng một hướng, đặt ngay đây. Trước hết hướng của mình đặt là hướng tâm. Lấy cái tâm hướng này hướng Phật. Cho nên đứng trước bàn Phật nhất tâm. Mà lúc đó mình đưa 10 ngón tay hợp lại gọi là hiệp thập, gọi là nhất tâm. Cho nên chúng ta thường đọc là chí tâm đảnh lễ. Có khi đọc là nhất tâm đảnh lễ. Cái nào cũng được. Chí tâm là gì? Là hết lòng. Hết lòng. Còn nhất tâm là không có cái tâm khác, chỉ một tâm này thôi. Bây giờ mình đứng ngay đây, tâm mình đã hiệp nhất, hướng tâm này bây giờ hướng về Phật. Và mình tuyên bố Phật với con, cả hai
tánh thường rỗng lặng. Phật lặng yên sáng suốt như vậy, con lao sao quá, nhưng trong giây phút này con đã trở về, con đã đưa tâm con trở về với giây phút này. Cho nên Phật với con tánh thường rỗng lặng. Và mình đọc một câu cho nó chung hết là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nhưng mà nếu mình hiểu đơn giản là Phật và con tánh thường rỗng lặng. Tánh là gì? Là bản chất xưa nay. Cho nên ấy, cái tánh người đó hiền lắm. Cái tánh người đó dữ lắm. Đâu có ai mở trường dạy dữ mà nó vẫn dữ. Đâu có ai mở trường dạy đánh ghen mà nó vẫn ghen. Không có ai mở trường dạy ganh tị mà vẫn ganh tị. Vậy thì cái tánh xấu đó nó có. Nhưng mà mình tu á là mình để thấy cái tánh đó. Cho nên gọi là tu tâm dưỡng tánh. Cái tâm á là nó lao sao, đụng đâu nói đó, đụng đâu nói đó, mà nó chưa gặp người đó, nó chưa để tâm. Mà thấy người đẹp cái nó lưu tâm. Lưu tâm rồi để ý. Để ý là làm gì? Làm quen. Và câu đầu tiên là em tên gì? Cho xin số phone. Cho nên mình để ý rồi mình mới lưu tâm. Mà nếu mà bữa nào nó chọc mình giận là nó tôi ghét cái người đó lắm. Này cái đó là tâm nha. Cái tâm nó thay đổi. Mà bữa nào nó xin lỗi nó cũng dễ thương chứ. Chứ cái tâm này nó làm sao? Nó lao sao. Còn cái tánh này dưới nó bình lặng. Nhưng mà cái tánh mà nếu giữ á, có người giữ nó cũng nhiều trạng thái. Giữ ra mặt, giữ ngầm. Sân nó cũng hai ba loại sân à. Sân mà nứt lửa gọi là sân hận. Còn lửa đó là lửa Phật. Thấy không? Cho nên Phật gọi là sân hận. Hận là gì? Tìm ở trong. Cho nên cái người mà nói tôi hận người đó lắm. Tại sao? Vì mình nuôi cái xấu của người đó lâu ngày trong lòng, nó trở thành khối. Cho nên bắt đầu muốn hận, hận người đó. Nhưng mà nếu mình gặp được người đó, mình trả thù mới rửa hận. Cho nên từ ngữ nó xài có ý nghĩa hết. Nhưng mà tại vì mình nói mà mình chưa tư duy về cái chữ đó thì mình chưa thấy được cái tâm mình nó khủng hoảng đến cỡ nào. Cho nên thưa đại chúng, tu tâm là một quá trình lớn của đời người. Mình tu thân á, có thể bây giờ ăn mặc đẹp nè, đánh phấn tha son nè, ví dụ vậy, trang điểm cơ người mình là tu thân. Nhưng mà cái thân đó là thân tướng bên ngoài. Còn thí dụ hành động của mình, lời nói của mình, cái cách sống của mình là tu thân. Cho nên người ta thường gọi là nhân cách. Cái cách mình cho, cái cách mình nói. Thật ra mục đích là mình mời người ta uống nước. Nhưng nếu mình đưa hai tay, người ta cảm nhận sự tôn trọng của mình ngay. Chỉ cần một cánh tay đưa vô nữa thôi là cái tâm lý mình cho và người nhận khác liền. Cho nên cuộc sống này là cả một quá trình tâm lý. Có nhiều khi mình muốn xin lỗi người đó mà mình nói không được. Chỉ cần cái cách mình làm việc với họ thôi, họ hiểu được là mình đang xin lỗi họ đó. Có qua ví dụ như giờ lỡ mình nói một câu hôm qua làm người đó buồn, mà hôm nay cũng vì hơi tự ái xin lỗi chưa được. Cái bắt đầu sáng ra cái gặp, sao tối ngủ được không, uống trà không, tôi pha trà cho. Lát ăn xong cái lấy đũa lấy đồ đưa ha. Rồi cái hỏi han một vài câu, người đó cảm nhận ngay, xin lỗi tôi đó. Nhưng mà chưa nói. Nhưng mà tự nhiên mình suy nghĩ, người chắc hôm qua giờ suy nghĩ, hôm qua nói bậy quá mà. Mà may là tôi nhịn đó. Mà thưa đại chúng, quý vị sẽ thấy rằng nhờ mình nhịn cho nên hôm nay mới có cái này nè. Nếu ngày hôm qua mình mà không nhịn á là cả đời này sẽ không bao giờ gặp mặt, chứ đừng nói nghe những câu xin lỗi nữa. Cho nên
tu tập có chuyển. Mình trước hết mình chuyển mình thì người khác sẽ chuyển theo. Cho nên mình muốn chuyển người á, trước hết phải chuyển tự thân. Tự mình chuyển thì người khác sẽ chuyển được. Cho nên Đức Phật nói, tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Chứ còn nếu mà Đức Phật không tu thành thì Phật biểu mình tu, mình làm được. Tại vì không có cái gì bằng chứng là Phật đã thành chưa. Hỏi bây giờ tu được chưa? Dạ chưa được, con còn cái nhà. Phật nói, hồi xưa tôi có cả ngai vàng, tôi cũng bỏ. Con nói, dạ cái đó Phật khác. Còn con bây giờ có cái nhà, con sợ mất, con phải gắn camera. Cho nên Phật á, có rất nhiều thứ mà Phật không sợ mất, thậm chí bỏ luôn để sống đơn giản. Còn mình không có gì hết, bảy gì cũng giữ hết á. Bằng chứng là vô nhà mình hũ tương trao nhiều hơn vàng thẻ. Tờ báo cũng cất, hũ trao cũng cất, hũ tương cũng cất, mấy cái đồ tu gô rửa cất đầy hết trơn. Còn có bao giờ tu gô chai đâu. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta cuối cùng rồi á, mình sẽ quay trở lại là mình thấy nó rất ư là đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Mà xin thưa đại chúng, cái nhà mình sẽ không bao giờ rộng được nếu lặt vặt cứ chất hoài. Tâm mình không thể rỗng rang nếu chuyện nhỏ nhặt mình cứ thu lượm. Cho nên đem 10 ngón tay lại để ngay đây. Tâm con đang vang 10 phương, bây giờ con hiệp thành một chỗ. Và con đang hướng Phật. Và bây giờ con tuyên bố, con xác định Phật với con đều tánh rỗng lặng. Bây giờ chỗ cảm thông giữa con với Ngài không thể nghĩ bàn. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tại sao không thể nghĩ bàn? Bởi vì cái chỗ đó không thể dùng ngôn ngữ mà nói, mà chỉ lấy tâm tâm mà cảm với nhau. Đó, như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Người kia không nói chuyện xin, nó không trực tiếp xin lỗi với mình, nhưng mà trong tâm họ khởi ý niệm muốn xin lỗi bằng một hành động cụ thể. Và mình cũng đang trông chờ sự xin lỗi đó, và mình sẵn sàng tha thứ sự xin lỗi đó, cho nên cảm nhận được liền. Còn nếu như mình không, mình nghịch lại, đừng có đóng kịch với tôi. Nó khác liền. Vì mình không sẵn lòng tha thứ, mình không mong đợi sự xin lỗi, cho nên mình nghịch lại. Dù người đó có khởi tâm muốn xin lỗi, nhưng tâm mình không, cho nên hai cái nó không dung. Cho nên Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mà chữ đạo này ngôn ngữ không nói được, mà chỉ lấy tâm mà thể được thôi. Cái gì có hình tướng nói có thể hạn lượng, cái gì không hình tướng nói không cùng tận. Cho nên diễn đạt cái tâm nói không hết. Còn ví dụ như Phật có nói căn bản mình có tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó, cũng làm chừng mực của chúng sanh đó. Chứ còn mình vô cùng vô tận. Thí dụ như khổ, Phật nói mình có 8 cái khổ căn bản, 4 cái khổ về sinh lý. 4 khổ về sinh lý là thân, già, sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. 4 cái khổ về sinh lý. 4 cái khổ tâm lý là thương mà phải xa lìa, ghét mà cứ phải gặp, muốn mà không được. Thân này thịnh suy, ngủ ấm, xí thạnh. 4 cái khổ của sinh lý. Nhưng mà xin thưa đại chúng, Phật nói đó, 8 cái khổ đó là căn bản thôi. Còn chúng sanh mình khổ nhiều hay ít? Nhiều lắm lận. Nói không cùng. Cho nên ở trong một cái bài sám, đệ tử chúng đẳng, là đệ tử chúng con, hiện là phàm phu trong vòng sanh tử. Đệ tử chúng đẳng hiện thị phàm phu, luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Nói không hết cái khổ của chúng con. Khổ bất khả ngôn, khổ không nói hết. Hay là khổ không nói hết. Nói được mà nói không hết.
Ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa quý vị than, thì Pháp Hòa ngồi nghe. Nhưng mà nếu Pháp Hòa hỏi ngược lại, bác nói xong chưa? Bây giờ bác muốn nghe khổ của con không? Con nói khổ của con cho bác nghe. Con khổ gấp 10 bác. Bác khổ con ông à. Con khổ tới mấy chục ông nữa. Bác khổ một người, con khổ tới ngàn người. Nhưng mà con, tại nếu muốn nói khổ là con có thể nói, nhưng tại con tu cho nên con chuyển được cái đó hết. Chứ còn nói khổ là bất khả ngôn. Vậy thì bây giờ mình đứng trước Phật rồi, bây giờ mình xác định chữ đạo này là đạo lý, đạo này là cái chỗ không thể diễn bạc được, không thể nghĩ bàn. Rồi nói xong rồi đảnh lễ. Khi mình lễ xuống á, khi mình lễ xuống á, đưa cái tay lên trên này rồi hạ xuống. Trong khi mà mình cúi người mình xuống thì cái tay mình cũng lật xuống theo. Lật xuống tới sát đất rồi bắt đầu mình phải mở tay ra, phơi trải tâm can. Đến trước Phật con không còn gì để che giấu. Con trải lòng con với Phật. Và khi con có trải lòng được như vậy, con sẽ tiếp được. Chứ còn thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình đưa tay lên vậy nè, cái xong mình làm vậy nè, coi không được, nó nghịch, phải không? Đưa lên về cái hạ xuống, nó đi theo cái thân. Và khi chạm dưới đất rồi, khi con phủ phục xuống hết rồi, nhưng mà làm sao con mới có thể trải lòng? Khi con hạ mình, con xuống tận cùng của cái cùng nhất. Người còn tự ái cao trải lòng được. Hồi nào giờ ai cũng biết tôi ăn mặc dày giàu quá, bữa nay tự nhiên nói không có tiền ai tin. Giờ không có tiền cũng phải mượn nữa. Mượn để mặc, mượn để cho người ta biết là mình không có tiền. Không nói được tại vì mình còn có một cái vướng. Mình là danh gì, mình là địa vị gì, vân vân. Chỉ khi nào mình đưa mình hạ thấp xuống, tức là mình không là gì nữa hết. Cho nên lại Phật, mục đích của đạo Phật, lại Phật là để dẹp cái bản ngã, dẹp cái tôi rất lớn trong người mình. Còn Đức Phật chỉ là một đối tượng để mình hướng tâm dẹp ngã, chứ không phải mình lại cái cục đồng, cục xi măng đó. Mình vẫn biết đây là tượng xi măng, nhưng xi măng này có khả năng giúp tôi chuyển nghiệp, thì cục xi măng này có giá trị. Tôi đâu có mê tín. Anh nhìn tôi lại cục xi măng, anh nói tôi mê tín, ai ngồi trong đó mà lại? Nếu tôi không biết, tôi lại như vậy đó, tôi mê tín. Bây giờ tôi biết đây là xi măng, đây là tượng đồng do tôi gom tiền tôi làm ra. Nhưng xi măng này có công năng giúp tôi chuyển nghiệp. Nghiệp của sân, nghiệp của si, nghiệp của cố chấp, nghiệp của ôm ấp một bản ngã to lớn. Tôi gặp cái người đó, tôi không kính, nhưng tôi vẫn giữ tư cách của tôi xá chào. Vậy thì ở nơi người đó không hề cho tôi được sự bình an gì cả, nhưng người đó giúp cho tôi tu được con người của tôi là chắp tay xá chào. Người đó có thể mình không phục, họ làm chuyện tay trời, đâu có sao. Nhưng họ vẫn đủ một công năng là cho mình tạo phước. Phước là ở cái chỗ chúng ta biết tôn kính người khác. Và biết đâu chừng một ngày nào đó họ quay lại họ nhìn họ, trời ơi mình sống dở dạng vậy đó, mà sao họ gặp mình họ vẫn kính. Mình cũng phải có một chút nào gọi là gì, tàm quý, xấu hổ, lo thuốc liễm thân tâm. Cho nên tương trợ dung nhiếp với nhau hết. Vậy thì thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa nói một cái nhỏ đó rồi, đại chúng có phải thấy rằng sự tu tập của mình và sự chuyển nghiệp, sự tu tâm của mình nó ở chút chút trong cuộc sống đó không? Cái người đó là cái gì mà tôi phải bưng nước cho họ? À, đúng rồi. Chính họ không là gì mà mình vẫn bưng nước cho họ thì mình mới là gì?
Còn nếu họ không là gì rồi mình cũng không làm gì thì cả hai đều không có gì. Họ không là gì nhưng mình là gì? Mình là một người lịch sự. Mình bưng nước cho họ để thể hiện mình là người biết lễ. Cho nên ngày xưa một vua, ông Đường, ông vua Đường, nếu Pháp Hoài nhớ không nhầm tên của ông là Đường Thái Tông hay Đường Huyền Tông gì đó, chắc Đường Huyền Tông. Một hôm ông gặp ngài Huyền Trang, vì ngài Huyền Trang cũng sống vào thời nhà Đường, thì ông mới hỏi ngài Huyền, ông vua mới hỏi ngài Huyền Trang: trẫm chỉ có kính Phật kính Pháp chứ không kính tăng, bởi vì dưới mắt trẫm có những ông tăng không ra hồn. Thì ngài Huyền Trang nói: khi mà trời hạn hán, bệ hạ muốn cầu mưa, bệ hạ phải làm một con rồng bằng đất, rồi bệ hạ kính lễ để cầu mưa. Khi bệ hạ muốn làm tượng Phật, bệ hạ gom một số đồng đúc ra một tượng Phật bằng đồng. Tượng Phật đồng không thể nào ban phước cho bệ hạ, nhưng tượng Phật đó có khả năng giúp bệ hạ tạo phước. Một con rồng bằng đất nó không làm ra mưa, nhưng bệ hạ muốn cầu mưa không thể không lễ rồng để cầu mưa. Một vị tăng không ra hồn không cho bệ hạ phước, nhưng bệ hạ kính trọng ông tăng đó, bệ hạ có phước. Như vậy cái quan trọng là cái tâm lý ứng xử, còn người kia như thế nào không sao. Họ tâm lý không bình thường, mình cũng ghét bỏ họ, giống như cái tâm lý không bình thường của họ thì mình với họ đều bất thường. Còn họ lúc nào cũng không bình thường, họ của mình gọi họ là bất thường, nhưng mình lúc nào cũng bình thường thì mình mới thường. Mà cái gì thường mới bền, còn cái gì không bình thường thì nó không tồn tại. Thí dụ nhà mình yên tĩnh, đi làm về ăn cơm không có khách khứa mới là thường. Còn lâu lâu nhà có khách nhộn nhàng vui vẻ là bất thường. Lâu lâu, ngày nào cũng rần rần chịu gì nói. Phải vậy không? Tâm của mình cũng vậy. Hỏi chị có gì đặc biệt không? Không, bình thường mà vui đó nha. Chán phèo, không có gì hết. Mà nếu lỡ bữa nào có chuyện gì xảy ra, nói trời ơi tôi muốn bình thường mà cũng không được. Coi coi mình bất thường không? Khi nó bình thường thì mình cũng không chịu, khi nó bất thường thì mình lại than van. Rõ ràng tâm lý không bình thường. Mà tâm lý bình thường thì bệnh tật tâm lực. Còn cuộc sống này á, nó biết bao nhiêu là chuyện, nhưng tâm phải bình thường. Chuyện bình thường thôi, cuộc sống là phải vậy, nói vậy đó. Cho nó giữ cái tâm mình. Ví dụ như đấy, trời ơi cái bà đó bà mới la con á, trời ơi đâu có sao, làm việc nhiều thì lâu lâu bà nói chuyện hơi lớn tiếng vậy mà. Mình nói vậy thôi, để cho cái việc nó nhẹ đi. Mình coi nó nặng là nó nặng à. Một cái vị hòa thượng á, ngày mới quảng cáo, ngày nói chùa của tôi có một cái bát bằng bảo vật. Thì có người mà ngài mới nói: ồ bát này làm từ thời nhà gì đó. Thì có nhà ông nhà giàu ông tới, ông mua cái bát đó 5.000, ngài ông bán nói: bát tôi mà ông mua có 5.000 không xứng đáng. Ông nhà giàu cứ nói: trời 5.000 mà chưa chịu bán là chắc phải dữ dội lắm. Lên 10.000 ngài cũng không bán. Càng ngày người ta càng đưa tiền vô mua cái bát cổ đó cho thiệt nhiều tiền. Cuối cùng có một ông tới mua cả 100.000. Ngài biểu chú đệ tử, chú thị giả đi ra làm sao lấy cái chén con chó ăn cơm mỗi ngày đem ra bán cho ông. Thì cái ông thầy kêu, cái vị kêu tới hồn mà phát hiện là ông hòa thượng bán cái chén chó ăn chứ có đồ cổ gì đâu.
thì Ngài mới dạy chúng. Cái chén đó là cái chén con chó nó ăn cơm. Đồng bạc cái ở Dollar Store kìa, Dollarama nó nhiều lắm. Nhưng nếu mình cho nó là đồ cổ, nó đồ quý là nó sẽ quý. Người ta mua 5.000 tôi không bán, nó thấy quý rồi. 10.000 tôi không bán, thấy quý. Nhưng cuối cùng Ngài mới nói, lý do tôi làm như vậy là vì các ông này không có mở kho cứu khổ đói. Tôi lấy tiền của mấy ông cho người nghèo. Bằng cách, nếu ở mặt đạo lý mà nói là cái gì chúng ta nói là quý thì tự nó quý à. Còn cái gì mà đồ quý mà chúng ta không biết xài thì nó cũng là không quý. Đó là một ý. Còn cái ý thứ hai là đó là một phương thức Ngài vận động người giàu cho người nghèo. Pháp Hòa nói ví dụ cái ly này, quý vị dùng xong rồi đem đi rửa cất, rồi cũng người này xài người kia xài đi. Bây giờ nếu cái ly này mà xài xong rồi đem cất, 50 năm sau nó thầy Pháp Hòa đã từng uống ly này, cái là nó thành đồ cổ. 50 năm sau là cổ rồi chứ gì nữa. Không cần nói gì hết mà tự nhiên nó quý à. Nó quý là cái thời gian của nó. Cho nên chữ cổ là gì? Là xưa. Đồ cổ là đồ xưa. Nhưng mà nếu không có đời nay thì thành gì nó đồ xưa. Ví dụ mình mua cái mỏ năm 2020, mà nếu tới 2070 mình mới đem ra, mình trời ơi lâu ghê nha. Từ hồi năm 2020 nhưng mà đến bây giờ mình mua với con người thời đại này, cái này nó là không có gì cổ hết. Vậy thì cái cổ chẳng qua là lâu năm, chứ nó có gì đặc biệt đâu. Có phải không? Thành thử ra các cụ già đừng có buồn, mình là hàng cổ. Bằng chứng là rất đắt giá, tháng nào chính phủ cũng gửi tiền tới nuôi đồ cổ hết. Mà sợ đồ cổ đi lâu bị bệnh đó nha, dặn đi 29 ngày nhớ về nghe. 3 ngày giận, 30 ngày giận cúp lương à. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tất cả là do cái tâm lý của chúng ta gắn vào đó. Mình gửi tên lên cầu an cũng vậy, không phải thầy tụng cái là mình an, nhưng mà tâm lý. Ôi Tết rồi tôi gửi về chùa cầu an rồi đó, mà gửi được 10 chùa là mừng lắm à. Kỳ này 10 chùa thích khe tôi á. Nhưng mà đừng nghĩ là mình gửi vậy rồi mình muốn sống sao mình sống. Mà mình sống bê tha, sống không cẩn thận thì 20 chùa cũng không có tác dụng. Nhưng mà trước hết là giúp cho mình một tâm lý bình an. Bây giờ cũng cái tượng Phật đó đó, cũng cái sâu chuỗi đó đó, nó không có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà cái tâm lý của mình là hễ đưa ông thầy ông nắm ông rù rì một chút, ông nhắm mắt ông liêm diêm là chuỗi linh rồi đó. Phật này linh rồi đó. Nhưng mà thật sự ông làm gì không phải ông làm dốc, nhưng mà cái ý nghĩa chỗ đó là gì? Thầy ông lấy cái tâm ông ấn vô cái vật đó cho mình. Mình đưa cái sâu chuỗi nữa, thầy chú nguyện giùm con. Chuỗi của mình là một vật thể, một vật chất. Thầy ông đem tâm ấn vô. Ông ấn gì biết không? Ông đâu có chú bùa gì ông tụng đâu. Niệm có thể niệm câu chú Đại Bi. Câu cuối cùng: Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Vì cái câu đó nghĩa là sự thành tựu, sự viên mãn, sự rốt ráo, tất cả những gì đẹp nhất đều thành tựu vào đó. Đó là nghĩa của câu án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Ấn vô đó. Rồi nếu ông muốn nói tiếng Việt nữa: nguyện cho vị Phật tử này đeo sâu chuỗi này vào, thân an tâm tịnh, tinh tấn tu hành, phiền não đoạn trừ, phước lộc tăng trưởng. Lấy cái tâm thầy ấn vô đó. Mấy thầy kia Pháp Hòa không biết làm gì, nhưng mà Pháp Hòa làm vậy đó. Ai đưa Pháp Hòa cái gì nhờ Pháp Hòa chú nguyện và ấn thôi. Ấn bằng cách là mình định tâm mình lại, đọc niệm hiệu Phật xong rồi, nếu ai bệnh niệm dược sư. Nếu mà nói ra hết mật rồi. Hết linh rồi. Nhưng mà là vậy thôi. Người nào bệnh nó còn bệnh quá, niệm Phật dược sư. Nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật. Trì chú dược sư vô đó. Nguyện cho vị Phật tử này đeo ảnh Phật vào,
tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, sớm gặp thầy gặp thuốc, chữa lành thân tâm, gia đạo bình hòa, tinh tấn tu hành, phước huệ được viên mãn. Đó là lấy tâm ấn vật. Nhưng mà bởi vì mình làm bằng cái tâm, cho nên người đó vô, đeo vô cảm thấy sao? Nhẹ nhàng. Trời lưng ghê nha. Hôm qua tôi nặng nề, bữa tôi đeo vô tôi nhẹ ghê vậy. Thưa đại chúng là trong Phật giáo nói mật mà không mật. Cái chỗ mật là cái gì? Là thân, khẩu, ý. Ba cái này viên thành như nhất, cho nên gọi là mật. Có nhiều khi mình lên thắp nhang mình không có đọc ra lời. Tất cả những cái gì mình nguyện ước nó nằm trong này, nó đi ra. Cái đó gọi là mật niệm. Mật niệm. Còn ví dụ như bây giờ mình đứng ra ngoài mình khấn người ta nghe. Hồi nhỏ có một bà cụ, tối nào bà cũng ra trước cửa bà ăn thiên bà khấn. Mà lần nào bà khấn cái bà ra qua ngóng nghe bà nói gì. Nam mô Di Đà Phật, chín phương trời mười phương Phật, Phật tổ Phật thầy, Phật tiên thần thánh cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Gia đạo bình an, và tốn một hơi vậy đó. Mà mình cứ nghe bà riết cái tự nhiên nó nhập tâm. Đó, không để ý mới nhập tâm. Nhưng nếu mình để ý cái gì thiện thì nó nhập tâm cái thiện. Mình để ý cái gì bất thiện thì cái bất thiện nó lưu tâm. Vậy thì thế thì chúng ta muốn tâm mình yên thì nên lưu ý cái thiện. Người ta rù rì kể người ta, đừng đi ngang coi nó nói gì. Mà lỡ nó nói lát nữa đi chợ như mua 7 ổ bánh mì, nghe chữ bánh mì mình vắng, nghe số 7 tưởng mình bà 7. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình muốn tâm an, tâm an tắc an. Muốn an liền được an. Mà cái an đó là tùy vào cái tâm lý tiếp nhận cuộc sống. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay quý vị đến chùa Phổ Linh, một không gian rất nhỏ, và mục đích mình đến đây là để nghe Pháp. Cho nên khi mình đến đây là tâm lý chuẩn bị nhiều lắm. Một là chỗ đậu xe, hai là chỗ ngồi, ba là cái loa. Mình không biết thân phận mình ở trong hay ở ngoài, có đúng không? Ít nhiều quý vị cũng nghe tới đi chùa Phổ Linh, trời chỗ đó đậu xe khó nha, đi sớm một chút. Còn ví dụ như nói hôm nay đi chùa Huệ Quang, ồ chỗ đó có bãi đậu xe. Tức là mình nói ra cái chỗ đó, tâm lý mình biết liền. Mà hãy chỗ đó nhỏ là chuẩn bị, chỗ đó như thế nào mình chuẩn bị. Mình đi đâu mình gặp một cái người mà khó chịu, trời bữa nay tôi phải gặp cái ông boss đó khó chịu lắm, tâm lý chuẩn bị liền. Có phải không? Như vậy thì khi mà quý vị chuẩn bị xong tâm lý đó rồi, bây giờ quý vị tới đây, quý vị ngồi chật như vậy nè, mà quý vị có phiền hà gì không? Tại sao? Tại vì tâm lý mình đã chuẩn bị. Và tâm lý của mình biết rằng đây là một không gian rất nhỏ. Mình ngồi đây là hơn những người ngồi ngoài sân, hơn những người ngồi ngoài kia, hơn những người đang đứng không có chỗ ngồi. Cho nên sự việc khổ giống nhau, kẻ đứng mỏi chân, kẻ ngồi tê chân. Ngồi trong này nóng bức, ngồi ngoài kia lạnh lẽo. Thấy không? Ở trong này nóng bức nhưng mà không có đen. Ở ngoài kia thoáng mát nhưng mà nắng nó phơi đen. Vì có chuẩn bị tất cả những cái đó, cho nên công việc khổ là giống nhau, nhưng mà tâm lý tiếp nhận công việc này không có khổ. Ngược lại, hôm nay chùa Phổ Linh bán 30 đồng vé mà vô ngồi kiểu này là chiều nay có đăng báo. Trời đất ơi trời, đi nghe Pháp mà phải trả tiền, tưởng sao cho ngồi đất tê chân muốn chết. Có phải không? Công việc của cuộc sống này là do tâm lý mình tiếp nhận. Mình tiếp nhận nó bằng tâm lý nào là nó sẽ là như vậy. Ví dụ như con mình nó đi học về, nó má ơi con đói bụng quá, nấu cho con. Xuống nấu hơi mệt, nhiều tâm lý khởi liền. Kệ nó còn ăn đồ của mình là nó còn thương mình, nó về nó ăn. Chịu cực một chút mà nó về nó ăn cơm, chửi nó hoài nó đi ăn nhà người khác. Xuống bếp nấu nồi cơm mà tâm lý bình an. Vì mình biết rằng con mình vẫn còn về nhà réo mình. Có đôi lúc mình muốn nó réo mà nó không réo.
Thậm chí vô gõ cửa nó nói what happened, mất hứng rồi. Tại cả ngày nó không nói chuyện với mình, mình gõ cửa mình muốn làm quen với nó, nên nó má có cần gì không. Thậm chí mình sơ ý mình mở cửa vô nói why don't you knock the door, rồi 2-3 lần nó bực quá dán ngay cửa, nó để nhớ gõ cửa, mình bực lên nhà tao mà. Nhưng mà nếu như mình tiếp nhận khác, nó ở xứ Mỹ, nó tiếp xúc với cái văn hóa người Mỹ nhiều hơn văn hóa của mình, thôi tâm lý đó nó nhẹ lại liền. Cho nên nó quân bình. Người nào mà không tiếp nhận được cái khổ đó, người đó rất ư là dễ bệnh tật. Nhất là uất ức nhiều, lâu ngày thành những khối u nhọt trong người. Cho nên bệnh tật 50% là do tâm sinh khởi tiếp nhận công việc. Quý vị biết ngày hôm qua là Pháp Hòa làm việc từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ rưỡi, 1 giờ khuya. Xuyên suốt, không có một giây phút nghỉ ngơi. Từ 8 giờ rưỡi sáng mà làm việc suốt cho tới khuya giờ đó, không ăn. Nhưng mà Pháp Hòa hoàn toàn không phiền não, không khổ đau gì hết. Tại vì Pháp Hòa tiếp nhận tất cả công việc bằng một tâm lý bình an, một bằng một thái độ bình an, là người ta còn thích mình, còn cần mình. Mà Phật tử mà còn thích nghe Pháp thì mình thấy rằng đó là cái Phật Pháp vẫn còn hưng thịnh, chứ chưa phải đến lúc như chúng ta quan niệm là mạt đến mức độ không còn ai muốn nghe. Đâu có, giờ thật sự ra Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nói, quý vị thấy Pháp Hòa mệt chứ. Thật sự quý vị là người chịu khó hơn Pháp Hòa đó. Dù sao Pháp Hòa vẫn có cái ghế để ngồi, thì sự thoải mái của Pháp Hòa vẫn hơn quý vị mà. Mà tại sao quý vị vẫn ngồi đây? Như vậy thì nếu nói sự kính trọng, phải kính trọng đại chúng ở đây. Quý vị đã quá chịu khó. Quý vị giờ này thậm chí, ê bà nhớ livestream cho tôi coi nha. Rồi về ngồi trên, nằm trên ghế salon trùm mền livestream cũng được. Đúng không? Live show vẫn hơn. Thí dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là hàng ngày cuộc sống của chúng ta, những công việc chúng ta, nó xảy ra chúng ta đều đặn, nhưng nhớ là cái thái độ tâm lý tiếp nhận công việc như thế nào để công việc nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Thí dụ ông xã mình về hối thúc mình, đôi khi mình cũng bực lắm, nhưng rồi cái mình, cái thái độ mình suy nghĩ lại, cái tánh ông vậy mà bây giờ mình càng nhằn nữa thì là có chuyện thêm. Mà thôi, ổng đi làm về cực nhọc, ổng cũng còn muốn về nhà có bữa cơm với gia đình. Có nhiều khi mình cứ huệ hoài, ổng nói nhà không phải cái nhà, thôi để tôi ra nhà mà nhà hàng. Thì cái nhà này nó bắt đầu nó lạnh dần những cái bữa cơm chiều. Cho nên nhà nào mà còn thổi lửa nấu cơm chiều là nhà đó còn ấm. Cho nên với cái hình ảnh của người Việt Nam á, khói lam chiều rất đẹp. Đó là biểu tượng của hạnh phúc. Chiều đi làm về, gia đình còn ngồi lại nấu một bữa cơm ăn với nhau buổi chiều. Còn nếu mà nhìn vô nhà đó mà khói lam chiều không có, thì mình biết là nhà đó không có người. Mà không có người tức là không có hạnh phúc. Cho nên thờ ông Táo, thờ ông Táo mà nếu người không hiểu đó, người ta mê tín là thờ sao? Thờ, đó là phong tục, tập tục của nhân gian. Chứ Phật giáo cũng có thờ ông Táo nữa. Nhưng mà nếu cái nhìn của Phật giáo mà soi vào cái truyền thống thờ ông Táo, Phật giáo vẫn nói được ông Táo là ông thần bếp. Mà ông thần bếp, ông giữ lửa cho gia đình mình. Nhà nào còn thổi lửa nấu cơm là hạnh phúc. Vậy thì mỗi khi mình bước vào trong bếp, có ông Táo phụ mình. Táo là lửa, quả thân. Cho nên ở Việt Nam mình dưới miền quê thờ ba ông nha. Ở đằng trước đặt cái bàn gọi là ông gì? Ông Thiên. Giữa nhà có ông Giang thờ ông gì? Ông bà. Phía sau thờ ông Táo. Ba ông giữ ba chỗ. Liệu hồn hết nha. Từ đầu, từ giữa, từ đuôi gì? Có ông ngó mình hết. Rồi vậy mà chưa xong nữa nha.
vậy cũng chưa yên nữa, còn làm thêm cái để cho mình sống cho ngăn nắp nữa, hai bên dây giác. Làm gì làm có ông thiện ông ác ngó đó. Làm thiện là thiện thần ghi sổ, làm ác là ác thần ghi danh. Cho nên nhờ vậy mà thật ra đó không phải là hù dọa, mà đó cũng không phải là mê tín, mà do cái ánh sáng nhận định của sự việc như thế nào để chúng ta tiếp nhận sự việc. Chúng ta có thể bài xích, ôi ba cái này là mê tín tập tục nhân gian, bài xích chi, lấy ánh sáng Phật pháp soi vào. Mình mà có chánh niệm ánh sáng của Phật pháp, chuyện gì mình soi cũng thấu và cũng làm cho nó đẹp hơn đó. Khi nào Pháp Hòa cắm hoa đó, mình nhìn, mình cắm tổng quát xong cái mình đi xung quanh mình nhìn, mình nhìn cái mình thấy chỗ này nó thiếu cái mình cắt cái mình điểm vô, chỗ này nó cần thêm cái lá mình để vô, làm xong rồi chỉnh chu nó lại nó đẹp. Khi mình chất một dĩa trái cây, khi gần mình thấy vậy đó, nhưng mà đứng xa xa thấy nó méo, thì tới gần chỉnh nó lại. Thì mỗi khi làm như vậy á, thì Pháp Hòa hay nghĩ tới cái tu. Mình tu nó cũng vậy đó. Có những cái á, mình chỉ cần điểm thêm thôi, làm thêm thôi cho nó đẹp, chứ không cần lấy xuống, không cần mất công mà bày xuống hết để làm lại, nếu mình có phương cách. Pháp Hòa ví dụ, mình nấu một cái nồi canh, khi mà nồi canh nó còn nước nhiều, một số rau nó còn đó mà ăn nữa thì không đủ, mà bỏ thì tiếc, thôi sẵn nay chiều cắt thêm rau để vô, để thêm rau vô, thì bằng cách là mình vớt cái rau đó ra, mình nước, bởi vì mình nếu nấu tiếp thì cái rau cũ nó bị mềm, nó rụt ở trong đó đi, vớt ra, rồi nước sôi thêm nước, rồi để thêm miếng rau mới vô, rồi cho cái củ vô, làm mình có một nồi canh. Không cần phải bỏ, mà chỉ cần mình khéo ứng dụng, thì không bỏ cái cũ mà thêm chút nữa cái đủ một bữa canh chiều. Tu hành nó cũng vậy, cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chỉ cần chúng ta điểm một vài điểm nữa, cuộc sống này chúng ta không cần phải đánh đổ ai hết. Nếu người đó chưa hoàn hảo ở mặt nào, ráng giúp cho người đó hoàn hảo mặt đó là được rồi. Cho nên Phật giáo đi vào đất nước Việt Nam, những văn hóa truyền thống của Việt Nam tiếp nhận hết. Như là thờ ông Thiên, thờ ông Táo, thờ ông Bà, để tang, cúng cơm, mấy cái đó của người Việt. Cho nên đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin lành gì không biết, nhưng ông bà và quá vãng rồi cũng giống nhau. Vì sao? Vì đó là văn hóa truyền thống của người Việt, bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên. Nó không phải của đạo Phật, nhưng đạo Phật đến đất nước Việt Nam tiếp nhận văn hóa cúng cơm cho ông bà, rồi thiết lập một nghi lễ để cúng cơm cho ông bà, để làm sao ngoài bày mâm cơm lên cúng, còn độ cho người sống để cho họ nghe được đạo lý họ tu, bằng cách là tụng một bài kinh có ý nghĩa để họ niệm ơn cha mẹ, ý thức vô thường. Sao nữa? À, thăng hoa cuộc sống. Niệm ơn cha mẹ là nhớ cái ơn đức, ý thức vô thường khổ đau, để chúng ta làm tốt chúng ta hơn. Nhờ như vậy cho nên lấy bữa cúng cơm đó thành một bài pháp, mà không cần bắt họ trực tiếp nghe pháp, mà họ phải vì cúng cơm cho ông bà mà tiếp nhận lời pháp, mà lời pháp thu được rồi thì thăng hoa cuộc sống. Thôi thì hôm nay về chùa Phổ Linh, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái ý nghĩa tu tập thực tế trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta nhớ rằng đời sống của mình là hai phần, thân và tâm. Nếu như mà thân của chúng ta có bệnh 50% do tâm lý. Nói đơn giản và đi vào sự thực tập là thái độ của chúng ta, tâm lý của chúng ta tiếp nhận công việc như thế nào, để mà chúng ta nhẹ nhàng trong mọi việc. Từ đó mình có an lạc, làm không khó dễ cho người khác. Pháp Hòa nói nhiều khi mình đi ra những cái chỗ công cộng,
mình cũng nên nhẹ nhàng, đừng để người khác người ta khó chịu. Dù mình có trả tiền cho họ đi nữa, nhưng nếu chúng ta có một tâm lý là tôn trọng mọi người, ai cũng có những sơ thất, mình đến đây mình ăn, mình trả tiền rồi mình về, đừng để sau khi đứng dậy người ta phàn nàn, người ta chỉ trích, lần sau mình bước vô họ không muốn tiếp mình. Làm gì đấy chứ? Mình làm sao mà dù mình trả tiền mà người ta vẫn hoan hỷ khi mình bước tới, người ta ân cần tiếp mình, thậm chí người ta còn du di. Ví dụ như mình cần miếng chanh, mình xin miếng chanh ta rất là vui, ta đem ra hai miếng. Còn nếu mình mà không dễ thương, ta vô ta cắt miếng chanh mà ta nghiến răng ăn dần dữ. Tất cả là do cái thái độ sống của chúng ta. Và thưa thưa đại chúng, đạo Phật không ngoài mục đích chuyển nghiệp lực mà tập khí sống dở của chúng ta, để đưa mỗi người chúng ta vào cái con đường sống tốt. Mà sống tốt, sống chánh niệm thì chúng ta gọi là đạo Phật. Vì đạo là con đường, Phật là tỉnh thức giác ngộ. Sống tỉnh thức giác ngộ, hoàn cảnh bản thân vân vân, chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng gặp đạo Phật. Mà dù chỗ đó không có bàn thờ, không có chùa chiền, nhưng đạo Phật vẫn thể hiện bằng cách sống của chúng ta. Và chúng ta có thể giới thiệu cho mọi người biết được ý nghĩa chân thật của đạo Phật, không phải là một tôn giáo để thờ cúng bái lại một đấng thần linh, mà chúng ta tiếp nhận con đường để chúng ta sống. Mà được như vậy, tới đâu cũng linh, gọi là phổ linh. Câu hỏi thứ nhất: theo đạo Phật, thờ cúng ông bà, khi có người mất thì cúng thất cúng dỗ đầy đủ. Vậy bên các đạo khác không có cúng thì người mất đó có bị đói không? Thì cái câu hỏi này rất là hay, và muốn biết chính xác thì phải hỏi cái người đó. Có nhiều khi họ không cúng mà self service làm sao? Nhất là những người ở sống ở nước Mỹ, theo cái sống theo thói quen là self serve, phải không? Không có cần ai serve mình hết. Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin xác định: thờ cúng ông bà không phải của đạo Phật. Đó là một truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Như vậy, không phải thờ cúng dành riêng cho đạo Phật, mà phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam, không, bây giờ cất tôn giáo qua bên nha, nếu mình là người Việt Nam, mình vẫn nhớ cái câu rằng nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân này. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông không có như sông không nguồn. Như vậy, cái truyền thống thờ cúng ông bà là của dân tộc Việt Nam. Ai là người Việt Nam thì không thể không thờ cúng ông bà. Nhưng tại sao bây giờ nó chỉ ứng dụng trong đạo Phật? Hay là đạo Phật chấp nhận nó một cách dễ dàng? Bởi vì đạo Phật có một quan niệm: mình đi đến đâu thì mình phải hội nhập với cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó như nước với sữa, và thậm chí còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị nhìn ra phía sân chùa Chân Không trưa chiều hôm nay, bên cái mé nhà bên kia, quý vị có thấy một tượng Phật màu vàng to đang ngồi đó không? Nhìn có nét, cái nét đó có giống Phật Việt Nam không? Không. Cái nét đó là Phật Tích Lan. Nhìn cái tượng đó là biết ông Phật này Phật Tích Lan. Còn Đức Quan Âm mà để phía sau thờ đó, nhìn biết của ai không? Việt Nam. Tại vì cái tướng của Đức Quan Âm đó thon thon, đẹp đẹp. Không? Thì quý vị thấy không, đạo Phật đến đất nước nào thì hội nhập vào cái nét đẹp, cái văn hóa của đất nước đó. Đức Phật Thái Lan nhìn giống người Thái Lan, đội cái mão cao vậy nè, ngồi ống nhôm. Tại người Thái Lan tay chân họ hay. Mà Phật Miên nhìn giống Phật Miên, Phật mỗi đất nước. Vậy thì đạo Phật
cũng đề cao chữ hiếu. Mà đi đến đất nước Việt Nam thì thấy cái ý nghĩa thờ cúng ông bà nó quá phù hợp, cho nên đạo Phật hội nhập vào cái văn hóa đó. Và chẳng những vậy mà làm cho văn hóa thờ cúng đó hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, giàu có hơn nữa. Bây giờ nói về cái vấn đề cúng. Cúng là gì? Đừng có nghĩ rằng á, tới cái ngày giỗ mình cúng ông bà mình về ăn no mô Phật, ăn một bữa nhịn nguyên năm. Thôi thà là ăn mỗi ngày, ăn ít còn hơn. Như vậy thì cúng như vậy cũng không có nghĩa là no nữa. Cái đó là cúng cái truyền thống, cúng cái văn hóa, cúng cái cội nguồn, cúng cái ý nghĩa, chứ không phải cúng no đói ở cái hình thức này. Nhưng mà nói thì phải có hình tướng. Nói cúng thì phải có hình tướng. Thí dụ như mình nói lễ của mẹ, con thương mẹ là đủ. Nhưng tại sao biểu lộ qua một đóa hoa, một bữa ăn? Cái đó là cái hình tướng để nói lên cái lòng. Vì vậy cho nên chúng ta bày thức ăn lên bàn thờ là cái hình thức bày tỏ tấm lòng của mình. Nó cũng đầy đủ hương vị như thức ăn này vậy. Còn có về hay không thì hoàn toàn mình không có biết. Mà có ăn hay không mình cũng không biết. Mà thí dụ thật sự ông bà đưa tay ra gấp, mình dám ngồi đó ông bà linh không? Hay là mình chạy mất? Nhờ mình còn ngồi mình khóc lóc, mình than van là vì mình nói gì ông cũng ngồi yên đó. Thế thôi. Nếu mình không cúng thì con cái mình không có một cái hình ảnh gì cội nguồn truyền thừa để nó học. Cho nên nếu nói cho cùng là mình cúng, không phải cúng ông bà mà cúng cho mình. Nó nhìn vô đó mai mốt tới phiên mình nó cúng tiếp. Nếu nói cho nói là ông bà là mình mượn đó. Chứ còn nếu nói cho đúng là mình đang dạy cho con mình một cái nét đẹp, cái truyền thống. Phó Hòa kể quý vị nghe cái chuyện này cách đây một tuần à. Có một cái em đó, năm nay nó 15 tuổi rồi, mà nó ở cách xa chùa Pháp Hòa là 5 tiếng lái xe. Ít khi nào ba má nó lên chùa lắm, ít lắm. Thì cái bữa đó đó, coi như là dẫn nó lên. Hồi nhỏ có thể nó có đi mà nó hoàn toàn không có ý thức. Giờ nó lớn rồi, nó có ý thức, cái phân nó tới nó nhìn cái bàn thờ linh á. Khéo hỏi, con biết ông ngoại con để đâu không? Nó nói dạ con biết. Nó chỉ ngay cái hình ông ngoại nó liền. Pháp Hòa mới kêu nó lại qua ngồi nói chuyện. Đó, đó là lý do tại sao người Việt Nam thờ ông bà để cái hình. Con sanh ra lúc ông ngoại con mất, con không biết ông ngoại là ai. Nhưng nếu cất cái hình này đi, mãi mãi con không biết ông ngoại con. Và khi con có con cũng cháu của con vẫn không biết ông này là ông cố. Như vậy mình để cái hình lên, nó là cúng là thờ, nhưng mà thật sự để cho con cháu mình đưa cái hình ảnh ông ngoại vô tâm thức, để nó biết đây là ông ngoại. Hết đời nó, cháu nó, con nó, đây là ông nào, nó vẫn biết đây là ông ngoại của ba mình, là ông cố của mình. Như vậy mình thờ cái hình là một hình thức giữ gìn truyền thống dân tộc, cội nguồn ông bà để không bao giờ mất. Mà cái đó là một cái đẹp mà chúng ta không bao giờ muốn mất. Quý vị thấy không? Trồng cây mà không rễ sao nó sống? Cho nên phải cắm vô nước cho nó có rễ mới cắm nó xuống đất được. Thế thì cây không rễ làm sao sống? Người không cội nguồn sống với ai? Bây giờ mình biết mình chỉ thờ ông Phật, không thờ ông bà, thì Phật cũng chẳng là sẽ buồn đó. Trời ơi, không có ông bà sao có mình, mà bây giờ để mình thờ ông đó. Thế thì trên có ông Phật, dưới có ông bà, nhà sau có ông Táo, ở trước có ông Thiên. Quý vị thấy không? Nhiều ông lắm. Thậm chí là ông thần tài. Thì bây giờ Pháp Hòa nói nè, đạo Phật không có truyền thống cúng. Ấn Độ đâu có cúng cơm. Người Ấn Độ không có cúng cơm à. Mà tại sao giờ qua tới Việt Nam rồi Trung Hoa lại có cúng cơm? Như vậy rõ ràng cái chuyện cúng cơm thờ phượng là của dân tộc Việt Nam. Anh là đạo gì không cần biết.
Thế mà anh thiếu cái bàn thờ ông bà thì đạo đó chưa đủ. Đạo đó chưa đủ. Bởi vì đạo nhân đạo chưa có thì thiên đạo với ai? Phật đạo với ai? Cho nên nhân đạo phải có. Mà nhân đạo căn bản là gì? Ông bà truyền thừa. Xin lỗi, mình ở đây nè, còn có một ngày lễ Thanksgiving, nghĩa là mình nhớ ơn. Rồi người ta tạc những cái tượng của người này người kia có công với đất nước để nhớ ơn. Người ta viết những tiểu sử của người này người nọ để nhớ ơn. Thì tại sao ơn bà mình không nhớ? Mà mình thờ cúng ông bà mà cho là mê tín dị đoan là sao? Là vì anh không hiểu cho nên anh có tà kiến. Chứ còn tôi làm mà tôi vẫn biết tôi đang làm gì thì không hề tà kiến. Mình làm mà mình không hiểu mới bị người ta nói mình mê tín tà kiến. Còn mình làm mà mình hiểu thì không hề có mê tín có tà kiến. Ví dụ mình cắm một cây hương lên cúng, người ta không hiểu, ta nói mê tín cúng hoại. Nó không, anh không hiểu đó. Cây hương này là tượng trưng cho thơm, mà thơm là người có đức hạnh mới thơm. Thế thì cây hương này nhắc nhở chúng tôi phải sống có đức hạnh để lan tỏa cái hương đức hạnh như cây hương mà chúng tôi cúng. Ai ăn uống gì mà để trên bàn thờ? Cúng trái cây. Dạ thưa không. Dĩa trái cây này nhắc nhở chúng tôi hễ có nhân thì phải có quả. Nhân là trái táo mới quả mới trái táo. Vậy thì để dĩa trái cây trên bàn thờ là nhắc nhở chúng tôi đạo lý nhân quả. Và đồng thời á, bình hoa là nhân, dĩa trái cây là quả. Vậy thì dĩa trái cây nhắc nhở chúng ta đạo lý nhân quả. Đi chợ lựa trái tốt thì người sống ở đời làm việc gì cũng phải lựa lành thiện tốt. Nhưng mình lựa trái cây mình mua mình ăn mình cúng vậy thì ai dám nói mình mê tín? Nếu mình làm mình không hiểu mới bị người ta mê tín, nói là mình mê tín. Vậy thì mình thờ cúng ông bà mà hiểu được cái nghĩa. Vì hiểu được nghĩa cho nên vượt mọi hình tướng. Ngày giỗ không có một mâm cơm đầy đủ cũng không sao, một chung trà, một cái bánh cũng nói lên được tấm lòng. Cái quan trọng là con cháu biết đây là ngày gì để duy trì cái ngày đó. Tại sao bồ nó sinh nhật nó vẫn ghi trong điện thoại để ngày đó hiện lên réo lên để nó đi mua bông? Không mua là giận, dỗ ông bà mình không nhớ. Quý vị thấy không? Mình có ngày vía của Phật, mình có ngày dỗ ông bà, mình có ngày sinh nhật, mình có ngày lễ tình yêu, mình có ngày lễ tạ ơn, mình có ngày lễ chiến sĩ trận vong. Thì tất cả ngày lễ trong cái xã hội này không ngoài mục đích nhắc nhở mọi người đừng quên cái đó. Lễ Vu Lan cũng không ngoài cái đó. Nếu không tổ chức chúng ta quên, còn hễ tổ chức thì nhắc ồ đây là mùa Vu Lan. Thấy ai đó cài hoa hồng, lễ Vu Lan. Thấy ai đó thấy sen trong hồ nở, lễ Phật Đản. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên thờ cúng ông bà không phải vấn đề ăn uống đói khát gì nữa trong chỗ này, mà ở cái chỗ này cái ý nghĩa. Rồi câu thứ hai là nhân quả phải không? Pháp Hòa nhớ đại khái vậy. Nói bây giờ người ta đánh mình thì mình cho đó là cái quả, cái nhân đời trước giờ mình trả. Vậy lỡ người đó tiếp tục gây nhân với mình sao? Cái câu hỏi ý, thí dụ người ta đánh mình đời này, biết đâu chừng họ mới bắt đầu gieo với mình, phải không? Phải cái ý vậy không? Tất nhiên là thí dụ như mình gieo nhân gì thì mình gặt quả đó. Nhưng mà thí dụ như đời trước mình đánh người ta, đời này á thì mình bị một cái gì mà cây đè cây ngã gì á thì là không ai có tội. Mà mình bị một người khác đánh lại mình thì cái người đánh kiếp này nè là họ có bị tội, hay là họ thay lực nhân quả họ hành sự như vậy? Nó có liên đới hết, không phải tự nhiên ta thế thiên hành đạo kiểu đó đâu. Ví dụ bây giờ cô đò cô nợ người ta, con gái cô không tới đòi được thì cũng bà con cô bác gì của cô mới đủ thẩm quyền đòi. Chứ người dưng nước lã ta đòi cô sức mấy cô trả, mà cô còn chửi nữa. Cô nói ăn cơm hớt. Thì cô đừng có nghĩ rằng á, khi mình làm cái nhân này, cái quả. Cái ý của cô là thí dụ bây giờ mình làm cái nhân xấu, mình đánh người ta thì đời này người ta đánh lại. Nhưng mà lỡ như cái người nào đó mình không phải trả thẳng cho người đó, mà ai kia ta làm với mình á, thì có phải là người ta tạo tội không? Không có liên hệ. Cái nào nó có cái duyên trùng trùng của nó, cũng phải có liên đới gì đó nó mới dính vô đó.
Còn nếu không là mình tự đời này mình với người kia đang tạo một cái nhân mới, chứ không phải là cái dính liên hệ gì hết. Cũng giống như là cô nợ nhà băng này thì cô trả nhà băng nọ, trừ khi nào cô mở thêm cái account, mở thêm cái visa thì cô có hai cái loan vậy thôi. Cho nên là cái nào nó cũng có cái liên hệ với nhau. Ví dụ ngày hôm nay mình ngồi đây đó, nói theo Phật Pháp là mình đã từng có duyên rồi đó. Chứ nếu không dễ gì gặp, phải không? Mà nếu không thì có gặp nó cũng không có hợp rơ. Không hợp rơ sao nghe được. Cho nên ta nói là sao? Nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vậy đó. Phải không? Nghĩa là cái người mà tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Nếu mà rượu, mình gặp được một người tri kỷ, uống 1000 ly rượu vẫn thấy ít, gọi là tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, 1000 ly vẫn thấy ít. Còn ngược lại, nếu nói chuyện với nhau, nói chuyện mà không hợp với nhau rồi, nửa câu thôi cũng đã quá nhiều rồi. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nửa câu thôi đã quá nhiều rồi. Thôi thì nãy giờ hình như hơi nhiều rồi. Thôi mình dừng đây nha. Ở mình không sướng sao? Bắt trước người ta đám cưới làm chi vậy? Đám cưới rồi không lo cho người ta, biết lo cho mình không à? Vậy thì chúng ta có một cái, một mình đặt một cái vấn đề là tại sao chúng ta phải lập gia đình? Người Việt mình dùng cái từ là lập gia đình. Nó chưa có, mình đem hết tất cả năng lực của mình thành lập nó, nhưng mà mục đích thành lập cái gia đình mình không có, cho nên dễ đổ vỡ. Cho nên mình sống á, mình có một cái tiêu hướng. Cho nên tại sao chúng ta đặt một cái bàn Phật để mỗi ngày chúng ta đứng trước bàn Phật chúng ta lễ? Vì bức ảnh Phật đó là cái tiêu hướng của mình. Tại vì nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta không có phương hướng. Cho nên người xưa có câu tâm bất tại an. Tâm bất tại an nghĩa là tâm không bình an. Thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Kiến như thấy như là không thấy, nghe như là không nghe. Ví dụ bây giờ ngồi đây mà có một người đang buồn khổ gì đó, nhưng mà tại nghe người ta nói bữa nay đi nghe giảng đi, không chừng vui gì đó, nhưng mà ngồi đang khổ quá cho nên ngồi thờ người đó đó. Ổng cũng ngồi hết buổi vậy, hỏi nãy giờ có nghe gì không? Dạ nghe. Hỏi nghe gì? Nghe lại nhảy. Tại vì tâm bình an. Thì có những người ngồi nghe cái tiếng mà không nghe được cái ý. Có đôi lúc mình ngồi đó, mình thờ người ra, người khác nói gì mình vẫn nghe, mình không hiểu người ta nói gì. Tại vì sao? Bây giờ bên trong của mình nó có nhiều vấn đề lo lắng. Cho nên á, lỡ mà mình có bệnh á, thì mình phải biết rằng tôi đang có thân bệnh. Và tôi may mắn là bác sĩ đã tìm ra bệnh của tôi. Vì tìm được bệnh của tôi, cho nên bác sĩ sẽ cố gắng tìm cho tôi phương thuốc chữa bệnh. Mình quân bình cái tâm lý mình liền. Tại vì phần lớn người Việt Nam rất sợ hai chữ ung thư. Chúng ta bây giờ rất sợ hai chữ đó. Mặc dù người ta có thể nói với mình không, cái này có thể chữa, nhưng mà mình không biết chữa được không, mà mình không biết có thuốc không. Nhưng mà nghe hai chữ đó là bắt đầu hồn siêu phách tán, sợ lắm, tâm lý bàng hoàng. Vì vậy cho nên mỗi ngày sáng ngủ dậy mình đi đâu, làm gì, mình sẽ có được một cái mục tiêu của mình. Vì vậy cho nên á, mỗi khi mình đến bàn Phật, mình nhìn lên bàn Phật, ở trong cái chùa đó nhất định phải có một chỗ đặt bàn thờ. Hồi xưa người ta nói đặt bàn thờ phải coi hướng. Có nhiều vị quan niệm là phải đặt ra cái hướng cửa nhà chính, hay là hướng chỗ nào mà sáng sủa vậy đó. Thật ra thờ Phật chỗ nào cũng được, quan trọng là cái chỗ đó trang nghiêm hay nhất trong nhà của mình. Bây giờ ví dụ cái nhà của mình nó chu vi nó như thế, hoàn cảnh nó như thế, mà nếu mà để nó ngay cửa mà ngó ra thì ở ngay cái đường ra vô hay là chỗ để giày dép gì đó, nó không hợp. Phải kiếm một cái chỗ nào đó
đặt cái phương hướng nào mà coi cho nó được. Vậy thì cái chữ hướng mà người xưa muốn nói không phải là hướng tốt, hướng xấu, mà ý muốn nói chúng ta làm, chúng ta có định hướng. Ngủ phải đặt cái giường cho đúng hướng theo tuổi nha. Nhưng mà thật sự ra mình đặt giường đúng hướng, mình để cửa đúng hướng mà đời sống của mình không có hướng. Mà đời sống không có hướng thì tâm lý nó không bình an. Mà thậm chí người ta bước vô nhà mình, ta nói một câu: chà, sao chị để cái chậu này ở đây? Rồi sao chị? Rồi sao chị? Ta tâm lý mà. Thành thử ra bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái đường đi như vậy, nó đặt cái chậu đê, cái gì đó án đường đi, cho ta nói ai mà để cái chậu không có đúng hướng, để vậy sao ta đi, đặt vậy sao ta đi, ví dụ vậy đó. Cho nên nãy Pháp Hòa ví dụ như mình để cái bình hoa đây cho nó đẹp, nhưng mà nó cái hướng này nó block người này, thôi giờ mình cất nó đi để mình có hướng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi chúng ta bệnh, chúng ta muốn tìm cho mình một phương thuốc, thế thì chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái tâm bệnh, hôm trước Pháp Hòa có nói bệnh có ba loại: thân bệnh, tâm lý bệnh, nghiệp bệnh. Mà thân bệnh thì có thuốc, mà tâm lý bệnh nghĩa là cái sự suy tư của mình nó không chín chắn, đời sống mình nó không có phương hướng, thì hình như tâm lý mình nó không bình thường. Bữa nào mình ăn cái bao tử mình mà mình ăn thức ăn gì không quen, nó lình bình, khó chịu không? Cái trạng thái khó chịu của cái bao tử nó kỳ cục lắm. Thì cái trạng thái tâm lý mình nó cũng như vậy. Cho nên từ đó mình mới thấy thân tâm nó nhất như. Cái thân mà nó khỏe đó thì cái tâm nó cũng yên. Mà cái tâm mà bất an rồi thì cả thế, cả mà không phải mình không, mà xung quanh mình ảnh hưởng lớn. Cái thân mà cái tâm bữa nào mà không vui coi, mấy đứa nhỏ nó cũng ngán mình, bạn bè mình cũng sợ mình. Bữa nào mà mình khỏe vui bình thường trả lời khác, bữa nào mà trong lòng không vui câu trả lời mình nó khác, ta nghe ta biết rồi đó, bữa nay mình không bình thường rồi đó. Và thậm chí mình cứ on off vậy hoài, ta nói bà đó ông đó chắc tâm lý không bình thường. Vậy thì muốn cho tâm lý bình thường thì trước hết đời sống chúng ta phải có một cái tiêu hướng. Pháp Hòa ví dụ như mình lái xe đi đến một cái thành phố nào đó, thì mình trước hết là phải có cái khái niệm về cái phương hướng đó. Đi đâu cũng phải có khái niệm phương hướng chứ không thôi sao đi. Thì mình khái niệm phương hướng đó rồi, mình bước xe ra mình đi rồi, càng đi tới thấy cái bảng, đi tới gần hơn, bảng nó nói ít cây số hơn, càng ngày mình thấy cây số dần giảm dần giảm dần, và cái bảng chỉ vẫn có cái tên chỗ mình muốn đi, thì mình yên tâm sao? Mình đã đúng hướng, mình định hướng rồi, bây giờ đúng hướng rồi mà tới đích chưa? Chưa. Rồi ví dụ bây giờ quý vị muốn đi lên một cái núi nào đó chơi, lái gần tới đó, thấy cái dáng núi, tới núi chưa? Nhưng mà thấy dáng núi chưa? Mà khi thấy dáng núi rồi, tâm bắt đầu yên chưa? Yên. Mình biết là sắp tới rồi. Nhà Phật gọi là gì đó? Sắp sửa kiến tánh, kiến tánh rồi đó. Bây giờ mình đang minh tâm. Minh tâm kiến tánh. Nhưng mà khi mình, và cho dù mình đến được cái chân núi đó rồi, mà lên núi chưa? Chưa. Thì cũng, nhưng mà ít nhất mình vui là mình đã đi đúng hướng và tới đúng nơi, thì cái tâm lý mình nó sao? Nó bình an. Tu cũng vậy. Mỗi ngày mình tu mà mình cảm thấy không có hạnh phúc, tu không có bình an là mình biết rồi đó, mình tu có vấn đề rồi đó. Không phải là giáo pháp này có vấn đề, mà chúng ta tâm lý mình chưa có tiếp nhận. Pháp Hòa đã từng gặp những vị muốn đi xuất gia, thấy đời ngoài khổ quá, có bộ đời sống ở trong chùa có bộ yên à, sáng ngủ dậy cái lên chuông mỏ vậy đó, lại Phật tụng kinh rồi bình an trong cuộc sống. Nhưng mà khi đi vô trong này rồi thì có người này người kia, cái tự nhiên mình bị sốc. Mình nói trời, tôi tưởng đâu ở ngoài thế gian mới có chiến tranh thôi chứ
Nhưng mà không ngờ ở trong này nó cũng chiến tranh. Đó là bình thường. Tại vì nơi nào có chúng sanh là nơi đó có tham sân si. Mà nơi nào còn tham sân si thì nơi đó còn địa ngục. Mà vì địa ngục còn cho nên mới có các Bồ Tát nguyện lăn xả vào địa ngục. Nếu mà chỗ đó những chúng sanh được chuyển hóa thì chỗ đó là chúng sanh đã vãng sanh, đã tới cực lạc. Mười mấy trước khi cái này lập làm cái chùa, nó chỉ là một cái nhà, phải không? Bây giờ mình mua cái chỗ này hay mình mướn cái chỗ này, mình trang trí, mình tu sửa thì bây giờ nó thành cái chùa. Vậy nó chuyển chưa? Chuyển từ cái nhà thành cái chùa. Như vậy thì mình tu là tùy theo cái cách chuyển của mình, cái tên gọi của mình mà nó khác. Có nhiều nhà để bằng Phật, rồi bắt đầu có kinh sách, bắt đầu ở nhà tụng kinh kim, gọi là gì? Đạo tràng. Đạo tràng là gì? Chỗ nào có tu tập thì kêu đạo tràng. Chỗ nào không có tu tập, dù gọi là đạo tràng nhưng nó cũng không có cái chất liệu của đạo tràng. Nó chỉ có cái tên của đạo tràng thôi. Phật tử mình cũng vậy. Có thể mình đi chùa mặc cái áo vậy, pháp danh đồ gắn lên cho người ta biết, thậm chí thêu cái tên chùa lên nữa, dễ mắng vốn. Coi cái bà đó chùa nào. Anh đừng có ham nha. Mặc áo tràng no name mà tao biết mình ở đâu. Gắn cái tên chùa vô tao biết, mình bữa nào dở là tao biết mình thuộc chùa nào, tao tao mang vốn. Tới hồi sách mình, ôi bà này đâu phải đệ tử tôi, bà mượn áo người khác bà mặc. Thưa đại chúng, là trước hết là chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng. Và khi chúng ta tu tập, chúng ta thấy đạt được kết quả. Đi chợ, trước khi đi chợ cũng phải đặt mục tiêu đi chợ mua gì. Còn mình có hốt thêm là thêm, nhưng mà chính là muốn món gì đi mua, có phải không? Chứ nói thôi để đi vô chợ không biết mua cái gì thì đi vòng vòng hết thời gian mà không có gì để mua. Và thậm chí mua bầm bầy bạ, những cái thứ cần không có không rõ, mà ăn lát về mở ra toàn là những thứ chưa cần. Thành thử ra tập mới đầu không sao, nhưng mà lâu ngày thành một cái nghiệp. Đi chợ cũng có mục đích, làm gì cũng có mục đích. Xin thưa đại chúng, nói chuyện thí dụ bây giờ mình chuẩn bị đi đám cưới, mà đã biết mục đích đi đám cưới thì vô tủ áo lựa quần áo gì nó hợp với cái đám cưới. Thấy không? Nhỏ thôi, trong cuộc sống mục tiêu, mục đích chúng ta rõ ràng, biết mình làm gì, tự nhiên chọn cái gì nó tương ưng. Mùa mà đi đám tang phải lựa quần áo gì nó hợp với cái đám tang. Đi chơi ngoài sân, đi ra ngoài park vào một buổi trưa hè, mặc nó phù hợp. Không ai mà đi ra ngoài park giữa mùa hè mà đổi nón len, quấn khăn, đeo găng tay hết. Thí dụ vậy. Cho nên nếu mình biết mình đi đâu, làm gì, mình ăn mặc đúng thì người ta không có thấy rằng mình không bình thường. Tự nhiên mình không nói gì hết á, mà cái cách ăn mặc mình người ta nói chắc chắc á. Thành thử ra vì chúng ta tập mình thành có thói quen như vậy, cho nên rồi cái tâm lý mình không bình thường và nó thành một cái nghiệp sống không bình thường. Điều thứ hai, một trong những cái mà làm cho tâm lý mình bình thường là gì? Mình giúp đỡ người khác làm niềm vui và có tác dụng trị liệu tốt. Giúp người là một niềm vui. Ví dụ như mình bước lên chiếc xe bus thì một bác đó, bác lớn tuổi, bác bước lên mà nhìn tới nhìn lui là hết chỗ. Mình đứng dậy mình nhường cho bác cái chỗ đó ngồi. Mặc dù một việc rất là nhỏ nhưng tự nhiên mình cảm thấy mình vui. Là tại vì mình sống mà mình có biết người biết ta. Phải không? Nếu mà người mà cứ ngồi thừ ra đó, mặc dù cái người lớn tuổi kia cầm gậy đứng trên chiếc xe bus, có nhiều người ta đứng ta nhìn mình, ta nói ủa sao cái người đó họ không có hiểu cái căn bản của người đi xe bus. Ở bên Nhật á, trên một cái chiếc xe bus, trên cái ghế người ta vẽ 5 cái hình để nhắc nhở những ai quên cái chuyện đó đi. Thứ nhất, họ vẽ một người chống gậy tượng trưng cho người già phải nhường ghế. Thứ hai, họ vẽ một cái cô mang bầu, thí dụ vậy.
Rồi họ vẽ một người có đứa con nít. Còn nếu bên Thái Lan vẽ thêm ông thầy. Tại vì Phật giáo ở bên Thái Lan là quốc giáo, cho nên chỗ nào có chư tăng xuất hiện mình nhường. Thậm chí đi đâu, đi lên máy bay á, mà tới cái giờ mà mọi người lên máy bay á, mà họ thấy bóng dáng chư tăng xuất hiện là nhường cho chư tăng đi trước. Vì Phật giáo là quốc giáo và họ tôn trọng tăng. Và vì sao người Thái Lan họ quý trọng tăng? Bởi vì theo quan niệm của họ, Phật thì quá xa không gần mình, pháp thì quá thâm sâu không hiểu tới, tăng là người sống trong gần gũi đời này với mình, những vị đó có ơn đã chỉ Phật cho mình, đã giảng pháp cho mình, cho nên đối với người Thái chư tăng họ quý. Còn Phật pháp họ quý, nhưng mà họ nghĩ rằng chư tăng mới là người gần gũi mình nhất, là người giúp đỡ cho mình hiểu được Phật pháp là gì, để mình sống, mình tu, mình chuyển hóa. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta luôn muốn mình mang niềm vui cho người khác, để chúng để ý thử. Thí dụ hôm nay mình nấu nồi chè đem lên mong mọi người ăn, đó là rõ ràng mình sống mà với cái hình thức là mình lân mẫn. Mình đi chùa, mình đi ngang nhà bác đó, mình biết bác đó không có xe, mình tấp vô mình rước bác đi. Và hình như ngày nào nếu chúng ta để ý thì hình như chúng ta có ít nhiều gì đó, chúng ta cũng làm một điều gì cho người xung quanh mình có được sự bình an do sự giúp đỡ của mình. Thậm chí người đó không biết tiếng Anh, mình gọi, mình hẹn bác sĩ giùm, mình đi thông dịch giùm. Nhất nhất trong cuộc sống của mình, đó đều là những tinh thần phụng sự. Mà cái tinh thần phụng sự đó, mình thấy người ta hoàn hảo tốt, người ta, mình thấy người ta trọn vẹn được cái mà họ muốn, vui. Ví dụ bác đó đi Việt Nam quá 30 ngày về bị cắt tiền già, mình thông dịch trở lại cho bác đó được có tiền già, bác vui lắm, bác phone lên bác cảm ơn mình. Mình thấy mình đâu có no, mình lâu làm gì nhiều, mình chỉ gọi dùng cho bác cái phone giải thích chút xíu vậy, mà giờ bác có lại tiền già, mình vui. Cho nên một trong những cái niềm vui mà nó làm cho mình phấn khởi, hạnh phúc trong cuộc sống, đó là mình có nâng đỡ, giúp đỡ cho người khác bằng bất cứ hình thức nào. Thí dụ Pháp Hòa đi ngang, thường Pháp Hòa hay để ý thấy vị Phật tử đó mặc áo tràng xong ra cái áo tràng không biết xếp, không biết xếp cái áo tràng thì cứ nùi nùi quẩn quẩn để nhét vỏ vậy. Rồi cái bữa khác tới giờ tụng kinh vũ cái áo ra, cái trời ơi, áo vũ cơ hàng. Nhưng mà nếu Pháp Hòa đi ngang mà thấy cái vị đó nùi cái áo tràng như vậy đó, Pháp Hòa ngoắc lại, đích thân Pháp Hòa xếp cái áo cho vị đó xem. Mình xếp xong cái áo tràng rồi, mình thấy cái nhìn của người ta nó vui. Không phải là lúc đó mình tự hào mình giỏi, nhưng mà mình vui là đó, mình đã chịu giúp cho một Phật tử biết xếp áo tràng. Mình mặc cái áo gì mình phải biết xếp cái áo đó. Cho nên á, mỗi khi mình làm việc gì trong cuộc sống của mình, quý vị có thể tưới tẩm cái tâm thức đó bằng một câu buổi sáng: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Thay vì mình sống mà cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, và thậm chí mình không cảm ơn nữa, mình muốn chết quách cho rồi, vì mình không thấy cái mục tiêu của cuộc sống. Ngày hôm qua có một vị Phật tử rất là ân hận với cái chết của con mình. Vì em nhỏ này có nhiều cái điều khổ đau trong lòng mà không nói với ai được, mà em rất là giấu kín. Bên ngoài thì tỏ vẻ như mình là một người rất là cứng rắn, nhưng thật sự bên trong em rất yếu mềm. Và cuối cùng em đã chọn cho mình một cái chết. Và khi trước khi chết em đã viết lại rằng em có cảm giác rằng cuộc đời này không có ai hiểu em và không có ai thương em. Vì vậy cho nên mình sống làm sao mình bày tỏ cái tình thương. Có thể mình nói tôi là người kín đáo, tôi thương tôi không bày tỏ. Nhưng mà xin thưa, cuộc sống bây giờ cái hình ăn tô bún cũng chụp hình bỏ Facebook,
cuốn cái cuốn bì cũng chụp hình bỏ lên Facebook, làm cái gì cũng chụp hình lên cho cả thế giới người ta biết hết. Vậy mà trong tâm can mình chưa có bày tỏ được với người. Có nhiều khi mình đi chơi, mình chụp hình, mình bỏ lên trên Facebook, mình nói cả nhà tôi đi chơi hết rồi, ăn trộm có rảnh vô thăm. Nhiều khi mình trong một câu nói mình vô tình cả nhà đi chơi hết rồi, thì những người nào người ta rình rập nhà mình là người ta để ý ngay, phải không? Tại sao khi chúng ta chắp tay trước Phật, 10 ngón tay mình chắp cho ngay, cái này gọi là hợp thập, hiệp thập. Thập là 10 ngón tay, chắp lại gọi là hiệp thập. Đứng trước bàn Phật, mình hiệp cái tâm đó. Hiệp thập tượng trưng cho hiệp tâm. Tất cả 10 phương này đưa về cùng một hướng, đặt ngay đây. Trước hết, hướng của mình đặt là hướng tâm. Lấy cái tâm hướng này hướng Phật. Cho nên đứng trước bàn Phật nhất tâm. Mà lúc đó mình đưa 10 ngón tay hợp lại, gọi là hiệp thập, gọi là nhất tâm. Cho nên chúng ta thường đọc là chí tâm đảnh lễ. Có khi đọc là nhất tâm đảnh lễ. Cái nào cũng được. Chí tâm là gì? Là hết lòng. Hết lòng. Còn nhất tâm là không có cái tâm khác, chỉ một tâm này thôi. Bây giờ mình đứng ngay đây, tâm mình đã hiệp nhất, hướng hướng tâm này bây giờ hướng về Phật, và mình tuyên bố Phật với con cả hai tánh thường rỗng lặng. Phật lặng yên sáng suốt như vậy, con lao sao quá, nhưng trong giây phút này con đã trở về, con đã đưa tâm con trở về với giây phút này, cho nên Phật với con tánh thường rỗng lặng. Và mình đọc một câu cho nó chung hết là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nhưng mà nếu mình hiểu đơn giản là Phật và con tánh thường rỗng lặng. Tánh là gì? Là bản chất xưa nay. Cho nên cái tánh người đó hiền lắm, cái tánh người đó dữ lắm. Đâu có ai mở trường dạy dữ mà nó vẫn dữ. Đâu có ai mở trường dạy đánh ghen mà nó vẫn ghen. Không có ai mở trường dạy ganh tị mà vẫn ganh tị. Vậy thì cái tánh xấu đó nó có, nhưng mà mình tu á là mình để thấy cái tánh đó, cho nên gọi là tu tâm dưỡng tánh. Cái tâm á là nó lao sao, đụng đâu nói đó, đụng đâu nói đó, mà nó chưa gặp người đó nó chưa để tâm, mà thấy người đẹp cái nó lưu tâm. Lưu tâm rồi để ý. Để ý là làm gì? Làm quen. Và câu đầu tiên là em tên gì? Cho xin số phone. Cho nên mình để ý rồi mình mới lưu tâm. Mà nếu mà bữa nào nó chọc mình giận là nó tôi ghét cái người đó lắm. Này cái đó là tâm nha. Cái tâm nó thay đổi. Mà bữa nào nó xin lỗi nó cũng dễ thương chứ. Chơi cái tâm này nó làm sao? Nó lao sao. Còn cái tánh này dưới nó bình lặng. Nhưng mà cái tánh mà nếu giữ á, có người giữ nó cũng nhiều trạng thái. Giữ ra mặt, giữ ngầm. Sân nó cũng hai ba loại sân à. Sân mà nứt lửa gọi là sân hận. Còn lửa đó là lửa Phật. Thấy không? Cho nên Phật gọi là sân hận. Hận là gì? Tìm ở trong. Cho nên cái người mà nói tôi hận người đó lắm. Tại sao? Vì mình nuôi cái xấu của người đó lâu ngày trong lòng, nó trở thành khối. Cho nên bắt đầu muốn hận, hận người đó. Nhưng mà nếu mình gặp được người đó, mình trả thù mới rửa hận. Cho nên từ ngữ nó xài có ý nghĩa hết. Nhưng mà tại vì mình nói mà mình chưa tư duy về cái chữ đó, thì mình chưa thấy được cái tâm mình nó khủng hoảng đến cỡ nào. Cho nên thưa đại chúng, tu tâm là một quá trình lớn của đời người. Mình tu thân á, có thể bây giờ ăn mặc đẹp nè, đánh phấn tha son nè, ví dụ vậy, trang điểm cơ người mình
là tu thân, nhưng mà cái thân đó là thân tướng bên ngoài. Còn thí dụ hành động của mình, lời nói của mình, cái cách sống của mình là tu thân. Cho nên người ta thường gọi là nhân cách. Cái cách mình cho, cái cách mình nói. Thật ra mục đích là mình mời người ta uống nước. Nhưng nếu mình đưa hai tay, người ta cảm nhận sự tôn trọng của mình ngay. Chỉ cần một cánh tay đưa vô nữa thôi là cái tâm lý mình cho và người nhận khác liền. Cho nên cuộc sống này là cả một quá trình tâm lý. Có nhiều khi mình muốn xin lỗi người đó mà mình nói không được. Chỉ cần cái cách mình làm việc với họ thôi, họ hiểu được là mình đang xin lỗi họ đó. Có qua ví dụ như giờ lỡ mình nói một câu hôm qua làm người đó buồn, mà hôm nay cũng vì hơi tự ái xin lỗi chưa được. Cái bắt đầu sáng ra cái gặp, sao tối ngủ được không, uống trà không, tôi pha trà cho. Lát ăn xong cái lấy đũa lấy đồ đưa ha, rồi cái hỏi han một vài câu, người đó cảm nhận ngay xin lỗi tôi đó. Nhưng mà chưa nói, nhưng mà tự nhiên mình suy nghĩ, người chắc hôm qua giờ suy nghĩ, hôm qua nói bậy quá mà mai là tôi nhịn đó. Mà thưa đại chúng, quý vị sẽ thấy rằng nhờ mình nhịn cho nên hôm nay mới có cái này nè. Nếu ngày hôm qua mình mà không nhịn á là cả đời này sẽ không bao giờ gặp mặt, chứ đừng nói nghe những câu xin lỗi nữa. Cho nên tu tập có chuyển. Mình trước hết mình chuyển mình thì người khác sẽ chuyển theo. Cho nên mình muốn chuyển người á, trước hết phải chuyển tự thân. Tự mình chuyển thì người khác sẽ chuyển được. Cho nên Đức Phật nói, tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Chứ còn nếu mà Đức Phật không tu thành thì Phật biểu mình tu, mình làm được. Tại vì không có cái gì bằng chứng là Phật đã thành chưa. Hỏi bây giờ tu được chưa? Dạ chưa được, con còn cái nhà. Phật nói, hồi xưa tôi có cả ngai vàng, tôi cũng bỏ. Con nói, dạ cái đó Phật khác, còn con bây giờ có cái nhà, con sợ mất, con phải gắn camera. Cho nên Phật á, có rất nhiều thứ mà Phật không sợ mất, thậm chí bỏ luôn để sống đơn giản, còn mình không có gì hết, bảy diệu dữ hết á. Bằng chứng là vô nhà mình hũ tương trao nhiều hơn vàng thẻ. Tờ báo cũng cất, hũ trao cũng cất, hũ tương cũng cất, mấy cái đồ tu gô rửa cất đầy hết trơn. Còn có bao giờ tu gô chai đâu. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta cuối cùng rồi á, mình sẽ quay trở lại là mình thấy nó rất ư là đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Mà xin thưa đại chúng, cái nhà mình sẽ không bao giờ rộng được nếu lặt vặt cứ chất hoài. Tâm mình không thể rỗng rang nếu chuyện nhỏ nhặt mình cứ thu lượm. Cho nên đem 10 ngón tay lại để ngay đây. Tâm con đang vang 10 phương, bây giờ con hiệp thành một chỗ. Và con đang hướng Phật. Và bây giờ con tuyên bố, con xác định Phật với con đều tánh rỗng lặng. Bây giờ chỗ cảm thông giữa con với Ngài không thể nghĩ bàn. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tại sao không thể nghĩ bàn? Bởi vì cái chỗ đó không thể dùng ngôn ngữ mà nói, mà chỉ lấy tâm tâm mà cảm với nhau. Đó, như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Người kia không nói chuyện xin, nó không trực tiếp xin lỗi với mình, nhưng mà trong tâm họ khởi ý niệm muốn xin lỗi bằng một hành động cụ thể. Và mình cũng đang trông chờ sự xin lỗi đó, và mình sẵn sàng tha thứ sự xin lỗi đó, cho nên cảm nhận được liền. Còn nếu như mình không, mình nghịch lại, đừng có đóng kịch với tôi. Nó khác liền. Vì mình không sẵn lòng tha thứ, mình không mong đợi sự xin lỗi, cho nên mình nghịch lại. Dù người đó có khởi tâm muốn xin lỗi, nhưng tâm mình không, cho nên hai cái nó không dung. Cho nên Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mà chữ đạo này
ngôn ngữ không nói được, mà chỉ lấy tâm mà thể được thôi. Cái gì có hình tướng nói có thể hạn lượng, cái gì không hình tướng nói không cùng tận. Cho nên diễn đạt cái tâm nói không hết. Còn ví dụ như Phật có nói căn bản mình có tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó cũng làm chừng mực của chúng sanh đó, chứ còn mình vô cùng vô tận. Thí dụ như khổ, Phật nói mình có 8 cái khổ căn bản, 4 cái khổ về sinh lý. 4 khổ về sinh lý là thân, già, sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. 4 cái khổ về sinh lý. 4 cái khổ tâm lý là thương mà phải xa lìa, ghét mà cứ phải gặp, muốn mà không được. Thân này thịnh suy, ngủ ấm, xí thạnh. 4 cái khổ của sinh lý. Nhưng mà xin thưa đại chúng, Phật nói đó, 8 cái khổ đó là căn bản thôi. Còn chúng sanh mình khổ nhiều hay ít? Nhiều lắm lận, nói không cùng. Cho nên ở trong một cái bài sám, đệ tử chúng đẳng, đà đệ tử chúng con, hiện là phàm phu trong vòng sanh tử. Đệ tử chúng đẳng hiện thị phàm phu, luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Nói không cái không hết cái khổ của chúng con. Khổ bất khả ngôn, khổ không nói hết. Hay là khổ không nói hết, nói được mà nói không hết. Ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị than thì Pháp Hòa ngồi nghe. Nhưng mà nếu Pháp Hòa hỏi ngược lại, bác nói xong chưa? Bây giờ bác muốn nghe khổ của con không? Con nói khổ của con cho bác nghe. Con khổ gấp 10 bác. Bác khổ con ông à. Con khổ tới mấy chục ông rồi. Bác khổ một người, con khổ tới ngàn người. Nhưng mà con, tại nếu muốn nói khổ là con có thể nói, nhưng tại con tu cho nên con chuyển được cái đó hết. Chứ còn nói khổ là bất khả ngôn. Vậy thì bây giờ mình đứng trước Phật rồi, bây giờ mình xác định chữ đạo này là đạo lý, đạo này là cái chỗ không thể diễn bạc được, không thể nghĩ bàn. Rồi nói xong rồi đảnh lễ. Khi mình lễ xuống á, khi mình lễ xuống á, đưa cái tay lên trên này rồi hạ xuống. Trong khi mà mình cúi người mình xuống thì cái tay mình cũng lật xuống theo. Lật xuống tới sát đất rồi bắt đầu mình mới mở tay ra, phơi trải tâm can. Đến trước Phật con không còn gì để che giấu. Con trải lòng con với Phật. Và khi con có trải lòng được như vậy, con sẽ tiếp được. Chứ còn thí dụ Pháp Hoàng nói ví dụ như giờ mình đưa tay lên vậy nè, cái xong mình làm vậy nè, coi không được, nó nghịch, phải không? Đưa lên vậy cái hạ xuống, nó đi theo cái thân. Và khi chạm dưới đất rồi, khi con phủ phục xuống hết rồi, nhưng mà làm sao con mới có thể trải lòng? Khi con hạ mình, con xuống tận cùng của cái cùng nhất. Người còn tự ái cao trải lòng được. Hồi nào giờ ai cũng biết tôi ăn mặc dày giàu quá, bữa nay tự nhiên nói không có tiền ai tin. Giờ không có tiền cũng phải mượn nữa. Mượn để mặc, mượn để cho người ta biết là mình không có tiền. Không nói được tại vì mình còn có một cái vướng. Mình là danh gì, mình là địa vị gì, vân vân. Chỉ khi nào mình đưa mình hạ thấp xuống, tức là mình không là gì nữa hết. Cho nên lại Phật, mục đích của đạo Phật, lại Phật là để dẹp cái bản ngã, dẹp cái tôi rất lớn trong người mình. Còn Đức Phật chỉ là một đối tượng để mình hướng tâm dẹp ngã, chứ không phải mình lại cái cục đồng, cục xi măng đó. Mình vẫn biết đây là tượng xi măng, nhưng xi măng này có khả năng giúp tôi chuyển nghiệp thì cục xi măng này có giá trị. Tôi đâu có mê tín. Anh nhìn tôi lại cục xi măng, anh nói tôi mê tín, ai ngồi trong đó mà lại? Nếu tôi không biết
tôi lại như vậy đó, tôi mê tín. Bây giờ tôi biết đây là xi măng, đây là tượng đồng do tôi gom tiền tôi làm ra. Nhưng xi măng này có công năng giúp tôi chuyển nghiệp. Nghiệp của sân, nghiệp của si, nghiệp của cố chấp, nghiệp của ôm ấp một bản ngã to lớn. Tôi gặp cái người đó, tôi không kính, nhưng tôi vẫn giữ tư cách của tôi xá chào. Vậy thì ở nơi người đó không hề cho tôi được sự bình an gì cả, nhưng người đó giúp cho tôi tu được con người của tôi là chắp tay xá chào. Người đó có thể mình không phục, họ làm chuyện tay trời, đâu có sao. Nhưng họ vẫn đủ một công năng là cho mình tạo phước. Phước là ở cái chỗ chúng ta biết tôn kính người khác. Và biết đâu chừng một ngày nào đó họ quay lại họ nhìn họ, trời ơi mình sống dở dạng vậy đó, mà sao họ gặp mình họ vẫn kính. Mình cũng phải có một chút nào gọi là gì, tàm quý, xấu hổ, lo thúc liễm thân tâm. Cho nên tương trợ dung nhiếp với nhau hết. Vậy thì thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa nói một cái nhỏ đó rồi, đại chúng có phải thấy rằng sự tu tập của mình và sự chuyển nghiệp, sự tu tâm của mình nó ở chút chút trong cuộc sống đó không? Cái người đó là cái gì mà tôi phải bưng nước cho họ? À, đúng rồi, chính họ không là gì mà mình vẫn bưng nước cho họ thì mình mới là gì. Còn nếu họ không là gì rồi mình cũng không làm gì thì cả hai đều không có gì. Họ không là gì, nhưng mình là gì? Mình là một người lịch sự. Mình bưng nước cho họ để thể hiện mình là người biết lễ. Cho nên ngày xưa một vua, ông Đường, ông vua Đường, nếu Pháp Hoài nhớ không nhầm tên của ông là Đường Thái Tông hay Đường Huyền Tông gì đó, chắc Đường Huyền Tông. Một hôm ông gặp ngài Huyền Trang, vì ngài Huyền Trang cũng sống vào thời nhà Đường, thì ông mới hỏi ngài Huyền, ông mới hỏi, ông vua mới hỏi ngài Huyền Trang: trẫm chỉ có kính Phật kính Pháp chứ không kính tăng, bởi vì dưới mắt trẫm có những ông tăng không ra hồn. Thì ngài Huyền Trang nói: khi mà trời hạn hán, bệ hạ muốn cầu mưa, bệ hạ phải làm một con rồng bằng đất, rồi bệ hạ kính lễ để cầu mưa. Khi bệ hạ muốn làm tượng Phật, bệ hạ gom một số đồng đúc ra một tượng Phật bằng đồng. Tượng Phật đồng không thể nào ban phước cho bệ hạ, nhưng tượng Phật đó có khả năng giúp bệ hạ tạo phước. Một con rồng bằng đất nó không làm ra mưa, nhưng bệ hạ muốn cầu mưa không thể không lễ rồng để cầu mưa. Một vị tăng không ra hồn không cho bệ hạ phước, nhưng bệ hạ kính trọng ông tăng đó, bệ hạ có phước. Như vậy cái quan trọng là cái tâm lý ứng xử, còn người kia như thế nào không sao. Họ tâm lý không bình thường, mình cũng ghét bỏ họ, giống như cái tâm lý không bình thường của họ thì mình với họ đều bất thường. Còn họ lúc nào cũng không bình thường, họ của mình gọi họ là bất thường, nhưng mình lúc nào cũng bình thường thì mình mới thường. Mà cái gì thường mới bền, còn cái gì không bình thường thì nó không tồn tại. Thí dụ nhà mình yên tịnh, đi làm về ăn cơm không có khách khứa mới là thường. Còn lâu lâu nhà có khách nhộn nhàng vui vẻ là bất thường. Lâu lâu, ngày nào cũng rần rần chịu gì nói. Phải vậy không? Tâm của mình cũng vậy. Hỏi chị có gì đặc biệt không? Không, bình thường. Là vui đó nha.
chán phèo, không có gì hết. Mà nếu lỡ bữa nào có chuyện gì xảy ra, nói trời ơi tôi muốn bình thường mà cũng không được. Coi coi mình bất thường không. Khi nó bình thường thì mình cũng không chịu, khi nó bất thường thì mình lại than van. Rõ ràng tâm lý không bình thường. Mà tâm lý bình thường thì bệnh tật tâm lực. Còn cuộc sống này á, nó biết bao nhiêu là chuyện, nhưng tâm phải bình thường. Chuyện bình thường thôi, cuộc sống là phải vậy, nói vậy đó. Cho nó giữ cái tâm mình. Ví dụ như thế, trời ơi, cái bà đó bà mới la con á. Trời ơi đâu có sao, làm việc nhiều thì lâu lâu bà nói chuyện hơi lớn tiếng vậy mà. Mình nói vậy thôi, để cho cái việc nó nhẹ đi. Mình coi nó nặng là nó nặng à. Một cái vị hòa thượng á, ngày mới quảng cáo, ngày nói chùa của tôi có một cái bát bằng bảo vật. Thì có người mà ngày mới nói ồ bát này làm từ thời nhà gì đó. Thì có nhà ông nhà giàu ông tới, ông mua cái bát đó 5.000, ngày ông bán nói bát tôi mà ông mua có 5.000 không xứng đáng. Ông nhà giàu cứ nói trời 5.000 mà chưa chịu bán là chắc phải dữ dội lắm, lên 10.000, ngày cũng không bán. Càng ngày người ta càng đưa tiền vô mua cái bát cổ đó cho thiệt nhiều tiền. Cuối cùng có một ông tới mua cả 100.000. Ngài biểu chú đệ tử, chú thị giả đi ra đằng sau lấy cái chén con chó ăn cơm mỗi ngày đem ra bán cho ông. Thì cái ông thầy kêu, cái vị kêu tới hồi mà phát hiện là ông hòa thượng bán cái chén chó ăn chứ có đồ cổ gì đâu. Thì ngài mới dạy chúng, cái chén đó là cái chén con chó nó ăn cơm. Đồng bạc một cái ở Dollar Store kìa, Dollarama nó nhiều lắm. Nhưng nếu mình cho nó là đồ cổ, nó đồ quý là nó sẽ quý. Người ta mua 5.000 tôi không bán, nó thấy quý rồi. 10.000 tôi không bán thấy quý. Nhưng cuối cùng ngài mới nói lý do tôi làm như vậy là vì các ông này không có mở kho cứu khổ đói. Tôi lấy tiền của mấy ông cho người nghèo. Bằng cách, nếu ở mặt đạo lý mà nói là cái gì chúng ta nói là quý á, thì tự nó quý à. Còn cái gì mà đồ quý mà chúng ta không biết xài thì nó cũng là không quý. Đó là một ý. Còn cái ý thứ hai là đó là một phương thức ngày vận động người giàu cho người nghèo. Pháp Hòa nói ví dụ cái ly này, quý vị dùng xong rồi đem đi rửa cất, rồi cũng người này xài người kia xài đi. Bây giờ nếu cái ly này mà xài xong rồi đem cất, 50 năm sau nó thầy Pháp Hòa đã từng uống ly này cái là thành đồ cổ. 50 năm sau là cổ rồi chứ gì nữa. Không cần nói được gì hết mà tự nhiên nó quý à. Nó quý là cái thời gian của nó. Cho nên chữ cổ là gì? Là xưa. Đồ cổ là đồ xưa. Nhưng mà nếu không có đời nay thì thành gì nó đồ xưa. Ví dụ mình mua cái mỏ năm 2020, mà nếu tới 2070 mình mới đem ra mình, trời ơi lâu ghê nha. Từ hồi năm 2020 nhưng mà đến bây giờ mình mua với con người thời đại này, cái này nó là không có gì cổ hết. Vậy thì cái cổ chẳng qua là lâu năm, chứ nó có gì đặc biệt đâu. Có không? Thành thử ra các cụ già đừng có buồn, mình là hàng cổ. Bằng chứng là rất đắt giá, tháng nào chính phủ cũng gửi tiền tới nuôi đồ cổ hết. Mà sợ đồ cổ đi lâu bị bệnh đó nha, dặn đi 29 ngày nhớ về nghe. 3 ngày giận, 30 ngày giận cúp lương à. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tất cả là do cái tâm lý của chúng ta gắn vào đó. Mình gửi tên lên cầu an cũng vậy, không phải thầy tụng cái là mình an, nhưng mà tâm lý. Ôi Tết rồi tôi gửi về chùa cầu an rồi đó, mà gửi được 10 chùa là mừng lắm á. Kỳ này 10 chùa thấy khe tôi á. Nhưng mà đừng nghĩ là mình gửi vậy rồi mình muốn sống sao mình sống. Mà mình sống bê tha, sống không cẩn thận thì 20 chùa cũng không có tác dụng. Nhưng mà trước hết là giúp cho mình một tâm lý bình an. Bây giờ cũng cái tượng Phật đó đó, cũng cái sâu chuỗi đó đó, nó không có gì đặc biệt hết á.
Nhưng mà cái tâm lý của mình là hễ đưa ông thầy ông nắm ông rù rì một chút, nhắm mắt ông liêm diêm là chuỗi linh rồi đó. Phật này linh rồi đó. Nhưng mà thật sự ông làm vậy không phải ông làm dốc, nhưng mà cái ý nghĩa chỗ đó là gì? Thầy ông lấy cái tâm ông ấn vô cái vật đó cho mình. Mình đưa cái sâu chuỗi nó, thầy chú nguyện giùm con. Chuỗi của mình là một vật thể, một vật chất. Thầy ông đem tâm ấn vô. Ông ấn gì biết không? Ông đâu có chú bùa gì ông tụng đâu. Niệm có thể niệm câu chú Đại Bi. Câu cuối cùng: Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Vì cái câu đó nghĩa là sự thành tựu, sự viên mãn, sự rốt ráo, tất cả những gì đẹp nhất đều thành tựu vào đó. Đó là nghĩa của câu án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Ấn vô đó. Rồi nếu ông muốn nói tiếng Việt nữa: nguyện cho vị Phật tử này đeo sâu chuỗi này vào, thân an tâm tịnh, tinh tấn tu hành, phiền não đoạn trừ, phước lộc tăng trưởng. Lấy cái tâm thầy ấn vô đó. Mấy thầy kia Pháp Hòa không biết làm cái gì, nhưng mà Pháp Hòa làm vậy đó. Ai đưa Pháp Hòa cái gì nhờ Pháp Hòa chú nguyện và ấn thôi. Ấn bằng cách là mình định tâm mình lại, đọc niệm hiệu Phật xong rồi, nếu ai bệnh niệm dược sư. Nếu mà nói ra hết mật rồi. Hết linh rồi. Nhưng mà là vậy thôi. Người nào bệnh nó còn bệnh quá, niệm Phật dược sư. Nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật. Trì chú dược sư vô đó. Nguyện cho vị Phật tử này đeo ảnh Phật vào, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, sớm gặp thầy gặp thuốc, chữa lành thân tâm, gia đạo bình hòa, tinh tấn tu hành, phước huệ được viên mãn. Đó là lấy tâm ấn vật. Nhưng mà bởi vì mình làm bằng cái tâm, cho nên người đó vô, đeo vô cảm thấy sao? Nhẹ nhàng. Trời linh ghê nha. Hôm qua tôi nặng nề, bữa tôi đeo vô tôi nhẹ ghê vậy. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo nói mật mà không mật. Cái chỗ mật là cái gì? Là thân, khẩu, ý. Ba cái này viên thành như nhất cho nên gọi là mật. Có nhiều khi mình lên thắp nhang mình không có đọc ra lời. Tất cả những cái gì mình nguyện ước nó nằm trong này, nó đi ra. Cái đó gọi là mật niệm. Mật niệm. Còn ví dụ như bây giờ mình đứng ra ngoài mình khấn người ta nghe. Hồi nhỏ có một bà cụ, tối nào bà cũng ra trước cửa bàn thiên bà khấn. Mà lần nào bà khấn cái bà ra qua ngóng nghe bà nói gì. Nam mô Di Đà Phật, chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Gia đạo bình an. Và tuôn một hơi vậy đó. Mà mình cứ nghe bà riết cái tự nhiên nó nhập tâm. Đó, không để ý mới nhập tâm. Nhưng nếu mình để ý cái gì thiện thì nó nhập tâm cái thiện. Mình để ý cái gì bất thiện thì cái bất thiện nó lưu tâm. Vậy thì thế thì chúng ta muốn tâm mình yên thì nên lưu ý cái thiện. Người ta rù rì kệ người ta, đừng đi ngang coi nó nói gì. Mà lỡ nó nói lát nữa đi chợ như mua 7 ổ bánh mì, nghe chữ bánh mì mình vắng, nghe số 7 tưởng mình bà 7. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình muốn tâm an, tâm an tắc an. Muốn an liền được an. Mà cái an đó là tùy vào cái tâm lý tiếp nhận cuộc sống. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay quý vị đến chùa Phổ Linh, một không gian rất nhỏ, và mục đích mình đến đây là để nghe Pháp. Cho nên khi mình đến đây là tâm lý chuẩn bị nhiều lắm. Một là chỗ đậu xe, hai là chỗ ngồi, ba là cái loa. Mình không biết thân phận mình ở trong hay ở ngoài. Có đúng không? Ít nhiều quý vị cũng nghe tới đi chùa Phổ Linh, trời chỗ đó đậu xe khó nha, đi sớm một chút. Còn ví dụ như nói hôm nay đi chùa Huệ Quang, ồ chỗ đó có bãi đậu xe. Tức là mình nói ra cái chỗ đó, tâm lý mình biết liền. Mà hễ chỗ đó nhỏ là chuẩn bị, chỗ đó như thế nào mình chuẩn bị.
mình đi đâu mình gặp một cái người mà khó chịu, trời bữa nay tôi phải gặp cái ông boss đó khó chịu lắm, tâm lý chuẩn bị liền, có phải không? Như vậy thì khi mà quý vị chuẩn bị xong tâm lý đó rồi, bây giờ quý vị tới đây quý vị ngồi chật như vậy nè, mà quý vị có phiền hà gì không? Tại sao? Tại vì tâm lý mình đã chuẩn bị, và tâm lý của mình biết rằng đây là một không gian rất nhỏ, mình ngồi đây là hơn những người ngồi ngoài sân, hơn những người ngồi ngoài kia, hơn những người đang đứng không có chỗ ngồi. Cho nên sự việc khổ giống nhau, kẻ đứng mỏi chân, kẻ ngồi tê chân, ngồi trong này nóng bức, ngồi ngoài kia lạnh lẽo, thấy không? Ở trong này nóng bức nhưng mà không có đen, ở ngoài kia thoáng mát nhưng mà nắng nó phơi đen. Vì có chuẩn bị tất cả những cái đó, cho nên công việc khổ là giống nhau, nhưng mà tâm lý tiếp nhận công việc này không có khổ. Ngược lại, hôm nay chùa Phổ Linh bán 30 đồng vé mà vô ngồi kiểu này là chiều nay có đăng báo. Trời đất ơi trời, đi nghe pháp mà phải trả tiền, tưởng sao cho ngồi đó tê chân muốn chết, có phải không? Công việc của cuộc sống này là do tâm lý mình tiếp nhận. Mình tiếp nhận nó bằng tâm lý nào là nó sẽ là như vậy. Ví dụ như con mình nó đi học về, nó má ơi con đói bụng quá, nấu cho con. Xuống nấu hơi mệt, nhiều tâm lý khởi liền. Kệ nó còn ăn đồ của mình là nó còn thương mình, nó về nó ăn, chịu cực một chút mà nó về nó ăn cơm, chửi nó hoài nó đi ăn nhà người khác. Xuống bếp nấu nồi cơm mà tâm lý bình an. Vì mình biết rằng con mình vẫn còn về nhà réo mình. Có đôi lúc mình muốn nó réo mà nó không réo. Thậm chí vô gõ cửa nó nói what happened. Mất hứng rồi. Tới cả ngày nó không nói chuyện với mình. Mình gõ cửa mình muốn làm quen với nó. Nên nó má có cần gì không? Thậm chí mình sơ ý mình mở cửa vô nói why don't you knock the door. Rồi 2-3 lần nó bực quá dán ngay cửa. Nó để nhớ gõ cửa. Mình bực lên nhà tao mà. Nhưng mà nếu như mình tiếp nhận khác, nó ở xứ Mỹ, nó tiếp xúc với cái văn hóa người Mỹ nhiều hơn văn hóa của mình, thôi tâm lý đó nó nhẹ lại liền. Cho nên nó quân bình. Người nào mà không tiếp nhận được cái khổ đó, người đó rất ư là dễ bệnh tật. Nhất là uất ức nhiều, lâu ngày thành những khối u nhọt trong người. Cho nên bệnh tật 50% là do tâm sinh khởi tiếp nhận công việc. Quý vị biết ngày hôm qua là Pháp Hòa làm việc từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ rưỡi 1 giờ khuya. Xuyên suốt. Không có một giây phút nghỉ ngơi. Từ 8 giờ rưỡi sáng mà làm việc suốt cho tới khuya giờ đó. Không ăn. Nhưng mà Pháp Hòa hoàn toàn không phiền não, không khổ đau gì hết. Tại vì Pháp Hòa tiếp nhận tất cả công việc bằng một tâm lý bình an. Bằng một thái độ bình an. Là người ta còn thích mình, còn cần mình. Mà Phật tử mà còn thích nghe Pháp, thì mình thấy rằng đó là cái Phật Pháp vẫn còn hưng thịnh, chứ chưa phải đến lúc như chúng ta quan niệm là mạt đến mức độ không còn ai muốn nghe. Đâu có, giờ thật sự ra Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nói quý vị thấy Pháp Hòa mệt chứ. Thật sự quý vị là người chịu khó hơn Pháp Hòa đó. Dù sao Pháp Hòa vẫn có cái ghế để ngồi, thì sự thoải mái của Pháp Hòa vẫn hơn quý vị mà. Mà tại sao quý vị vẫn ngồi đây? Như vậy thì nếu nói sự kính trọng, phải kính trọng đại chúng ở đây. Quý vị đã quá chịu khó. Quý vị giờ này thậm chí, ê bà nhớ livestream cho tôi coi nha. Rồi về ngồi trên, nằm trên ghế salon trùm mền livestream cũng được. Đúng không? Live show vẫn hơn. Thí dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là hàng ngày cuộc sống của chúng ta, những công việc chúng ta, nó xảy ra chúng ta đều đặn. Nhưng nhớ là cái thái độ tâm lý tiếp nhận công việc như thế nào để công việc nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Thí dụ ông xã mình về hối thúc mình, đôi khi mình cũng bực lắm, nhưng rồi cái mình, cái thái độ mình suy nghĩ lại, cái tánh ông vậy,
Mà bây giờ mình cằn nhằn nữa thì là có chuyện thêm. Mà thôi, ổng đi làm về cực nhọc, ổng cũng còn muốn về nhà có bữa cơm với gia đình. Có nhiều khi mình cứ quậy quà, ổng nói nhà không phải cái nhà, thôi để tôi ra nhà mà nhà hàng. Thì cái nhà này nó bắt đầu nó lạnh dần những cái bữa cơm chiều. Cho nên nhà nào mà còn thổi lửa nấu cơm chiều là nhà đó còn ấm. Cho nên với cái hình ảnh của người Việt Nam á, khói lam chiều rất đẹp. Đó là biểu tượng của hạnh phúc. Chiều đi làm về, gia đình còn ngồi lại nấu bữa cơm ăn với nhau buổi chiều. Còn nếu mà nhìn vô nhà đó mà khói lam chiều không có thì mình biết là nhà đó không có người. Mà không có người tức là không có hạnh phúc. Cho nên thờ ông Táo, thờ ông Táo mà nếu người không hiểu đó, người ta mê tín là thờ sao? Thờ đó là phong tục, tập tục của nhân gian. Chứ Phật giáo cũng có thờ ông Táo nữa. Nhưng mà nếu cái nhìn của Phật giáo mà soi vào cái truyền thống thờ ông Táo, Phật giáo vẫn nói được ông Táo là ông thần bếp. Mà ông thần bếp, ông giữ lửa cho gia đình mình. Nhà nào còn thổi lửa nấu cơm là hạnh phúc. Vậy thì mỗi khi mình bước vào trong bếp, có ông Táo phụ mình. Táo là lửa, quả thân. Cho nên Việt Nam mình dưới miền quê thờ ba ông nha. Ở đằng trước đặt cái bàn gọi là ông gì? Ông Thiên. Giữa nhà có ông Giang thờ ông gì? Ông bà. Phía sau thờ ông Táo. Ba ông giữ ba chỗ. Liệu hồn hết nha. Từ đầu, từ giữa, từ đuôi gì, có ông ngó mình hết. Rồi vậy mà chưa xong nữa nha. Vậy cũng chưa yên nữa, còn làm thêm cái để cho mình sống cho ngăn nắp nữa. Hai bên dây giác. Làm gì làm có ông thiện, ông ác ngó đó. Làm thiện là thiện thần ghi sổ. Làm ác là ác thần ghi danh. Cho nên nhờ vậy mà thật ra đó không phải là hù dọa, mà đó cũng không phải là mê tín, mà do cái ánh sáng nhận định của sự việc như thế nào để chúng ta tiếp nhận sự việc. Chúng ta có thể bài xích, ôi ba cái này là mê tín tập tục nhân gian. Bài xích chi? Lấy ánh sáng Phật Pháp soi vào. Mình mà có chánh niệm ánh sáng của Phật Pháp, chuyện gì mình soi cũng thấu và cũng làm cho nó đẹp hơn đó. Khi nào có quà cắm hoa đó, mình nhìn, mình cắm tổng quát xong cái mình đi xung quanh mình nhìn. Mình nhìn cái mình thấy chỗ này nó thiếu cái mình cắt cái mình điểm vô. Chỗ này nó cần thêm cái lá mình để vô. Làm xong rồi chỉnh chu nó lại nó đẹp. Khi mình chất một dĩa trái cây, khi gần mình thấy vậy đó nhưng mà đứng xa xa thấy nó méo, thì tới gần chỉnh nó lại. Thì mỗi khi làm như vậy á, thì Pháp Hòa hay nghĩ tới cái tu. Mình tu nó cũng vậy đó. Có những cái mình chỉ cần điểm thêm thôi, làm thêm thôi cho nó đẹp, chứ không cần lấy xuống, không cần mất công mà bày xuống hết để làm lại nếu mình có phương cách. Pháp Hòa ví dụ, mình nấu một cái nồi canh, khi mà nồi canh nó còn nước nhiều, một số rau nó còn đó mà ăn nữa thì không đủ, mà bỏ thì tiếc, thôi sẵn nay chiều cắt thêm rau để vô. Để thêm rau vô. Thì bằng cách là mình vớt cái rau đó ra. Mình nước, bởi vì mình nếu nấu tiếp thì cái rau cũ nó bị mềm, nó rụt ở trong đó đi, vớt ra. Rồi nước sôi thêm nước, rồi để thêm miếng rau mới vô, rồi cho cái cũ vô, làm mình có một nồi canh. Không cần phải bỏ, mà chỉ cần mình khéo ứng dụng thì không bỏ cái cũ mà thêm chút nữa cái đủ một bữa canh chiều. Tu hành nó cũng vậy. Cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chỉ cần chúng ta điểm một vài điểm nữa, cuộc sống này chúng ta không cần phải đánh đổ ai hết. Nếu người đó chưa hoàn hảo ở mặt nào, ráng giúp cho người đó hoàn hảo mặt đó là được rồi. Cho nên Phật giáo đi vào đất nước Việt Nam, những văn hóa truyền thống của Việt Nam tiếp nhận hết. Như là thờ ông Thiên, thờ ông Táo, thờ ông bà, để tang, cúng cơm, mấy cái đó của người Việt. Cho nên đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin lành gì không biết.
Nhưng ông bà và quá vãng rồi cũng giống nhau. Vì sao? Vì đó là văn hóa truyền thống của người Việt, bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên. Nó không phải của Đạo Phật. Nhưng Đạo Phật đến đất nước Việt Nam tiếp nhận văn hóa cúng cơm cho ông bà, rồi thiết lập một nghi lễ để cúng cơm cho ông bà, để làm sao ngoài bày mâm cơm lên cúng còn độ cho người sống, để cho họ nghe được đạo lý họ tu, bằng cách là tụng một bài kinh có ý nghĩa để họ niệm ơn cha mẹ, ý thức vô thường. Sao nữa? À, thăng hoa cuộc sống. Niệm ơn cha mẹ là nhớ cái ơn đức, ý thức vô thường khổ đau để chúng ta làm tốt chúng ta hơn. Nhờ như vậy cho nên lấy bữa cúng cơm đó thành một bài pháp, mà không cần bắt họ trực tiếp nghe pháp, mà họ phải vì cúng cơm cho ông bà mà tiếp nhận lời pháp. Mà lời pháp thu được rồi thì thăng hoa cuộc sống. Thôi thì hôm nay về chùa Phổ Linh, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái ý nghĩa tu tập thực tế trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta nhớ rằng đời sống của mình là hai phần, thân và tâm. Nếu như mà thân của chúng ta có bệnh, 50% do tâm lý. Nói đơn giản và đi vào sự thực tập là thái độ của chúng ta, tâm lý của chúng ta tiếp nhận công việc như thế nào, để mà chúng ta nhẹ nhàng trong mọi việc. Từ đó mình có an lạc, làm không khó dễ cho người khác. Pháp Hòa nói nhiều khi mình đi ra những cái chỗ công cộng, mình cũng nên nhẹ nhàng, đừng để người khác người ta khó chịu. Dù mình có trả tiền cho họ đi nữa, nhưng nếu chúng ta có một tâm lý là tôn trọng mọi người, ai cũng có những sơ thất, mình đến đây mình ăn, mình trả tiền rồi mình về, đừng để sau khi đứng dậy người ta phàn nàn, người ta chỉ trích, lần sau mình bước vô họ không muốn tiếp mình. Làm gì đấy chứ? Mình làm sao mà dù mình trả tiền mà người ta vẫn hoan hỷ khi mình bước tới, người ta ân cần tiếp mình, thậm chí người ta còn du di. Ví dụ như mình cần miếng chanh, mình xin miếng chanh ta rất là vui, ta đem ra 2 miếng. Còn nếu mình mà không dễ thương, ta vô ta cắt miếng chanh mà ta nghiến răng ăn dần dữ. Tất cả là do cái thái độ sống của chúng ta. Và thưa thưa đại chúng, Đạo Phật không ngoài mục đích chuyển nghiệp lực mà tập khí sống dở của chúng ta, để đưa mỗi người chúng ta vào cái con đường sống tốt. Mà sống tốt, sống chánh niệm thì chúng ta gọi là Đạo Phật. Vì đạo là con đường, Phật là tỉnh thức giác ngộ. Sống tỉnh thức giác ngộ, hoàn cảnh, bản thân, vân vân, chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng gặp Đạo Phật. Mà dù chỗ đó không có bàn thờ, không có chùa chiền, nhưng Đạo Phật vẫn thể hiện bằng cách sống của chúng ta. Và chúng ta có thể giới thiệu cho mọi người biết được ý nghĩa chân thật của Đạo Phật. Không phải là một tôn giáo để thờ cúng bái lại một đấng thần linh, mà chúng ta tiếp nhận con đường để chúng ta sống. Mà được như vậy, tới đâu cũng linh, gọi là Phổ Linh. Câu hỏi thứ nhất: theo Đạo Phật, thờ cúng ông bà, khi có người mất thì cúng thất cúng dỗ đầy đủ. Vậy bên các đạo khác không có cúng thì người mất đó có bị đói không? Thì cái câu hỏi này rất là hay. Và muốn biết chính xác thì phải hỏi cái người đó. Có nhiều khi họ không cúng mà self service làm sao? Nhất là những người ở sống ở nước Mỹ, theo cái sống theo thói quen là self serve, phải không? Không có cần ai serve mình hết. Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin xác định, thờ cúng ông bà không phải của Đạo Phật. Đó là một truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Như vậy, không phải thờ cúng dành riêng cho Đạo Phật, mà phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam, không, bây giờ cất tôn giáo qua bên nha, nếu mình là người Việt Nam, mình vẫn nhớ cái câu rằng nước
nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân này. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Như vậy, cái truyền thống thờ cúng ông bà là của dân tộc Việt Nam. Ai là người Việt Nam thì không thể không thờ cúng ông bà. Nhưng tại sao bây giờ nó chỉ ứng dụng trong đạo Phật? Hay là đạo Phật chấp nhận nó một cách dễ dàng? Bởi vì đạo Phật có một quan niệm, mình đi đến đâu thì mình phải hội nhập với cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó như nước với sữa, và thậm chí còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị nhìn ra phía sân chùa Chân Không trưa chiều hôm nay, bên cái mé nhà bên kia quý vị có thấy một tượng Phật màu vàng to đang ngồi đó không? Nhìn có nét, cái nét đó có giống Phật Việt Nam không? Không. Cái nét đó là Phật Tích Lan. Nhìn cái tượng đó là biết Phật này Phật Tích Lan. Còn Đức Quan Âm mà để phía sau thờ đó, nhìn biết của ai không? Việt Nam. Tại vì cái tướng của Đức Quan Âm đó thon thon, đẹp đẹp. Thấy không? Thì quý vị thấy không? Đạo Phật đến đất nước nào thì hội nhập vào cái nét đẹp, cái văn hóa của đất nước đó. Đức Phật Thái Lan nhìn giống người Thái Lan, đội cái mão cao vậy nè, ngồi ốm nhôm. Tại người Thái Lan tay chân họ hay. Mà Phật Miên nhìn giống Phật Miên, Phật mỗi đất nước. Vậy thì đạo Phật cũng đề cao chữ hiếu, mà đi đến đất nước Việt Nam thì thấy cái ý nghĩa thờ cúng ông bà nó quá phù hợp, cho nên đạo Phật hội nhập vào cái văn hóa đó. Và chẳng những vậy mà làm cho văn hóa thờ cúng đó hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, giàu có hơn nữa. Bây giờ nói về cái vấn đề cúng. Cúng là gì? Đừng có nghĩ rằng á, tới cái ngày giỗ mình cúng ông bà mình về ăn no mô Phật, ăn một bữa nhịn nguyên năm. Thôi thà là ăn mỗi ngày, ăn ít còn hơn. Như vậy thì cúng như vậy cũng không có nghĩa là no nữa. Cái đó là cúng cái truyền thống, cúng cái văn hóa, cúng cái cội nguồn, cúng cái ý nghĩa, chứ không phải cúng no đói ở cái hình thức này. Nhưng mà nói thì phải có hình tướng. Nói cúng thì phải có hình tướng. Thí dụ như mình nói lễ của mẹ, con thương mẹ là đủ. Nhưng tại sao biểu lộ qua một đóa hoa, một bữa ăn? Cái đó là cái hình tướng để nói lên cái lòng. Vì vậy cho nên chúng ta bày thức ăn lên bàn thờ là cái hình thức bày tỏ tấm lòng của mình, nó cũng đầy đủ hương vị như thức ăn này vậy. Còn có về hay không thì hoàn toàn mình không có biết. Mà có ăn hay không mình cũng không biết. Mà thí dụ thật sự ông bà đưa tay ra gấp, mình dám ngồi đó ông bà linh không? Hay là mình chạy mất? Nhờ mình còn ngồi mình khóc lóc, mình than van là vì mình nói gì ổng cũng ngồi yên đó. Thế thôi. Nếu mình không cúng thì con cái mình không có một cái hình ảnh gì cội nguồn truyền thừa để nó học. Cho nên nếu nói cho cùng là mình cúng, không phải cúng ông bà mà cúng cho mình. Nó nhìn vô đó mai mốt tới phiên mình nó cúng tiếp. Nếu nói cho nói là ông bà là mình mượn đó. Chứ còn nếu nói cho đúng là mình đang dạy cho con mình một cái nét đẹp, cái truyền thống. Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện này cách đây một tuần à. Có một cái em đó, năm nay nó 15 tuổi rồi, mà nó ở cách xa chùa Pháp Hòa là 5 tiếng lái xe. Ít khi nào ba má nó lên chùa lắm, ít lắm. Thì cái bữa đó đó, coi như là dẫn nó lên. Hồi nhỏ có thể nó có đi mà nó hoàn toàn không có ý thức. Giờ nó lớn rồi, nó có ý thức, cái phân nó tới nó nhìn cái bàn thờ linh đó. Khéo hỏi, con biết ông ngoại con để đâu không? Nó nói dạ con biết. Nó chỉ ngay cái hình ông ngoại nó liền. Pháp Hòa mới kêu nó lại qua ngồi nói chuyện. Đó, đó là lý do tại sao người Việt Nam thờ ông bà để cái hình.
Con sanh ra lúc ông ngoại con mất, con không biết ông ngoại là ai. Nhưng nếu cất cái hình này đi, mãi mãi con không biết ông ngoại con. Và khi con có con cũng cháu của con của con vẫn không biết ông này là ông cố. Như vậy mình để cái hình lên, nó là cúng là thờ, nhưng mà thật sự để cho con cháu mình đưa cái hình ảnh ông ngoại vô tâm thức, để nó biết đây là ông ngoại. Hết đời nó, cháu nó, con nó, đây là ông nào, nó vẫn biết đây là ông ngoại của ba mình, là ông cố của mình. Như vậy mình thờ cái hình là một hình thức giữ gìn truyền thống dân tộc, cội nguồn ông bà để không bao giờ mất. Mà cái đó là một cái đẹp mà chúng ta không bao giờ muốn mất. Quý vị thấy không? Trồng cây mà không rễ sao nó sống? Cho nên phải cắm vô nước cho nó có rễ mới cắm nó xuống đất được. Thế thì cây không rễ làm sao sống? Người không cội nguồn sống với ai? Bây giờ mình biết mình chỉ thờ ông Phật, không thờ ông bà, thì Phật cũng chẳng là sẽ buồn đó. Trời ơi, không có ông bà sao có mình, mà bây giờ để mình thờ ông đó. Thế thì trên có ông Phật, dưới có ông bà, nhà sau có ông Táo, ở đằng trước có ông Thiên. Quý vị thấy không? Nhiều ông lắm. Thậm chí là ông thần tài. Thì bây giờ Pháp Hòa nói nè, đạo Phật không có truyền thống cúng. Ấn Độ đâu có cúng cơm. Người Ấn Độ không có cúng cơm à. Mà tại sao giờ qua tới Việt Nam, Trung Hoa lại có cúng cơm? Như vậy rõ ràng cái chuyện cúng cơm thờ phượng là của dân tộc Việt Nam. Anh là đạo gì không cần biết. Thế mà anh thiếu cái bàn thờ ông bà thì đạo đó chưa đủ. Đạo đó chưa đủ. Bởi vì đạo nhân đạo chưa có thì thiên đạo với ai? Phật đạo với ai? Cho nên nhân đạo phải có. Mà nhân đạo căn bản là gì? Ông bà truyền thừa. Xin lỗi, mình ở đây nè, còn có một ngày lễ Thanksgiving, nghĩa là mình nhớ ơn. Rồi người ta tạc những cái tượng của người này người kia có công với đất nước để nhớ ơn. Người ta viết những tiểu sử của người này người nọ để nhớ ơn. Thì tại sao ơn bà mình không nhớ? Mà mình thờ cúng ông bà mà cho là mê tín dị đoan là sao? Là vì anh không hiểu cho nên anh có tà kiến. Chứ còn tôi làm mà tôi vẫn biết tôi đang làm gì thì không hề tà kiến. Mình làm mà mình không hiểu mới bị người ta nói mình mê tín tà kiến. Còn mình làm mà mình hiểu thì không hề có mê tín có tà kiến. Ví dụ mình cắm một cây hương lên cúng, người ta không hiểu, ta nói mê tín cúng hoại. Nó không, anh không hiểu đó. Cây hương này là tượng trưng cho thơm, mà thơm là người có đức hạnh mới thơm. Thế thì cây hương này nhắc nhở chúng tôi phải sống có đức hạnh để lan tỏa cái hương đức hạnh như cây hương mà chúng tôi cúng. Ai ăn uống gì mà để trên bàn thờ cúng trái cây? Dạ thưa không. Dĩa trái cây này nhắc nhở chúng tôi hễ có nhân thì phải có quả. Nhân là trái táo mới quả mới trái táo. Vậy thì để dĩa trái cây trên bàn thờ là nhất chân nhắc nhở chúng tôi đạo lý nhân quả. Và đồng thời bình hoa là nhân, dĩa trái cây là quả. Vậy thì dĩa trái cây nhắc nhở chúng ta đạo lý nhân quả. Đi chợ lựa trái tốt thì người sống ở đời làm việc gì cũng phải lựa lành thiện tốt. Nhưng mình lựa trái cây mình mua mình ăn mình cúng vậy thì ai dám nói mình mê tín? Nếu mình làm mình không hiểu mới bị người ta mê tín, nói là mình mê tín. Vậy thì mình thờ cúng ông bà mà hiểu được cái nghĩa. Vì hiểu được nghĩa cho nên vượt mọi hình tướng. Ngày giỗ không có một mâm cơm đầy đủ cũng không sao, một chung trà, một cái bánh cũng nói lên được tấm lòng. Cái quan trọng là con cháu biết đây là ngày gì để duy trì cái ngày đó. Tại sao bồ nó sinh nhật nó vẫn ghi trong điện thoại để ngày đó hiện lên réo lên để nó đi mua bông? Không mua là giận. Dỗ ông bà mình không nhớ. Quý vị thấy không? Mình có ngày vía của Phật, mình có ngày dỗ ông bà, mình có ngày sinh nhật, mình có ngày lễ tình yêu, mình có ngày lễ tạ ơn, mình có ngày lễ chiến sĩ trận vong. Thì tất cả ngày lễ trong cái xã hội này không ngoài mục đích nhắc nhở mọi người đừng quên cái đó. Lễ Vu Lan cũng không ngoài cái đó. Nếu không tổ chức chúng ta quên.
Còn hễ tổ chức thì nhắc, ồ đây là mùa Vu Lan, thấy ai đó cài hoa hồng lễ Vu Lan, thấy ai đó thấy sen trong hồ nở lễ Phật Đản. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên thờ cúng ông bà không phải vấn đề ăn uống đói khát gì nữa trong chỗ này, mà ở cái chỗ này cái ý nghĩa. Rồi câu thứ hai là nhân quả, phải không? Pháp Hòa nhớ đại khái vậy. Nói bây giờ người ta đánh mình thì mình cho đó là cái quả, cái nhân đời trước giờ mình trả. Vậy lỡ người đó tiếp tục gây nhân với mình sao? Cái câu hỏi ý, thí dụ người ta đánh mình đời này, biết đâu chừng họ mới bắt đầu gieo với mình, phải không? Phải cái ý vậy không? Tất nhiên là thí dụ như mình gieo nhân gì thì mình gặt quả đó. Nhưng mà thí dụ như đời trước mình đánh người ta, đời này á thì mình bị một cái gì mà cây đè cây ngã gì á, thì là không ai có tội. Mà mình bị một người khác đánh lại mình thì cái người đánh kiếp này nè là họ có bị tội, hay là họ thay lực nhân quả họ hành sự như vậy? Nó có liên đới hết, không phải tự nhiên ta thế thiên hành đạo kiểu đó đâu. Ví dụ bây giờ cô đò cô nợ người ta, con gái cô không tới đòi được thì cũng bà con cô bác gì của cô mới đủ thẩm quyền đòi. Chứ người dưng nước lã ta đòi cô sức mấy cô trả, mà cô còn chửi nữa. Cô nói ăn cơm hớt. Thì cô đừng có nghĩ rằng á, khi mình làm cái nhân này, cái quả, cái ý của cô là thí dụ bây giờ mình làm cái nhân xấu, mình đánh người ta thì đời này người ta đánh lại. Nhưng mà lỡ như cái người nào đó mình không phải trả thẳng cho người đó, mà ai kia ta làm với mình á, thì có phải là người ta tạo tội không? Không có liên hệ. Cái nào nó có cái duyên trùng trùng của nó, cũng phải có liên đới gì đó nó mới dính vô đó. Còn nếu không á là mình tự đời này mình với người kia đang tạo một cái nhân mới, chứ không phải là cái dính hay liên hệ gì hết. Cũng giống như là cô nợ nhà băng này thì cô trả nhà băng nọ, trừ khi nào cô mở thêm cái account, mở thêm cái visa thì cô có hai cái loan vậy thôi. Cho nên là cái nào nó cũng có cái liên hệ với nhau. Ví dụ ngày hôm nay mình ngồi đây đó, nói theo Phật Pháp là mình đã từng có duyên rồi đó, chứ nếu không dễ gì gặp, phải không? Mà nếu không thì có gặp nó cũng không có hợp rơ. Không hợp rơ sao nghe được? Cho nên ta nói là sao, nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vậy đó, thấy không? Cái là cái người mà tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Nếu mà rượu, mình gặp được một người tri kỷ uống 1000 ly rượu vẫn thấy ít, gọi là tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, 1000 ly vẫn thấy ít. Còn ngược lại, nếu nói chuyện với nhau, nói chuyện mà không hợp với nhau rồi, nửa câu thôi cũng đã quá nhiều rồi. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nửa câu thôi đã quá nhiều rồi. Thôi thì nãy giờ hình như hơi nhiều rồi. Thôi mình dừng đây nha. Ở mình không sướng sao? Bắt trước người ta đám cưới làm chi vậy? Đám cưới rồi không lo cho người ta, biết lo cho mình không à? Vậy thì chúng ta có một cái, mình đặt một cái vấn đề là tại sao chúng ta phải lập gia đình? Người Việt mình dùng cái từ là lập gia đình. Nó chưa có, mình đem hết tất cả năng lực của mình thành lập nó, nhưng mà mục đích thành lập cái gia đình mình không có, cho nên dễ đổ vỡ. Cho nên mình sống á, mình có một cái tiêu hướng. Cho nên tại sao chúng ta đặt một cái bàn Phật để mỗi ngày chúng ta đứng trước bàn Phật chúng ta lễ? Vì bức ảnh Phật đó là cái tiêu hướng của mình. Tại vì nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta không có phương hướng. Cho nên người xưa có câu tâm bất tại an. Tâm bất tại an nghĩa là tâm không bình an. Thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Kiến như thấy như là không thấy, nghe như là không nghe. Ví dụ bây giờ ngồi đây mà có một người đang buồn khổ gì đó, nhưng mà tại nghe người ta nói bữa nay đi nghe giảng đi, không chừng vui gì đó. Nhưng mà ngồi đang khổ quá cho nên ngồi thờ người đó đó. Ông cũng ngồi hết buổi vậy, hỏi nãy giờ có nghe gì không? Dạ nghe. Hỏi nghe gì? Nghe lại nhảy.
tại vì tâm bình an. Thì có những người ngồi nghe cái tiếng mà không nghe được cái ý. Có đôi lúc mình ngồi đó, mình thờ người ra, người khác nói gì mình vẫn nghe, mình không hiểu người đó nói gì. Tại vì sao? Bây giờ bên trong của mình nó có nhiều vấn đề lo lắng. Cho nên á, lỡ mà mình có bệnh á, thì mình phải biết rằng tôi đang có thân bệnh. Và tôi may mắn là bác sĩ đã tìm ra bệnh của tôi. Vì tìm được bệnh của tôi, cho nên bác sĩ sẽ cố gắng tìm cho tôi phương thuốc chữa bệnh. Mình quân bình cái tâm lý mình liền. Tại vì phần lớn người Việt Nam rất sợ hai chữ ung thư. Chúng ta bây giờ rất sợ hai chữ đó. Mặc dù người ta có thể nói với mình không, cái này có thể chữa, nhưng mà mình không biết chữa được không, mà mình không biết có thuốc không. Nhưng mà nghe hai chữ đó là bắt đầu hồn siêu phách tán, sợ lắm, tâm lý bàng hoàng. Vì vậy cho nên mỗi ngày sáng ngủ dậy mình đi đâu, làm gì, mình sẽ có được một cái mục tiêu của mình. Vì vậy cho nên á, mỗi khi mình đến bàn Phật, mình nhìn lên bàn Phật, ở trong cái chùa đó nhất định phải có một chỗ đặt bàn thờ. Hồi xưa người ta nói đặt bàn thờ phải coi hướng. Có nhiều vị quan niệm là phải đặt ra cái hướng cửa nhà chính, hay là hướng chỗ nào mà sáng sủa vậy đó. Thật ra thờ Phật chỗ nào cũng được, quan trọng là cái chỗ đó trang nghiêm hay nhất trong nhà của mình. Bây giờ ví dụ cái nhà của mình nó chu vi nó như thế, hoàn cảnh nó như thế, mà nếu mà để nó ngay cửa mà ngó ra, thì ở ngay cái đường ra vô hay là chỗ để giày dép gì đó, nó không hợp. Phải kiếm một cái chỗ nào đó, đặt cái phương hướng nào mà coi cho nó được. Vậy thì cái chữ hướng mà người xưa muốn nói không phải là hướng tốt, hướng xấu, mà ý muốn nói chúng ta làm, chúng ta có định hướng. Ngủ phải đặt cái giường cho đúng hướng theo tuổi nha. Nhưng mà thật sự ra mình đặt giường đúng hướng, mình để cửa đúng hướng, mà đời sống của mình không có hướng. Mà đời sống không có hướng thì tâm lý nó không bình an. Mà thậm chí người ta bước vô nhà mình, ta nói một câu: chà, sao chị để cái chậu này ở đây? Rồi sao chị? Ta tâm lý mà. Thành nữ ra bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái đường đi vậy đó, đặt cái chậu đê, cái gì đó án đường đi, cho ta nói ai mà để cái chậu không có đúng hướng, để vậy sao ta đi, đặt vậy sao ta đi, ví dụ vậy đó. Cho hồi nãy Pháp Hòa ví dụ như mình để cái bình hoa đây cho nó đẹp, nhưng mà nó cái hướng này nó block người này, thôi giờ mình cất nó đi để mình có hướng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi chúng ta bệnh, chúng ta muốn tìm cho mình một phương thuốc, thế thì chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái tâm bệnh, hôm trước Pháp Hòa có nói bệnh có 3 loại: thân bệnh, tâm lý bệnh, nghiệp bệnh. Mà thân bệnh thì có thuốc, mà tâm lý bệnh nghĩa là cái sự suy tư của mình nó không chín chắn, đời sống mình nó không có phương hướng, thì hình như tâm lý mình nó không bình thường. Bữa nào mình ăn cái bao tử mình mà mình ăn thức ăn gì không quen, nó lình bình, khó chịu không? Cái trạng thái khó chịu của cái bao tử nó kỳ cục lắm. Thì cái trạng thái tâm lý mình nó cũng như vậy. Cho nên từ đó mình mới thấy thân tâm nó nhất như. Cái thân mà nó khỏe đó, thì cái tâm nó cũng yên. Mà cái tâm mà bất an rồi thì cả thế, cả mà không phải mình không, mà xung quanh mình ảnh hưởng lớn. Cái thân mà, cái tâm bữa nào mà không vui coi, mấy đứa nhỏ nó cũng ngán mình, bạn bè mình cũng sợ mình. Bữa nào mà mình khỏe vui bình thường, trả lời khác. Bữa nào mà trong lòng không vui, câu trả lời mình nó khác, ta nghe ta biết rồi đó. Bữa nay mình không bình thường rồi đó. Và thậm chí mình cứ on off vậy hoài, ta nói bà đó, ông đó chắc tâm lý không bình thường. Vậy thì muốn cho tâm lý bình thường thì trước hết đời sống chúng ta phải có một cái tiêu hướng. Pháp Hòa ví dụ như mình lái xe đi đến một cái thành phố nào đó, thì mình trước hết là phải có cái khái niệm về cái phương hướng đó. Đi đâu cũng phải có khái niệm phương hướng trong thao sao đi. Thì mình khái niệm phương hướng đó rồi, mình bước xe ra mình đi rồi, càng đi tới
thấy cái bảng đi tới gần hơn, bảng nó nói ít cây số hơn, càng ngày mình thấy cây số dần giảm dần giảm dần, và cái bảng chỉ vẫn có cái tên chỗ mình muốn đi, thì mình yên tâm sao? Mình đã đúng hướng, mình định hướng rồi, bây giờ đúng hướng rồi mà tới đích chưa? Chưa. Rồi ví dụ bây giờ quý vị muốn đi lên một cái núi nào đó chơi, lái gần tới đó, thấy cái dáng núi, tới núi chưa? Nhưng mà thấy dáng núi chưa? Mà khi thấy dáng núi rồi, tâm bắt đầu yên chưa? Yên. Mình biết là sắp tới rồi. Nhà Phật gọi là gì đó? Sắp sửa kiến tấm, kiến tánh rồi đó. Bây giờ mình đang minh tâm. Minh tâm kiến tánh. Nhưng mà khi mình, và cho dù mình đến được cái chân núi đó rồi, mà lên núi chưa? Chưa. Thì cũng, nhưng mà ít nhất mình vui là mình đã đi đúng hướng và tới đúng nơi, thì cái tâm lý mình nó sao? Nó bình an. Tu cũng vậy. Mỗi ngày mình tu mà mình cảm thấy không có hạnh phúc, tu không có bình an là mình biết rồi đó, mình tu có vấn đề rồi đó. Không phải là giáo pháp này có vấn đề, mà chúng ta tâm lý mình chưa có tiếp nhận. Pháp Hòa đã từng gặp những vị muốn đi xuất gia, thấy đời ngoài khổ quá, có bộ đời sống ở trong chùa khổ bộ yên à. Sáng ngủ dậy cái lên chuông mỏ vậy đó, lại Phật tụng kinh rồi bình an trong cuộc sống. Nhưng mà khi đi vô trong này rồi thì có người này người kia, cái tự nhiên mình bị sốc. Mình nói trời, tôi tưởng đâu ở ngoài thế gian mới có chiến tranh thôi chứ. Nhưng mà không ngờ ở trong này nó cũng chiến tranh. Đó là bình thường. Tại vì nơi nào có chúng sanh là nơi đó có tham sân si. Mà nơi nào còn tham sân si thì nơi đó còn địa ngục. Mà vì địa ngục còn, cho nên mới có các Bồ Tát nguyện lăn xả vào địa ngục. Nếu mà chỗ đó những chúng sanh được chuyển hóa, thì chỗ đó là chúng sanh đã vãng sanh, đã tới cực lạc. Mười mấy, trước khi cái này lập làm cái chùa, nó chỉ là một cái nhà, phải không? Bây giờ mình mua cái chỗ này hay mình mướn cái chỗ này, mình trang trí, mình tu sửa, thì bây giờ nó thành cái chùa. Vậy nó chuyển chưa? Chuyển từ cái nhà thành cái chùa. Như vậy thì mình tu là tùy theo cái cách chuyển của mình, cái tên gọi của mình mà nó khác. Có nhiều nhà để bằng Phật, rồi bắt đầu có kinh sách, bắt đầu ở nhà tụng kinh kim, gọi là gì? Đạo tràng. Đạo tràng là gì? Chỗ nào có tu tập thì kêu đạo tràng. Chỗ nào không có tu tập, dù gọi là đạo tràng nhưng nó cũng không có cái chất liệu của đạo tràng, nó chỉ có cái tên của đạo tràng thôi. Phật tử mình cũng vậy, có thể mình đi chùa mặc cái áo vậy, pháp danh đồ gắn lên cho người ta biết, thậm chí thêu cái tên chùa lên nữa, dễ mắng vốn. Coi cái bà đó chùa nào. Anh đừng có ham nha. Mặc áo tràng no name mà tao biết mình ở đâu. Gắn cái tên chùa vô tao biết, mình bữa nào dở là tao biết mình thuộc chùa nào, tao tâm ăn vốn. Tới hồi sách mình, ôi bà này đâu phải đệ tử tôi, bà mượn áo người khác bà mặc. Thưa đại chúng, là trước hết là chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, và khi chúng ta tu tập chúng ta thấy đạt được kết quả. Đi chợ, trước khi đi chợ cũng phải đặt mục tiêu đi chợ mua gì. Còn mình có hốt thêm là thêm, nhưng mà chính là muốn món gì đi mua, có phải không? Chứ nói thôi để đi chợ không biết mua gì thì đi vòng vòng hết thời gian mà không có gì để mua, và thậm chí mua bầm bầy bạ, những cái thứ cần không có không rõ, mà ăn lát về mở ra toàn là những thứ chưa cần. Thành thử ra tập mới đầu không sao, nhưng mà lâu ngày thành một cái nghiệp. Đi chợ cũng có mục đích, làm gì cũng có mục đích. Xin thưa đại chúng, nói chuyện thí dụ bây giờ mình chuẩn bị đi đám cưới, mà đã biết mục đích đi đám cưới thì vô tủ áo lựa quần áo gì nó hợp với cái đám cưới. Thấy không? Nhỏ thôi, trong cuộc sống mục tiêu mục đích chúng ta rõ ràng, biết mình làm gì, tự nhiên chọn cái gì nó tương ưng. Mà đi đám tang phải lựa quần áo gì nó hợp với cái đám tang.
đi chơi ngoài sân, đi ra ngoài park vào một buổi trưa hè, mặc nó phù hợp. Không ai mà đi ra ngoài park giữa mùa hè mà đội nón len, quấn khăn, đeo găng tay hết. Ví dụ vậy. Cho nên nếu mình biết mình đi đâu, làm gì, mình ăn mặc đúng thì người ta không có thấy rằng mình không bình thường. Tự nhiên mình không nói gì hết á, mà cái cách ăn mặc mình người ta thấy chắc chắc á. Là thử ra vì chúng ta tập mình thành có thói quen như vậy, cho nên rồi cái tâm lý mình không bình thường và nó thành một cái nghiệp sống không bình thường. Điều thứ hai, một trong những cái mà làm cho tâm lý mình bình thường là gì? Mình giúp đỡ người khác làm niềm vui và có tác dụng trị liệu tốt. Giúp người là một niềm vui. Ví dụ như mình bước lên chiếc xe bus, thì một bác đó, bác lớn tuổi, bác bước lên mà nhìn tới nhìn lui là hết chỗ. Mình đứng dậy mình nhường cho bác cái chỗ đó ngồi. Mặc dù một việc rất là nhỏ nhưng tự nhiên mình cảm thấy mình vui. Là tại vì mình sống mà mình có biết người biết ta. Phải không? Nếu mà người mà cứ ngồi thừ ra đó, mặc dù cái người lớn tuổi kia cầm gậy đứng trên chiếc xe bus, có nhiều người ta đứng ta nhìn mình, ta nói ủa sao cái người đó họ không có hiểu cái căn bản của người đi xe bus. Ở bên Nhật á, trên một cái chiếc xe bus, trên cái ghế người ta vẽ 5 cái hình để nhắc nhở những ai quên cái chuyện đó đi. Thứ nhất, họ vẽ một người chống gậy tượng trưng cho người già phải nhường ghế. Thứ hai, họ vẽ một cái cô mang bầu, thí dụ vậy. Rồi họ vẽ một người có đứa con nít. Còn nếu bên Thái Lan vẽ thêm ông thầy, tại vì Phật giáo ở bên Thái Lan là quốc giáo, cho nên chỗ nào có chư tăng xuất hiện mình nhường. Thậm chí đi đâu, đi lên máy bay á, mà tới cái giờ mà mọi người lên máy bay á, mà họ thấy bóng dáng chư tăng xuất hiện là nhường cho chư tăng đi trước. Vì Phật giáo là quốc giáo và họ tôn trọng tăng. Và vì sao người Thái Lan họ quý trọng tăng? Bởi vì theo quan niệm của họ, Phật thì quá xa không gần mình, pháp thì quá thâm sâu không hiểu tới, tăng là người sống trong gần gũi đời này với mình, những vị đó có ơn đã chỉ Phật cho mình, đã giảng pháp cho mình, cho nên đối với người Thái, chư tăng họ quý. Còn Phật pháp họ quý, nhưng mà họ nghĩ rằng chư tăng mới là người gần gũi mình nhất, là người giúp đỡ cho mình hiểu được Phật pháp là gì, để mình sống, mình tu, mình chuyển hóa. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta luôn muốn mình mang niềm vui cho người khác để chúng để ý thử. Thí dụ hôm nay mình nấu nồi chè đem lên mong đợi người ăn, đó là rõ ràng mình sống mà với cái hình thức là mình lân mẫn. Mình đi chùa, mình đi ngang nhà bác đó, mình biết bác đó không có xe, mình tấp vô mình rước bác đi. Và hình như ngày nào nếu chúng ta để ý thì hình như chúng ta có ít nhiều gì đó, chúng ta cũng làm một điều gì cho người xung quanh mình có được sự bình an do sự giúp đỡ của mình. Thậm chí người đó không biết tiếng Anh, mình gọi mình hẹn bác sĩ giùm, mình đi thông dịch giùm. Nhất trong cuộc sống của mình, đó đều là những tinh thần phụng sự. Mà cái tinh thần phụng sự đó mình thấy người ta hoàn hảo tốt, mình thấy người ta trọn vẹn được cái mà họ muốn, vui. Ví dụ bác đó đi Việt Nam quá 30 ngày về bị cắt tiền già, mình thông dịch trở lại cho bác đó được có tiền già, bác vui lắm, bác phone lên bác cảm ơn mình. Mình thấy mình đâu có nói, mình lâu làm gì nhiều, mình chỉ gọi dùng cho bác cái phone giải thích chút xíu vậy, mà giờ bác có lại tiền già, mình vui. Cho nên một trong những cái niềm vui mà nó làm cho mình phấn khởi, hạnh phúc trong cuộc sống, đó là mình có nâng đỡ, giúp đỡ cho người khác bằng bất cứ hình thức nào. Thí dụ Pháp Hòa đi ngang, thường Pháp Hòa hay để ý thấy vị Phật tử đó mặc áo tràng xong ra cái áo tràng không biết xếp, không biết xếp cái áo tràng, rồi cứ nùi quẩn để nhét vỏ vậy. Rồi cái bữa khác tới giờ tụng kinh vũ cái áo ra, cái trời ơi, áo vũ cơ hàng.
Nhưng mà nếu Pháp Hòa đi ngang mà thấy cái vị đó nùi cái áo tràng như vậy đó, Pháp Hòa ngoắc lại, đích thân Pháp Hòa xếp cái áo cho vị đó xem. Mình xếp xong cái áo tràng rồi, mình thấy cái nhìn của người ta nó vui. Không phải là lúc đó mình tự hào mình giỏi, nhưng mà mình vui là đó, mình đã chịu giúp cho một Phật tử biết xếp áo tràng. Mình mặc cái áo gì mình phải biết xếp cái áo đó. Cho nên á, mỗi khi mình làm việc gì trong cuộc sống của mình, quý vị có thể tưới tẩm cái tâm thức đó bằng một câu buổi sáng: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Thay vì mình sống mà cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, và thậm chí mình không cảm ơn nữa, mình muốn chết quách cho rồi, vì mình không thấy cái mục tiêu của cuộc sống. Ngày hôm qua có một vị Phật tử rất là ân hận với cái chết của con mình. Vì em nhỏ này có nhiều cái điều khổ đau trong lòng mà không nói với ai được, mà em rất là giấu kín. Bên ngoài thì tỏ vẻ như mình là một người rất là cứng rắn, nhưng thật sự bên trong em rất yếu mềm. Và cuối cùng em đã chọn cho mình một cái chết. Và khi trước khi chết em đã viết lại rằng em có cảm giác rằng cuộc đời này không có ai hiểu em và không có ai thương em. Vì vậy cho nên mình sống làm sao mình bày tỏ cái tình thương. Có thể mình nói tôi là người kín đáo, tôi thương tôi không bày tỏ. Nhưng mà xin thưa, cuộc sống bây giờ cái hình ăn tô bún cũng chụp hình bỏ Facebook, cuốn cái cuốn bì cũng chụp hình bỏ lên Facebook, làm cái gì cũng chụp hình lên cho cả thế giới người ta biết hết. Vậy mà trong tâm can mình chưa có bày tỏ được với người. Có nhiều khi mình đi chơi, mình chụp hình mình bỏ lên trên Facebook, mình nói cả nhà tôi đi chơi hết rồi, ăn trộm có rảnh vô thăm. Nhiều khi mình trong một câu nói mình vô tình cả nhà đi chơi hết rồi, thì những người nào người ta rình rập nhà mình là người ta để ý ngay, phải không? Tại sao khi chúng ta chắp tay trước Phật, 10 ngón tay mình chắp cho ngay, cái này gọi là hợp thập, hiệp thập. Thập là 10 ngón tay, chắp lại gọi là hiệp thập. Đứng trước bàn Phật, mình hiệp cái tâm đó. Hiệp thập tượng trưng cho hiệp tâm. Tất cả 10 phương này đưa về cùng một hướng, đặt ngay đây. Trước hết, hướng của mình đặt là hướng tâm. Lấy cái tâm hướng này, hướng Phật. Cho nên đứng trước bàn Phật, nhất tâm. Mà lúc đó mình đưa 10 ngón tay hợp lại, gọi là hiệp thập, gọi là nhất tâm. Cho nên chúng ta thường đọc là chí tâm đảnh lễ. Có khi đọc là nhất tâm đảnh lễ. Cái nào cũng được. Chí tâm là gì? Là hết lòng. Hết lòng. Còn nhất tâm là không có cái tâm khác, chỉ một tâm này thôi. Bây giờ mình đứng ngay đây, tâm mình đã hiệp nhất. Hướng tâm này bây giờ hướng về Phật. Và mình tuyên bố Phật với con cả hai tánh thường rỗng lặng. Phật lặng yên sáng suốt như vậy, con lao xa quá, nhưng trong giây phút này con đã trở về. Con đã đưa tâm con trở về với giây phút này. Cho nên Phật với con tánh thường rỗng lặng. Và mình đọc một câu cho nó chung hết là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nhưng mà nếu mình hiểu đơn giản là Phật và con tánh thường rỗng lặng. Tánh là gì? Là bản chất xưa nay. Cho nên ấy, cái tánh người đó hiền lắm, cái tánh người đó dữ lắm. Đâu có ai mở trường dạy dữ mà nó vẫn dữ. Đâu có ai mở trường dạy đánh ghen mà nó vẫn ghen. Không có ai mở trường dạy ganh tị mà vẫn ganh tị. Vậy thì cái tánh xấu đó nó có. Nhưng mà mình tu á, là mình để thấy cái tánh đó. Cho nên gọi là tu tâm dưỡng tánh. Cái tâm á, là nó lao sao?
đụng đâu nói đó, đụng đâu nói đó, mà nó chưa gặp người đó, nó chưa để tâm. Mà thấy người đẹp cái nó lưu tâm. Lưu tâm rồi, để ý. Để ý là làm gì? Làm quen. Và câu đầu tiên là em tên gì? Cho xin số phone. Cho nên mình để ý rồi mình mới lưu tâm. Mà nếu mà bữa nào nó chọc mình giận là nó tôi ghét cái người đó lắm. Này cái đó là tâm nha. Cái tâm nó thay đổi. Mà bữa nào nó xin lỗi nó cũng dễ thương chứ. Chứ cái tâm này nó làm sao? Nó lao sao. Còn cái tánh này dưới nó bình lặng. Nhưng mà cái tánh mà nếu giữ á, có người giữ nó cũng nhiều trạng thái. Giữ ra mặt, giữ ngầm. Sân nó cũng hai ba loại sân á. Sân mà nứt lửa gọi là sân hận. Còn lửa đó là lửa Phật. Thấy không? Cho nên Phật gọi là sân hận. Hận là gì? Tìm ở trong. Cho nên cái người mà nói tôi hận người đó lắm. Tại sao? Vì mình nuôi cái xấu của người đó lâu ngày trong lòng, nó trở thành khối. Cho nên bắt đầu muốn hận, hận người đó. Nhưng mà nếu mình gặp được người đó, mình trả thù mới rửa hận. Cho nên từ ngữ nó xài có ý nghĩa hết. Nhưng mà tại vì mình nói mà mình chưa tư duy về cái chữ đó thì mình chưa thấy được cái tâm mình nó khủng hoảng đến cỡ nào. Cho nên thưa đại chúng, tu tâm là một quá trình lớn của đời người. Mình tu thân á, có thể bây giờ ăn mặc đẹp nè, đánh phấn tha son nè, ví dụ vậy, trang điểm cơ người mình là tu thân. Nhưng mà cái thân đó là thân tướng bên ngoài. Còn thí dụ hành động của mình, lời nói của mình, cái cách sống của mình là tu thân. Cho nên người ta thường gọi là nhân cách. Cái cách mình cho, cái cách mình nói. Thật ra mục đích là mình mời người ta uống nước. Nhưng nếu mình đưa hai tay, người ta cảm nhận sự tôn trọng của mình ngay. Chỉ cần một cánh tay đưa vô nữa thôi là cái tâm lý mình cho và người nhận khác liền. Cho nên cuộc sống này là cả một quá trình tâm lý. Có nhiều khi mình muốn xin lỗi người đó mà mình nói không được. Chỉ cần cái cách mình làm việc với họ thôi, họ hiểu được là mình đang xin lỗi họ đó. Có qua ví dụ như giờ lỡ mình nói một câu hôm qua làm người đó buồn, mà hôm nay cũng vì hơi tự ái xin lỗi chưa được, cái bắt đầu sáng ra cái gặp sao tối ngủ được không, uống trà không, tôi pha trà cho, lát ăn xong cái lấy đũa lấy đồ đưa ha, rồi cái hỏi han một vài câu, người đó cảm nhận ngay xin lỗi tôi đó. Nhưng mà chưa nói, nhưng mà tự nhiên mình suy nghĩ, người chắc hôm qua giờ suy nghĩ, hôm qua nói bậy quá mà. Và mai là tôi nhịn đó. Mà thưa đại chúng, quý vị sẽ thấy rằng nhờ mình nhịn cho nên hôm nay mới có cái này nè. Nếu ngày hôm qua mình mà không nhịn á là cả đời này sẽ không bao giờ gặp mặt, chứ đừng nói nghe những câu xin lỗi nữa. Cho nên tu tập có chuyển. Mình trước hết mình chuyển mình thì người khác sẽ chuyển theo. Cho nên mình muốn chuyển người á, trước hết phải chuyển tự thân. Tự mình chuyển thì người khác sẽ chuyển được. Cho nên Đức Phật nói, tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Chứ còn nếu mà Đức Phật không tu thành thì Phật biểu mình tu, mình làm được. Tại vì không có cái gì bằng chứng là Phật đã thành chưa. Hỏi bây giờ tu được chưa? Dạ chưa được, con còn cái nhà. Phật nói hồi xưa tôi có cả ngai vàng, tôi cũng bỏ. Con nói dạ cái đó Phật khác. Còn con bây giờ có cái nhà, con sợ mất, con phải gắn camera. Cho nên Phật á, có rất nhiều thứ mà Phật không sợ mất. Thậm chí bỏ luôn để sống đơn giản. Còn mình không có gì hết, bảy diệu dữ hết á. Bằng chứng là vô nhà mình hũ tương trao nhiều hơn vàng thẻ. Tờ báo cũng cất, hũ trao cũng cất, hũ tương cũng cất, mấy cái đồ tu go rửa cất đầy hết trơn.
Mà có bao giờ tu gô chai đâu. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta cuối cùng rồi á, mình sẽ quay trở lại là mình thấy nó rất ư là đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Mà xin thưa đại chúng, cái nhà mình sẽ không bao giờ rộng được nếu lặt vặt cứ chất hoài. Tâm mình không thể rỗng rang nếu chuyện nhỏ nhặt mình cứ thu lượm. Cho nên đem 10 ngón tay lại để ngay đây. Tâm con đang vang 10 phương, bây giờ con hiệp thành một chỗ. Và con đang hướng Phật. Và bây giờ con tuyên bố, con xác định Phật với con đều tánh rỗng lặng. Bây giờ chỗ cảm thông giữa con với Ngài không thể nghĩ bàn. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tại sao không thể nghĩ bàn? Bởi vì cái chỗ đó không thể dùng ngôn ngữ mà nói, mà chỉ lấy tâm tâm mà cảm với nhau. Đó, như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Người kia không nói chuyện xin, nó không trực tiếp xin lỗi với mình, nhưng mà trong tâm họ khởi ý niệm muốn xin lỗi bằng một hành động cụ thể. Và mình cũng đang trông chờ sự xin lỗi đó, và mình sẵn sàng tha thứ sự xin lỗi đó, cho nên cảm nhận được liền. Còn nếu như mình không, mình nghịch lại, đừng có đóng kịch với tôi. Nó khác liền. Vì mình không sẵn lòng tha thứ, mình không mong đợi sự xin lỗi, cho nên mình nghịch lại. Dù người đó có khởi tâm muốn xin lỗi, nhưng tâm mình không, cho nên hai cái nó không dung. Cho nên Phật, chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mà chữ đạo này ngôn ngữ không nói được, mà chỉ lấy tâm mà thể được thôi. Cái gì có hình tướng nói có thể hạn lượng, cái gì không hình tướng nói không cùng tận. Cho nên diễn đạt cái tâm nói không hết. Còn thí dụ như Phật có nói căn bản mình có tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó, cũng làm chừng mực của chúng sanh đó. Chứ còn mình vô cùng vô tận. Thí dụ như khổ, Phật nói mình có 8 cái khổ căn bản. 4 cái khổ về sinh lý, 4 khổ về sinh lý là thân, già, sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. 4 cái khổ về sinh lý. 4 cái khổ tâm lý là thương mà phải xa lìa, ghét mà cứ phải gặp, muốn mà không được. Thân này thịnh suy, ngủ ấm, xí thạnh. 4 cái khổ của sinh lý. Nhưng mà xin thưa đại chúng, Phật nói đó, 8 cái khổ đó là căn bản thôi. Còn chúng sanh mình khổ nhiều hay ít? Nhiều lắm lận. Nói không cùng. Cho nên ở trong một cái bài sám, đệ tử chúng đẳng, đạo đệ tử chúng con, hiện là phàm phu trong vòng sanh tử. Đệ tử chúng đẳng hiện thị phàm phu, luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Nói không cái không hết cái khổ của chúng con. Khổ bất khả ngôn, khổ không nói hết. Hay là khổ không nói hết. Nói được mà nói không hết. Ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị than, thì Pháp Hòa ngồi nghe. Nhưng mà nếu Pháp Hòa hỏi ngược lại, bác nói xong chưa? Bây giờ bác muốn nghe khổ của con không? Con nói khổ của con cho bác nghe. Con khổ gấp 10 bác. Bác khổ con ông à. Con khổ tới mấy chục ông nữa. Bác khổ một người, con khổ tới ngàn người. Nhưng mà con, tại nếu muốn nói khổ là con có thể nói, nhưng tại con tu cho nên con chuyển được cái đó hết. Chứ còn nói khổ là bất khả ngôn. Vậy thì bây giờ mình đứng trước Phật rồi. Bây giờ mình xác định chữ đạo này là đạo lý. Đạo này là cái chỗ không thể diễn bạc được, không thể nghĩ bàn. Rồi, nói xong rồi, đảnh lễ. Khi mình lễ xuống á, khi mình lễ xuống á, đưa cái tay lên trên này rồi hạ xuống. Trong khi mà mình cúi người mình xuống thì cái tay mình cũng lật xuống theo. Lật xuống tới sát đất rồi bắt đầu mình mới mở tay ra, phơi trải tâm can.
đến trước Phật con không còn gì để che giấu, con trải lòng con với Phật. Và khi con có trải lòng được như vậy, con sẽ tiếp được. Chứ còn thí dụ Pháp Hoàng nói ví dụ như giờ mình đưa tay lên vậy nè, cái xong mình làm vậy nè, coi không được, nó nghịch, phải không? Đưa lên vậy cái hạ xuống, nó đi theo cái thân. Và khi chạm dưới đất rồi, khi con phủ phục xuống hết rồi, nhưng mà làm sao con mới có thể trải lòng? Khi con hạ mình, con xuống tận cùng của cái cùng nhất. Người còn tự ái cao trải lòng được. Hồi nào giờ ai cũng biết tôi ăn mặc dày giàu quá, bữa nay tự nhiên nói không có tiền ai tin. Giờ không có tiền cũng phải mượn nữa, mượn để mặc, mượn để cho người ta biết là mình không có tiền. Không nói được tại vì mình còn có một cái vướng. Mình là danh gì, mình là địa vị gì, vân vân. Chỉ khi nào mình đưa mình hạ thấp xuống, tức là mình không là gì nữa hết. Cho nên lại Phật, mục đích của đạo Phật, lại Phật là để dẹp cái bản ngã, dẹp cái tôi rất lớn trong người mình. Còn Đức Phật chỉ là một đối tượng để mình hướng tâm dẹp ngã, chứ không phải mình lại cái cục đồng, cục xi măng đó. Mình vẫn biết đây là tượng xi măng, nhưng xi măng này có khả năng giúp tôi chuyển nghiệp thì cục xi măng này có giá trị. Tôi đâu có mê tín. Anh nhìn tôi lại cục xi măng, anh nói tôi mê tín, ai ngồi trong đó mà lại? Nếu tôi không biết tôi lại như vậy đó, tôi mê tín. Bây giờ tôi biết đây là xi măng, đây là tượng đồng do tôi gom tiền tôi làm ra. Nhưng xi măng này có công năng giúp tôi chuyển nghiệp, nghiệp của sân, nghiệp của si, nghiệp của cố chấp, nghiệp của ôm ấp một bản ngã to lớn. Tôi gặp cái người đó, tôi không kính, nhưng tôi vẫn giữ tư cách của tôi xá chào. Vậy thì ở nơi người đó không hề cho tôi được sự bình an gì cả, nhưng người đó giúp cho tôi tu được con người của tôi là chắp tay xá chào. Người đó có thể mình không phục, họ làm chuyện tay trời, đâu có sao. Nhưng họ vẫn đủ một công năng là cho mình tạo phước. Phước là ở cái chỗ chúng ta biết tôn kính người khác. Và biết đâu chừng một ngày nào đó họ quay lại họ nhìn họ, trời ơi mình sống dở dạng vậy đó, mà sao họ gặp mình họ vẫn kính. Mình cũng phải có một chút nào gọi là gì, tàm quý, xấu hổ, lo thúc liễm thân tâm. Cho nên tương trợ dung nhiếp với nhau hết. Vậy thì thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa nói một cái nhỏ đó rồi, đại chúng có phải thấy rằng sự tu tập của mình và sự chuyển nghiệp, sự tu tâm của mình nó ở chút chút trong cuộc sống đó không? Cái người đó là cái gì mà tôi phải bưng nước cho họ? À, đúng rồi, chính họ không là gì mà mình vẫn bưng nước cho họ thì mình mới là gì. Còn nếu họ không là gì rồi mình cũng không làm gì thì cả hai đều không có gì. Họ không là gì, nhưng mình là gì? Mình là một người lịch sự. Mình bưng nước cho họ để thể hiện mình là người biết lễ. Cho nên ngày xưa một vua, ông Đường, ông vua Đường, nếu Pháp Hoài nhớ không nhầm tên của ông là Đường Thái Tông hay Đường Huyền Tông gì đó, chắc Đường Huyền Tông. Một hôm ông gặp ngài Huyền Trang, vì ngài Huyền Trang cũng sống vào thời nhà Đường, thì ông mới hỏi ngài Huyền, ông vua mới hỏi ngài Huyền Trang: trẫm chỉ có kính Phật kính Pháp chứ không kính tăng, bởi vì dưới mắt trẫm có những ông tăng không ra hồn. Thì ngài Huyền Trang nói: khi mà trời hạn hán, bệ hạ muốn cầu mưa
bệ hạ phải làm một con rồng bằng đất, rồi bệ hạ kính lễ để cầu mưa. Khi bệ hạ muốn làm tượng Phật, bệ hạ gom một số đồng đúc ra một tượng Phật bằng đồng. Tượng Phật đồng không thể nào ban phước cho bệ hạ, nhưng tượng Phật đó có khả năng giúp bệ hạ tạo phước. Một con rồng bằng đất nó không làm ra mưa, nhưng bệ hạ muốn cầu mưa không thể không lễ rồng để cầu mưa. Một vị tăng không ra hồn, không cho bệ hạ phước, nhưng bệ hạ kính trọng ông tăng đó, bệ hạ có phước. Như vậy, cái quan trọng là cái tâm lý ứng xử. Còn người kia như thế nào, không sao. Họ tâm lý không bình thường, mình cũng ghét bỏ họ giống như cái tâm lý không bình thường của họ, thì mình với họ đều bất thường. Còn họ lúc nào cũng không bình thường, họ của mình gọi họ là bất thường, nhưng mình lúc nào cũng bình thường, thì mình mới thường. Mà cái gì thường mới bền, còn cái gì không bình thường thì nó không tồn tại. Thí dụ, nhà mình yên tĩnh, đi làm về ăn cơm không có khách khứa mới là thường. Còn lâu lâu nhà có khách nhộn nhàng vui vẻ là bất thường. Lâu lâu, ngày nào cũng rần rần chịu gì nói. Phải vậy không? Tâm của mình cũng vậy. Hỏi chị có gì đặc biệt không? Không, bình thường mà vui đó nha. Chán phèo, không có gì hết. Mà nếu lỡ bữa nào có chuyện gì xảy ra, nói trời ơi, tôi muốn bình thường mà cũng không được. Coi coi mình bất thường không? Khi nó bình thường thì mình cũng không chịu. Khi nó bất thường thì mình lại than van. Rõ ràng tâm lý không bình thường. Mà tâm lý bình thường thì bệnh tật tâm lý. Còn cuộc sống này á, nó biết bao nhiêu là chuyện, nhưng tâm phải bình thường. Chuyện bình thường thôi. Cuộc sống là phải vậy. Nói vậy đó. Cho nó giữ cái tâm mình. Ví dụ như thế, trời ơi, cái bà đó bà mới la con á. Trời ơi, đâu có sao, làm việc nhiều thì lâu lâu bà nói chuyện hơi lớn tiếng vậy mà. Mình nói vậy thôi, để cho cái việc nó nhẹ đi. Mình coi nó nặng là nó nặng à. Một cái vị hòa thượng á, ngày mới quảng cáo, ngày nói chùa của tôi có một cái bát bằng bảo vật. Thì có người mà ngài mới nói, ồ bát này làm từ thời nhà gì đó. Thì có nhà ông nhà giàu ông tới, ông mua cái bát đó 5,000, ngài ông bán, nói bát tôi mà ông mua có 5,000, không xứng đáng. Ông nhà giàu cứ nói, trời, 5,000 mà chưa chịu bán là chắc phải dữ dội lắm, lên 10,000, ngài cũng không bán. Càng ngày người ta càng đưa tiền vô mua cái bát cổ đó cho thiệt nhiều tiền. Cuối cùng có một ông tới mua cả 100,000. Ngài biểu chú đệ tử, chú thị giả đi ra đằng sau á, lấy cái chén con chó ăn cơm mỗi ngày á, đem ra bán cho ông. Thì cái ông thầy kêu, cái vị kêu tới hồi mà phát hiện là ông hòa thượng bán cái chén chó ăn chứ có đồ cổ gì đâu. Thì ngài mới dạy chúng, cái chén đó là cái chén con chó nó ăn cơm. Đồng bạc cái ở Dollar Store kìa, Dollar Roma nó nhiều lắm. Nhưng nếu mình cho nó là đồ cổ, nó đồ quý là nó sẽ quý. Người ta mua 5,000 tôi không bán, nó thấy quý rồi. 10,000 tôi không bán, thấy quý. Nhưng cuối cùng ngài mới nói, lý do tôi làm như vậy là vì các ông này không có mở kho cứu khổ đói. Tôi lấy tiền của mấy ông cho người nghèo. Bằng cách, nếu ở mặt đạo lý mà nói là cái gì chúng ta nói là quý á, thì tự nó quý à. Còn cái gì mà đồ quý mà chúng ta không biết xài thì nó cũng là không quý. Đó là một ý. Còn cái ý thứ hai là đó là một phương thức ngày vận động người giàu cho người nghèo. Pháp Hòa nói ví dụ cái ly này, quý vị dùng xong rồi đem đi rửa cất, rồi cũng người này xài người kia xài đi. Bây giờ nếu cái ly này mà xài xong rồi đem cất,
50 năm sau nói thầy Pháp Hòa đã từng uống ly này cái là thành đồ cổ. 50 năm sau là cổ rồi chứ gì nữa. Không cần nói được gì hết mà tự nhiên nó quý à. Nó quý là cái thời gian của nó. Cho nên chữ cổ là gì? Là xưa. Đồ cổ là đồ xưa. Nhưng mà nếu không có đời nay thì thành gì nó đồ xưa. Ví dụ mình mua cái mỏ năm 2020 mà nếu tới 2070 mình mới đem ra mình trời ơi lâu ghê nha. Từ hồi năm 2020 nhưng mà đến bây giờ mình mua với con người thời đại này, cái này nó là không có gì cổ hết. Vậy thì cái cổ chẳng qua là lâu năm, chứ nó có gì đặc biệt đâu. Có phải không? Thành thử ra các cụ già đừng có buồn, mình là hàng cổ. Bằng chứng là rất đắt giá. Tháng nào chính phủ cũng gửi tiền tới nuôi đồ cổ hết. Mà sợ đồ cổ đi lâu bị bệnh đó nha. Dặn đi 29 ngày nhớ về nghe. 3 ngày giận, 30 ngày giận cúp lương à. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tất cả là do cái tâm lý của chúng ta gắn vào đó. Mình gửi tên lên cầu an cũng vậy. Không phải thầy tụng cái là mình an, nhưng mà tâm lý. Ôi, Tết rồi tôi gửi về chùa cầu an rồi đó. Mà gửi được 10 chùa là mừng lắm à. Kỳ này 10 chùa thích khe tôi á. Nhưng mà đừng nghĩ là mình gửi vậy rồi mình muốn sống sao mình sống. Mà mình sống bê tha, sống không cẩn thận thì 20 chùa cũng không có tác dụng. Nhưng mà trước hết là giúp cho mình một tâm lý bình an. Bây giờ cũng cái tượng Phật đó đó, cũng cái sâu chuỗi đó đó, nó không có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà cái tâm lý của mình là hãy đưa ông thầy ông nắm ông rù rì một chút, nhắm mắt ông liêm diêm là chuỗi linh rồi đó. Phật này linh rồi đó. Nhưng mà thật sự ông làm gì không phải ông làm dốc. Nhưng mà cái ý nghĩa chỗ đó là gì? Thầy ông lấy cái tâm ông ấn vô cái vật đó cho mình. Mình đưa cái sâu chuỗi nó, thầy thầy chú nguyện giùm con. Chuỗi của mình là một vật thể, một vật chất. Thầy ông đem tâm ấn vô. Ông ấn gì biết không? Ông đâu có chú bùa gì ông tụng đâu. Niệm có thể niệm câu chú Đại Bi. Câu cuối cùng: Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Vì cái câu đó nghĩa là sự thành tựu, sự viên mãn, sự rốt ráo, tất cả những gì đẹp nhất đều thành tựu vào đó. Đó là nghĩa của câu án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Ấn vô đó. Rồi nếu ông muốn nói tiếng Việt nữa: nguyện cho vị Phật tử này đeo sâu chuỗi này vào, thân an tâm tịnh, tinh tấn tu hành, phiền não đoạn trừ, phước lộc tăng trưởng. Lấy cái tâm thầy ấn vô đó. Mấy thầy kia Pháp Hòa không biết làm gì, nhưng mà Pháp Hòa làm vậy đó. Ai đưa Pháp Hòa gì nhờ Pháp Hòa chú nguyện và ấn thôi. Ấn bằng cách là mình định tâm mình lại, đọc niệm hiệu Phật xong rồi, nếu ai bệnh niệm dược sư. Nếu mà nói ra hết mật rồi. Hết linh. Nhưng mà là vậy thôi. Người nào bệnh nó còn bệnh quá, niệm Phật dược sư. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Trì chú dược sư vô đó. Nguyện cho vị Phật tử này đeo ảnh Phật vào, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, sớm gặp thầy gặp thuốc, chữa lành thân tâm, gia đạo bình hòa, tinh tấn tu hành, phước huệ được viên mãn. Đó là lấy tâm ấn vật. Nhưng mà bởi vì mình làm bằng cái tâm, cho nên người đó vô đeo vô cảm thấy như sao? Nhẹ nhàng. Trời linh ghê nha. Hôm qua tôi nặng nề, bữa tôi đeo vô tôi nhẹ ghê vậy. Thưa đại chúng là trong Phật giáo nói mật mà không mật. Cái chỗ mật là cái gì? Là thân, khẩu, ý. Ba cái này viên thành như nhất cho nên gọi là mật. Có nhiều khi mình lên thắp nhang mình không có đọc ra lời. Tất cả những cái gì mình nguyện ước nó nằm trong này nó đi ra. Cái đó gọi là mật niệm. Mật niệm. Còn ví dụ như bây giờ mình đứng ra ngoài mình khấn người ta nghe,
Hồi nhỏ có bà cụ, tối nào bà cũng ra trước cửa bàn thiên bà khấn, mà lần nào bà khấn cái bà ra qua ngóng nghe bà nói gì. Nam mô Di Đà Phật, chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Gia đạo bình an, và tốn một hơi vậy đó. Mà mình cứ nghe bà riết cái tự nhiên nó nhập tâm. Đó, không để ý mới nhập tâm. Nhưng nếu mình để ý cái gì thiện thì nó nhập tâm cái thiện. Mình để ý cái gì bất thiện thì cái bất thiện nó lưu tâm. Vậy thì thế thì chúng ta muốn tâm mình yên thì nên lưu ý cái thiện. Người ta rù rì kệ người ta, đừng đi ngang coi nó nói gì. Mà lỡ nó nói lát nữa đi chợ như mua 7 ổ bánh mì, nghe chữ bánh mì mình vắn, nghe số 7 tưởng mình bà 7. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình muốn tâm an, tâm an tắc an. Muốn an liền được an. Mà cái an đó là tùy vào cái tâm lý tiếp nhận cuộc sống. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay quý vị đến chùa Phổ Linh, một không gian rất nhỏ, và mục đích mình đến đây là để nghe Pháp. Cho nên khi mình đến đây là tâm lý chuẩn bị nhiều lắm. Một là chỗ đậu xe, hai là chỗ ngồi, ba là cái loa. Mình không biết thân phận mình ở trong hay ở ngoài, có đúng không? Ít nhiều quý vị cũng nghe tới đi chùa Phổ Linh, trời chỗ đó đậu xe khó nha, đi sớm một chút. Còn ví dụ như nói hôm nay đi chùa Huệ Quang, ồ chỗ đó có bãi đậu xe. Tức là mình nói ra cái chỗ đó, tâm lý mình biết liền. Mà hãy chỗ đó nhỏ là chuẩn bị, chỗ đó như thế nào mình chuẩn bị. Mình đi đâu mình gặp một cái người mà khó chịu, trời bữa nay tôi phải gặp cái ông boss đó khó chịu lắm, tâm lý chuẩn bị liền, có phải không? Như vậy thì khi mà quý vị chuẩn bị xong tâm lý đó rồi, bây giờ quý vị tới đây, quý vị ngồi chật như vậy nè, mà quý vị có phiền hà gì không? Tại sao? Tại vì tâm lý mình đã chuẩn bị. Và tâm lý của mình biết rằng đây là một không gian rất nhỏ. Mình ngồi đây là hơn những người ngồi ngoài sân, hơn những người ngồi ngoài kia, hơn những người đang đứng không có chỗ ngồi. Cho nên sự việc khổ giống nhau, kẻ đứng mỏi chân, kẻ ngồi tê chân. Ngồi trong này nóng bức, ngồi ngoài kia lạnh lẽo. Thấy không? Ở trong này nóng bức nhưng mà không có đen. Ở ngoài kia thoáng mát nhưng mà nắng nó phơi đen. Vì có chuẩn bị tất cả những cái đó, cho nên công việc khổ là giống nhau, nhưng mà tâm lý tiếp nhận công việc này không có khổ. Ngược lại, hôm nay chùa Phổ Linh bán 30 đồng vé mà vô ngồi kiểu này là chiều nay có đăng báo ạ. Trời đất ơi trời, đi nghe Pháp mà phải trả tiền. Tưởng sao cho ngồi đó tê chân muốn chết. Có phải không? Công việc của cuộc sống này là do tâm lý mình tiếp nhận. Mình tiếp nhận nó bằng tâm lý nào là nó sẽ là như vậy. Ví dụ như con mình nó đi học về, nó má ơi con đói bụng quá, nấu cho con. Xuống nấu hơi mệt, nhiều tâm lý khởi liền. Kệ nó còn ăn đồ của mình là nó còn thương mình, nó về nó ăn. Chịu cực một chút mà nó về nó ăn cơm, chửi nó hoài nó đi ăn nhà người khác. Xuống bếp nấu nồi cơm mà tâm lý bình an. Vì mình biết rằng con mình vẫn còn về nhà réo mình. Có đôi lúc mình muốn nó réo mà nó không réo. Thậm chí vô gõ cửa nó nói what happened. Mất hứng rồi. Cả ngày nó không nói chuyện với mình. Mình gõ cửa mình muốn làm quen với nó. Nên nó má có cần gì không? Thậm chí mình sơ ý mình mở cửa vô nói why don't you knock the door. Rồi 2-3 lần nó bực quá dán ngay cửa. Nó để nhớ gõ cửa. Mình bực lên nhà tao mà. Nhưng mà nếu như mình tiếp nhận khác, nó ở xứ Mỹ, nó tiếp xúc với cái văn hóa người Mỹ nhiều hơn văn hóa của mình, thôi tâm lý đó nó nhẹ lại liền. Cho nên nó quân bình. Người nào mà không tiếp nhận được cái khổ đó, người đó rất ư là dễ bệnh tật. Nhất là uất ức nhiều, lâu ngày thành những khối u nhọt trong người. Cho nên bệnh tật 50% là do tâm sinh khởi tiếp nhận công việc. Quý vị biết ngày hôm qua là Pháp Hòa làm việc từ 8:30 sáng
cho đến 12 giờ rưỡi, 1 giờ khuya. Xuyên suốt. Không có một giây phút nghỉ ngơi. Từ 8 giờ rưỡi sáng bà làm việc suốt cho tới khuya giờ đó. Không ăn. Nhưng mà Pháp Hòa hoàn toàn không phiền não, không khổ đau gì hết. Tại vì Pháp Hòa tiếp nhận tất cả công việc bằng một tâm lý bình an. Một bằng một thái độ bình an. Là người ta còn thích mình, còn cần mình. Mà Phật tử mà còn thích nghe Pháp thì mình thấy rằng đó là cái Phật Pháp vẫn còn hưng thịnh, chứ chưa phải đến lúc như chúng ta quan niệm là mạt đến mức độ không còn ai muốn nghe. Đâu có, giờ thật sự ra Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nói, quý vị thấy Pháp Hòa mệt chứ. Thật sự quý vị là người chịu khó hơn Pháp Hòa đó. Dù sao Pháp Hòa vẫn có cái ghế để ngồi. Thì sự thoải mái của Pháp Hòa vẫn hơn quý vị mà. Mà tại sao quý vị vẫn ngồi đây? Như vậy thì nếu nói sự kính trọng, phải kính trọng đại chúng ở đây. Quý vị đã quá chịu khó. Quý vị giờ này thậm chí, ê bà nhớ livestream cho tôi coi nha. Rồi về ngồi trên, nằm trên ghế salon trùm mền livestream cũng được. Đúng không? Live show vẫn hơn. Thí dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là hàng ngày cuộc sống của chúng ta, những công việc chúng ta, nó xảy ra chúng ta đều đặn. Nhưng nhớ là cái thái độ tâm lý tiếp nhận công việc như thế nào để công việc nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Thí dụ ông xã mình về hối thúc mình, ví dụ, đôi khi mình cũng bực lắm. Nhưng rồi cái mình, cái thái độ mình suy nghĩ lại, cái tánh ông vậy, mà bây giờ mình cằn nhằn nữa thì là có chuyện thêm. Mà thôi, ổng đi làm về cực nhọc, ổng cũng còn muốn về nhà có bữa cơm với gia đình. Có nhiều khi mình cứ quậy quà, ổng nói nhà không phải cái nhà, thôi để tôi ra nhà mà nhà hàng. Thì cái nhà này nó bắt đầu nó lạnh dần những cái bữa cơm chiều. Cho nên nhà nào mà còn thổi lửa nấu cơm chiều là nhà đó còn ấm. Cho nên với cái hình ảnh của người Việt Nam á, khói lam chiều rất đẹp. Đó là biểu tượng của hạnh phúc. Chiều đi làm về, gia đình còn ngồi lại nấu bữa cơm ăn với nhau buổi chiều. Còn nếu mà nhìn vô nhà đó mà khói lam chiều không có thì mình biết là nhà đó không có người. Mà không có người tức là không có hạnh phúc. Cho nên thờ ông Táo, thờ ông Táo mà nếu người không hiểu đó, người ta mê tín là thờ sao? Thờ, đó là phong tục, tập tục của nhân gian. Chứ Phật giáo cũng có thờ ông Táo nữa. Nhưng mà nếu cái nhìn của Phật giáo mà soi vào cái truyền thống thờ ông Táo, Phật giáo vẫn nói được. Ông Táo là ông thần bếp. Mà ông thần bếp, ông giữ lửa cho gia đình mình. Nhà nào còn thổi lửa nấu cơm là hạnh phúc. Vậy thì mỗi khi mình bước vào trong bếp, có ông Táo phụ mình. Táo là lửa, quả thân. Cho nên Việt Nam mình dưới miền quê thờ ba ông nha. Ở đằng trước đặt cái bàn gọi là ông gì? Ông Thiên. Giữa nhà có ông Giang thờ ông gì? Ông bà. Phía sau thờ ông Táo. Ba ông giữ ba chỗ. Liệu hồn hết nha. Từ đầu, từ giữa, từ đuôi gì, có ông ngó mình hết. Rồi vậy mà chưa xong nữa nha. Vậy cũng chưa yên nữa, còn làm thêm cái để cho mình sống cho ngăn nắp nữa. Hai bên dây giác. Làm gì làm có ông thiện, ông ác ngó đó. Làm thiện là thiện thần ghi sổ. Làm ác là ác thần ghi danh. Cho nên nhờ vậy mà thật ra đó không phải là hù dọa, mà đó cũng không phải là mê tín, mà do cái ánh sáng nhận định của sự việc như thế nào để chúng ta tiếp nhận sự việc. Chúng ta có thể bài xích, ôi ba cái này là mê tín tập tục nhân gian. Bài xích chi? Lấy ánh sáng Phật Pháp soi vào. Mình mà có chánh niệm ánh sáng của Phật Pháp, chuyện gì mình soi cũng thấu và cũng làm cho nó đẹp hơn đó. Khi nào Pháp Hòa cắm hoa đó, mình nhìn, mình cắm tổng quát xong cái mình đi xung quanh mình nhìn. Mình nhìn cái mình thấy chỗ này nó thiếu cái mình cắt cái mình điểm vô. Chỗ này nó cần thêm cái lá mình để vô. Làm xong rồi chỉnh chu nó lại nó đẹp.
khi mình chất một dĩa trái cây, khi gần mình thấy vậy đó, nhưng mà đứng xa xa thấy nó méo, thì tới gần chỉnh nó lại. Thì mỗi khi làm như vậy á, thì Pháp Hòa hay nghĩ tới cái tu. Mình tu nó cũng vậy đó. Có những cái á, mình chỉ cần điểm thêm thôi, làm thêm thôi cho nó đẹp, chứ không cần lấy xuống, không cần mất công mà bày xuống hết để làm lại, nếu mình có phương cách. Pháp Hòa ví dụ, mình nấu một cái nồi canh, khi mà nồi canh nó còn nước nhiều, một số rau nó còn đó mà ăn nữa thì không đủ, mà bỏ thì tiếc, thôi sẵn nay chiều cắt thêm rau để vô, để thêm rau vô, thì bằng cách là mình vớt cái rau đó ra, mình nước, bởi vì mình nếu nấu tiếp thì cái rau cũ nó bị mềm, nó rụt ở trong đó đi, vớt ra, rồi nước sôi thêm nước, rồi để thêm miếng rau mới vô, rồi cho cái cũ vô, làm mình có một nồi canh. Không cần phải bỏ, mà chỉ cần mình khéo ứng dụng, thì không bỏ cái cũ mà thêm chút nữa cái đủ một bữa canh chiều. Tu hành nó cũng vậy, cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chỉ cần chúng ta điểm một vài điểm nữa, cuộc sống này chúng ta không cần phải đánh đổ ai hết. Nếu người đó chưa hoàn hảo ở mặt nào, ráng giúp cho người đó hoàn hảo mặt đó là được rồi. Cho nên Phật giáo đi vào đất nước Việt Nam, những văn hóa truyền thống của Việt Nam tiếp nhận hết. Như là thờ ông Thiên, thờ ông Táo, thờ ông Bà, để tang, cúng cơm, mấy cái đó của người Việt. Cho nên đạo Phật, đạo Chúa, đạo tin lành gì không biết, nhưng ông bà mà quá vãng rồi cũng giống nhau. Vì sao? Vì đó là văn hóa truyền thống của người Việt, bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên. Nó không phải của đạo Phật, nhưng đạo Phật đến đất nước Việt Nam tiếp nhận văn hóa cúng cơm cho ông bà, rồi thiết lập một nghi lễ để cúng cơm cho ông bà, để làm sao ngoài bày mâm cơm lên cúng, còn độ cho người sống để cho họ nghe được đạo lý họ tu, bằng cách là tụng một bài kinh có ý nghĩa để họ niệm ơn cha mẹ, ý thức vô thường. Sao nữa? À, thăng hoa cuộc sống. Niệm ơn cha mẹ là nhớ cái ơn đức, ý thức vô thường khổ đau, để chúng ta làm tốt chúng ta hơn. Nhờ như vậy cho nên lấy bữa cúng cơm đó thành một bài pháp, mà không cần bắt họ trực tiếp nghe pháp, mà họ phải vì cúng cơm cho ông bà mà tiếp nhận lời pháp. Mà lời pháp thu được rồi thì thăng hoa cuộc sống. Thôi thì hôm nay về chùa Phổ Linh, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái ý nghĩa tu tập thực tế trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta nhớ rằng đời sống của mình là hai phần, thân và tâm. Nếu như mà thân của chúng ta có bệnh, 50% do tâm lý. Nói đơn giản và đi vào sự thực tập là thái độ của chúng ta, tâm lý của chúng ta tiếp nhận công việc như thế nào, để mà chúng ta nhẹ nhàng trong mọi việc. Từ đó mình có an lạc, làm không khó dễ cho người khác. Pháp Hòa nói nhiều khi mình đi ra những cái chỗ công cộng, mình cũng nên nhẹ nhàng, đừng để người khác người ta khó chịu. Dù mình có trả tiền cho họ đi nữa, nhưng nếu chúng ta có một tâm lý là tôn trọng mọi người, ai cũng có những sơ thất, mình đến đây mình ăn, mình trả tiền rồi mình về, đừng để sau khi đứng dậy người ta phàn nàn, người ta chỉ trích, lần sau mình bước vô họ không muốn tiếp mình. Làm gì đấy chứ? Mình làm sao mà dù mình trả tiền mà người ta vẫn hoan hỷ khi mình bước tới, người ta ân cần tiếp mình, thậm chí người ta còn du di. Ví dụ như mình cần miếng chanh, mình xin miếng chanh ta rất là vui, ta đem ra 2 miếng. Còn nếu mình mà không dễ thương, ta vô ta cắt miếng chanh mà ta nghiến răng ăn dần dữ. Tất cả là do cái thái độ sống của chúng ta. Và thưa thưa đại chúng, đạo Phật không ngoài mục đích chuyển nghiệp lực mà tập khí sống dở của chúng ta, để đưa mỗi người chúng ta vào cái con đường sống tốt,
mà sống tốt, sống chánh niệm thì chúng ta gọi là đạo Phật. Vì đạo là con đường, Phật là tỉnh thức giác ngộ. Sống tỉnh thức giác ngộ, hoàn cảnh, bản thân vân vân, chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng gặp đạo Phật. Mà dù chỗ đó không có bàn thờ, không có chùa chiền, nhưng đạo Phật vẫn thể hiện bằng cách sống của chúng ta. Và chúng ta có thể giới thiệu cho mọi người biết được ý nghĩa chân thật của đạo Phật, không phải là một tôn giáo để thờ cúng bái lại một đấng thần linh, mà chúng ta tiếp nhận con đường để chúng ta sống. Mà được như vậy, tới đâu cũng linh, gọi là phổ linh.